có lẽ đóng băng Tuyết Nguyên cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, giống như các ngươi người ngoại giới, đối với ở trong đó thế lực không biết gì cả. Diệp Thần mở miệng nói. Tôn Dạ Dung gật đầu một cái, quả thật như vậy. Trừ Kiếm Gia kiếm phái đem cái này đóng băng Tuyết Nguyên thành tựu trừng phạt chi địa bên ngoài, những thứ khác tông phái tựa hồ đối với nơi đây cũng không hứng thú, bởi vì nơi này đầu cũng không có bất kỳ có giá trị bảo vật. Cái này thế gian rộn ràng, đều là lợi lai. Cố hết sức mà không có thể lấy được chuyện lợi tình, không có ai sẽ nguyện ý làm. Đi tới địa phương xa lạ, Diệp Thần phản ứng đầu tiên là cẩn thận. Tôn Dạ Dung ngược lại là duy trì tò mò chi tâm, đã thấy gia sinh sau khi chết, đối với rất nhiều chuyện vậy rửng rưng. Nơi này có đường. Diệp Thần thần niệm phát hiện một cái tương đối kín đáo đường, hắn theo đi tìm đi, quả nhiên thấy vậy hư ảo trong hư không, có gió thổi ra, không phải biến dạng thiên địa như vậy cương mãnh, mà là bình thường cương phong. Diệp Thần không nói hai lời, đặt chân đi vào, Tôn Dạ Dung theo sát phía sau. Hai người từ vậy hư không trong hắc động, đi tới ngoài ra một phiến đất thần bí. Còn không có đi vào bao lâu, hắn liền nghe được tiếng gió gào thét, chặt chém tới đây oanh oanh liệt liệt, nguy hiểm tuyệt luân. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Thần vậy phát giác một chút khí tức không tầm thường. Chỗ này địa phương, không đúng lắm, hoang vu nguyên nhân, tựa hồ núp ở chỗ sâu hơn. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hắn một cái nắm ở liền Tôn Dạ Dung eo, ở nàng tiếng kinh hô trong đó nói nhỏ, không nên động, chỗ này có chút quỷ dị. Chúng ta hãy đi trước nói sau. Một khắc sau hắn bạo xông ra, cơ hồ chính là ở trong nháy mắt, mãnh liệt hắc quang hạ xuống, cầm hắn mới vừa ở địa phương đó chém là bột. Tôn Dạ Dung hoảng sợ không thôi, quay đầu nhìn vậy bị chém ra miệng to hắc động địa phương, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Thần bằng vào cường hãn thân xác, xông qua một nơi hắc quang trói buộc, một tiếng nổ, xích trần thần mạch ở trên người hắn bay lên, còn kèm theo tí ti ngọn lửa lực. Hắn hành động này, là lấy ngọn lửa tới đối kháng ngọn lửa. Bởi vì một bên trong hắc động, cũng có ngọn lửa lăng không tới, cháy được cực kỳ mãnh liệt. Như vậy ngọn lửa, tựa như trải qua chư thiên bóng tối tẩy rửa, chớp mắt động một cái, cũng mang theo vô cùng hung hãn khí. Trừ cái này ra, còn có sấm sét hỗn hợp, hắc khí tràn ngập, giống như thiên kiếp hạ xuống. Diệp Thần biết được nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn đạp qua vậy phiến nám đen mặt đất, vạn vật tàn tạ, đem chúng sanh hài cốt dẫm ở dưới chân, nhanh chóng tập kích bất ngờ. Cái địa phương này qua lại quá mức thần bí, hơn nữa ẩn chứa quy tắc cực kỳ không tốt nắm trong tay, một cái không cẩn thận, liền có thể sẽ rơi vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Đợi Diệp Thần xông qua nơi này lúc đó, bốn phía rốt cuộc từ từ an tĩnh lại, hắn lần nữa tiến vào một tòa núi tuyết, này thay nhau vang lên, trùng điệp không ngừng, nguy nga mênh mông. Chỗ này băng tuyết chi địa, cũng không có cáu kỉnh gió bão, cũng không có vậy lẫm liệt tận xương gió lạnh. Khắp nơi đều hết sức yên lặng. Nhưng cái này phần yên lặng, tựa hồ có chút quá mức. Cái đó, có thể trước thả ta xuống sao? Diệp Thần bên tai, truyền đến Tôn Dạ Dung nhỏ như mũi kêu tiếng nói thanh âm. Âu âu, ngại quá. Diệp Thần lập tức buông tay ra, lui sang một bên, mới vừa rồi hắn tâm thần toàn bộ đều ở không gian này quy tắc biến hóa bên trên, cũng không chú ý tới cánh tay còn ôm một nơi mềm mại. Tôn Dạ Dung khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, bất quá khôi phục rất nhanh bình thường. Người bị thương. Tôn Dạ Dung cúi đầu vừa thấy, mới thấy được Diệp Thần trên mình có chút nám đen vẻ. Không có cách nào, phải dựa vào cứng rắn xông qua nơi này, liền được chịu đựng thiên kiếp sấm sét cắn trả. Bất quá những vết thương này đối với Diệp Thần mà nói, không tính lớn chuyện, một hồi là được khôi phục. Tôn Dạ Dung cắn chặt hàm răng, con mắt lập lòe, ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy. Thật xin lỗi, là ta để cho ngươi hai lần ba lần bị thương. Diệp Thần vỗ vỗ nàng bả vai, cười an ủi, không cần nghĩ như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi ở kiếm vẫn không gian trong đó, hai lần giúp ta chặn kẻ địch, như nếu không phải ngươi thay ta tranh thủ thời gian, sợ rằng ta còn không cách nào phá rõ ràng vậy ảo cảnh. Có thật không? Tôn Dạ Dung khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng. Dĩ nhiên. Diệp Thần gật đầu một cái, ngay sau đó hắn liền thấy Tôn Dạ Dung từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, kèm thêm một ít thuốc bột, dè đặt thay hắn băng bó. Đối với lần này, Diệp Thần dở khóc dở cười, tay này mặt băng bó có lẽ không có ích gì, bất quá đại biểu Tôn Dạ Dung một mảnh tâm ý, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Hai người chỉnh đốn một phen sau đó,
tiếp tục tiến về trước, đi tới một nơi cao điểm, bọn họ mới thấy được liền nơi này băng sơn chân chính diện mạo. Chỗ này dãy núi nguy nga vĩ đại, vô cùng cao lớn, dường như muốn xông phá tầng kia vân tiêu, tiến vào trong vũ trụ. Núi này khí thế, cùng đóng băng tuyết nguyên ở giữa băng sơn là hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn mang theo một chút đại đạo hỗn độn khí. Hai người bắt tay đồng hành, chậm rãi bay lên không, đỉnh đầu bọn họ thanh không, chân đạp mây mù, gặp được vậy đứng trên đỉnh núi tình huống. Ở nơi đó, có một viên chiếm cứ cổ thụ, giống như khác một tòa núi nhỏ, cành lá sinh sôi tốt, sáng chói chói mắt. Xem ra lần này, chúng ta coi là tìm ra bảo bối. Cứ việc Diệp Thần không cách nào nhận ra cây này thân phận, nhưng có thể cảm giác được hắn thật không đơn giản. Tôn Dạ Dung cũng là mặt tươi cười. Họa hề phúc nơi ỉ, phúc hề họa nơi phục, cái này lộ trình khúc khuỷu, có lẽ ai cũng không nghĩ ra. Vậy cây cổ thụ trên kết liễu không thiếu trong suốt trái cây, thấu rõ vô cùng, nhìn qua liền mười phần mê người. Hoặc giả là được vậy ngút trời cây cối ảnh hưởng, cái này phiến mặt đất lại nữa nám đen như than, mà là đổi được thương thúy hành lục. Cây này, hoặc giả là truyền thuyết kia ở giữa thiên trạch thần thụ. Ở Diệp Thần người ngẩn ra thời điểm, Tôn Dạ Dung trầm tư hồi lâu, bật thốt lên. Cái gì cây, Diệp Thần vẫn không thể nào nhận ra, ở hắn biết rất nhiều thiên địa bảo trong đó, tựa hồ cũng không có loại bảo vật này tồn tại. Tôn Dạ Dung cười một tiếng, nói, ngươi không phải huyền hải người, tự nhiên không biết. Tin đồn cái này thiên trạch thần thụ, là Hồng Quân lão tổ thê tử, kiêm gia tiên tử lưu đi ra ngoài một phần tinh nguyên, tưới cho một cây người nào chết cổ thụ, làm hắn cải tử hồi sanh, trở thành chí cao vô thượng bảo thụ. Ngươi cũng biết, cái này kiêm gia tiên tử là kiêm gia kiếm phái người sáng lập, khi đó bởi vì đánh vào thiên đạo thất bại, từ đó chết. Mà ở nàng chết trước, gặp được một cây cổ thụ sắp tàn lụi, nhưng vẫn chống đỡ, không chịu gãy. Này cùng tinh thần cảm động kiêm gia tiên tử, nàng liền đem tinh khí chuyện với cây, sau đó Hồng Quân lão tổ bởi vì nhớ nhung vợ quá cố, liền lại đem mình một món căn nguyên khí, dung nhập vào thiên trạch thần thụ trong đó. Tôn Dạ Dung tựa như bị câu chuyện này đánh động, đắm chìm vào trong đó, nói liên tục. Hồng Quân lão tổ cùng kiêm gia tiên tử kết hợp, là từ cổ chí kim, nhất là thích phối thần tiên quyến lữ, để cho vô số người không ngừng hâm mộ, có thể kết cục sau cùng, cũng để cho không ít người bóp cổ tay than thở. Cái này thiên trạch thần thụ, từ một khía cạnh khác mà nói, là Hồng Quân lão tổ lưu lại niệm tưởng một trong. Vậy tích chứa trong đó trước thiên đạo quang huy, cùng vạn vật cùng sinh, cùng thiên địa đủ thọ. Tôn Dạ Dung sau khi nói xong, còn thật lâu đắm chìm trong câu chuyện này bên trong, không thể tự kiềm chế. Tính nàng vốn là cố chấp, còn có chút cô độc, từ không muốn cùng người khác chủ động lui tới, vì vậy ở kiêm gia kiếm phái trong đó, nhân duyên chưa ra hình dáng gì. Giống vậy, nàng vậy không ưa kiêm gia kiếm phái trong đó, vậy chỉ tính cái lợi tác phong. Rất lâu, nàng đều là một thân một mình, lưu lại ở rơi đầy bụi bẩm võ kỹ các. Tỉ mỉ xem duyệt những cái kia không người hỏi thăm sách, vậy từ trong hiểu được không thiếu cùng năm đó có liên quan sự tích. Nàng không muốn cùng người nhiều làm trao đổi, tình nguyện tiến vào câu chuyện trong đó. Diệp Thần đối với Tôn Dạ Dung, lại nhìn thêm một cái. Xem ra con bé này cũng không xem hắn tưởng tượng như vậy cố chấp, đần độn, chỉ là không có tìm được thích hợp bày tỏ hết đối tượng thôi. Bọn họ trước mắt thiên trạch thần thụ, miếng lá là màu vàng kim, thân cây tựa như bảo ngọc. Nhẹ nhàng chập chờn, tản mát ra tinh xảo quang mang hoàng kim. Nguyên viên bảo thụ tràn đầy sinh mạng lực lượng, vậy làm cho này trắng ngần núi tuyết mang tới vẻ sinh cơ. Làm vậy màu vàng kim chói lọi phát ra đến mức tận cùng lúc đó, thì có một vòng mặt trời gay gắt mới lên, chập chờn lên, vô số miếng lá làm đung đưa, phát ra như chuông bạc thanh thúy thanh âm. Linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, vô cùng là êm tai. Tôn Dạ Dung chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái. Trong lồng ngực góp nhặt uất khí tản đi không thiếu. Mà Diệp Thần vậy cảm thấy ngực băng hàn ý đang biến mất, máu thịt khép lại, so với dự tính tốc độ nhanh không thiếu. Để cho Tôn Dạ Dung thất thanh hình ảnh, là cây kia mầm bên trong, sinh trưởng hoàng kim trái cây, từng hạt tròn treo, giống như cái này thế gian tinh xảo nhất vật kiện. Hoàng kim trái cây ra bên trên kim quang đậm đà, trong mơ hồ có ánh sáng của mặt trời chiếu rọi lưu chuyển, trong đó nơi năng lượng ẩn chứa. Đủ để cho người tại chỗ đột phá, thân xác cùng thần hồn đều là tăng nhiều. Diệp Thí Thiên, cái này thiên trạch thần thụ chính là bảo vật, chúng ta có thể từ trong đạt được cơ duyên. Tôn Dạ Dung mừng rỡ nói.
Diệp Thần gật đầu một cái, trước mắt nụ cười. Ngay vào lúc này, Vậy Thiên Trạch Thần Thụ lại nhúc nhích mấy cái, đi lên kéo lên chút, cho dù này cùng biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Thần chú ý tới. Hắn chuẩn bị tiến lên một bước, cẩn thận tra xem tình huống, nhưng là bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy, từ vậy cành lá sinh sôi tốt trong cây, có một đạo đỏ tươi ánh mắt đang ngó chừng hắn. Vậy đạo đỏ tươi ánh mắt thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị Diệp Thần bắt được. Tôn Dạ Dung đi xuống bước đi, đang chuẩn bị bước vào Vậy Thiên Trạch Thần Thụ lãnh vực phạm vi, lại bị Diệp Thần một cái ngăn cản. Trước không nên đi vào, trong này sợ rằng có huyền cơ khác. Diệp Thần híp mắt, lần nữa nhìn về phía vậy cây Thiên Trạch Thần Thụ. Tôn Dạ Dung sửng sốt một chút, hỏi tại sao. Diệp Thần không có trực tiếp trả lời nàng, mà là phân ra linh niệm, ngưng tụ thành một đạo mình hư ảnh. Bóng người kia có máu có thịt, và mình cũng kém không nhiều như nhau. Nhưng là làm hắn tiến vào cái này Thiên Trạch Thần Thụ chu vi 5 km phạm vi lúc đó, bỗng nhiên, vô số điều dây leo từ trong hư không lộ ra tới, mang theo tàn bạo lực lượng. Ước chừng trong nháy mắt, liền đem Diệp Thần gọi tới hồn ảnh, châm được mình đầy thương tích, trong thoáng chốc không còn tồn tại. Mấy hơi thở thời gian, liền bị chiếm đoạt hầu như không còn. Tôn Dạ Dung dừng bước, chợt giật mình, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bề ngoài nhìn qua vô cùng thần thánh Thiên Trạch Thần Thụ, lại có thể sẽ nuốt cắn người hồn phách. Ngươi không cần kinh ngạc, vật này tồn tại vạn cổ năm tháng, cũng không ai biết trong đó rốt cuộc trải qua cái gì. Lúc này hẳn bị cái này đóng băng tuyết nguyên ma khí ăn mòn, biến thành bây giờ dáng vẻ. Diệp Thần đánh giá cái này cổ thụ, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn tổng cảm thấy cái này Thiên Trạch Thần Thụ bản thể là tốt, nhưng vòng ngoài nhưng còn quấn một tầng ma khí, người bình thường cùng không cách nào đến gần. Tôn Dạ Dung nhìn chằm chằm cái này Thiên Trạch Thần Thụ nhìn hồi lâu, nghi ngờ trong lòng không rõ ràng. Sau đó, Diệp Thần đi tới cao hơn chỗ xa hơn, cơ hồ mau tới tầng này vân tiêu nóc. Từ đây chỗ đi xuống xem, trời cao thiếu xa, núi non trùng điệp, mà tòa băng sơn này lại là hùng vĩ nguy nga, mắt nhìn xuống đi, rộng rãi vô cùng, hơn nữa lưu lại đạo đạo rãnh, quanh quẩn ở vách núi bên trên. Diệp Thần thấy những thứ này rãnh sau đó, nhất thời nổi lên ngờ vực, hắn bên trái xem bên phải xem, chợt phát hiện tòa băng sơn này giống như là một tất cả to lớn quan tài. Bên này rơi rất hình thành từng vòng đường núi, giống như là phù văn thần bí hội tụ ở chỗ này. Diệp Thần thấy phù văn này, bỗng nhiên lúc này nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chợt biến đổi, hắn trong óc xuất hiện Hồng Quân lão tổ lưu lại cục sắt. Một khối này Hồng Quân cục sắt vậy tản mát ra óng ánh chói lọi, cùng Thiên Trạch Thần Thụ bản thể 10 phần tương tự. Diệp Thần chỉ thấy được cục sắt phù không ra, tự động đi bên kia thổi qua đi. Hắn không có tiến hành ngăn cản, mà là chậm rãi đuổi theo. Tôn Dạ Dung cũng theo đó kịp phản ứng, Diệp Thần mang theo người như vậy bảo vật, tuyệt đối lớn có huyền cơ, vì vậy đuổi mau cùng lên đi. Vì vậy, Diệp Thần liền trơ mắt nhìn vậy Hồng Quân cục sắt phá vỡ tầng ngoài ngăn trở, không phí nhiều sức, những cái kia tàn bạo sương mù cho dù gặp được nó, cũng phải lượn quanh mà xa. Diệp Thần tạm thời tới giữa kinh ngạc không thôi, vui vẻ nhiều hơn. Cái này Hồng Quân lão tổ lưu lại đồ là lần thứ hai giúp hắn. Hắn cùng Tôn Dạ Dung hai mắt nhìn nhau một cái, hai người bước nhanh tiến vào trong đó, có thể gặp được vậy vòng ngoài cấm kỵ, đã bị xuyên phá, lúc này bọn họ mới tiếp xúc đến chân chính Thiên Trạch Thần Thụ. Từng bước một đến gần, bọn họ mới có thể cảm nhận được cái này cao nhất nguyên cây đặc biệt sức sống, trên đầu hoàng kim miếng lá không ngừng lưu chuyển, từ thân cây đến dây leo, đều là khí trạch hòa hợp. Ta rất kinh ngạc, các ngươi lại có thể xuyên qua tầng kia bình phong che chở tiến vào trong đó. Phải biết ta có thể bị vây ở chỗ này vô số năm, chưa bao giờ có người đi vào qua. Bọn họ còn không dự định làm gì, liền đột nhiên nghe được một đạo thanh âm tang thương, hàm chứa nồng nặc cổ ý. Cây này đã sống sót tuyệt đối trở, ký thác kiêm gia tiên tử, hy vọng cuối cùng cùng Hồng Quân lão tổ lúc chia tay tuyệt niệm. Lâu dài năm tháng tới nay, hắn thần hồn bị bồi bổ. Tiền bối tốt, Diệp Thần thấy cái này cùng cổ thụ cũng không bày dáng vẻ. Mà là chắp tay thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Tôn Dạ Dung trong chốc lát vậy ngây ngẩn, bất quá nàng rất nhanh vậy học Diệp Thần dáng vẻ thi lễ. Đối với cái này cùng thời đại hồng hoang viễn cổ thần vật, cần phải ôm kính sợ chi tâm. Hơn nữa cái này cây cổ thụ sáng bóng, lại không có trong tưởng tượng như vậy rực rỡ. Vỏ cây có chút rạn nứt,
hơn nữa trên thân cây nếp nhăn, đã thành sóng gợn lặng lẽ lan truyền. Trên mình ngươi có chủ nhân hơi thở, ha ha, chắc hẳn cũng là mượn này mới đến nơi này đi. Thiên Trạch Thần Thụ cười lên tiếng. Ta quả thật cùng Hồng Quân tiền bối lưu lại hư ảnh từng có trò chuyện. Diệp Thần thành thật trả lời. Lần này hắn như cũ có thể cảm giác được, cây này liền trong đó có một đôi mắt đang đánh tính mình, cùng trước mặt vậy đôi màu đỏ thẫm con ngươi chênh lệch không bao nhiêu, duy nhất có khác biệt phải, đôi tròng mắt này không có hung ác ý. Hẳn là mình từ ngoài nhìn vào, chưa từng trốn ra tầng kia bình phong che chở trói buộc, bị mê hoặc cặp mắt. Vậy, ngươi là loại gì thân phận? Thiên Trạch Thần Thụ cũng không có Hồng Quân lão tổ như vậy nhãn lực, cũng không có thượng cổ thần ma như vậy kiến thức, vì vậy chỉ có thể chủ động hỏi. Tiền bối, ta chấp trưởng luân hồi, tên là Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần thản nhiên nói ra mình thân phận, ở nơi này thần thụ trước mặt hắn không có gì giấu giếm, nếu như lại giấu giếm, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đối phương đối với mình khí vận phán đoán. Diệp Thần đang nói chuyện lúc đó, Thiên Trạch Thần Thụ bên trong, một món xanh biếc ánh sáng lặng lẽ sáng lên, tựa như cùng thiên địa khí vận tương liên, có thể kiểm chứng Diệp Thần lời nói thật giả. Mà Diệp Thần sau khi nói xong vẻ mặt bình tĩnh, thản thản đáng đáng, không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Thiên Trạch Thần Thụ, lúc này mới rất khiếp sợ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, những lời này quả thật là thiên lý tuần hoàn, miễn cưỡng không ngừng à. Ta chủ nhân thuở thiếu thời cũng là giống như ngươi như vậy kinh tài diễm diễm, độc đoán vạn cổ, bất quá hắn ở ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng không có kinh khủng như vậy thực lực. Thiên Trạch Thần Thụ đón nhận kiêm gia tiên tử một giọt nước mắt biến thành tinh nguyên, vậy truyền thừa Hồng Quân lão tổ căn nguyên lực, tự nhiên đối hai người qua lại sự tích hết sức rõ ràng. Một bên Tôn Dạ Dung nghe được Luân Hồi Chi Chủ mấy chữ này, vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng kịp phản ứng sau đó, tim cũng chợt dừng lại, tựa như rối loạn hơi đập. Cho dù nàng thân ở huyền hải bên trong, lại làm sao chưa có nghe nói qua Luân Hồi Chi Chủ danh tiếng, đây chính là tương lai giữa trời đất chí cao vô thượng nắm giữ, sánh vai Hồng Quân lão tổ tồn tại. Tương lai nếu có thể chấp trưởng Luân Hồi Đỉnh, chính là cái này thế gian vương giả mạnh nhất. Đến lúc đó, toàn bộ Kiêm gia kiếm phái, chỉ sợ cũng không chịu nổi hắn chỉ một cái oai. Tôn Dạ Dung nhanh chóng sửa sang lại trong đầu mê loạn suy nghĩ, từng cái đầu mối lý sau khi đi ra, nàng mới phát hiện, Diệp Thần thân phận chân thật là Luân Hồi Chi Chủ, vừa ở tình lý bên trong, lại đang ngoài ý liệu. Lấy Diệp Thần trước biểu hiện ra đủ loại thực lực, quả thật sẽ không bôi nhọ Luân Hồi Chi Chủ danh tiếng. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới phương diện này thôi. Kiêm gia kiếm phái nếu như biết các nàng nơi kết cựu địch là Luân Hồi Chi Chủ, trong lòng nên có cảm tưởng gì? Đồng thời Tôn Dạ Dung trong lòng có lau một cái vui mừng, khá tốt mình cùng Luân Hồi Chi Chủ trở thành bằng hữu, mà không phải là kẻ địch. Tôn Dạ Dung thất thần lúc đó, Diệp Thần cũng không pháp thấy rõ đến lòng nàng lý hoạt động. Hình ảnh kéo hồi Diệp Thần bên này, đối mặt Thiên Trạch Thần Thụ khen ngợi, Diệp Thần theo thói quen khiêm tốn đôi câu. Tiền bối quá khen rồi. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, nơi nào có thể xem Hồng Quân tiền bối như vậy trở thành từ cổ chí kim người thứ nhất. Thiên Trạch Thần Thụ ha ha cười hai tiếng, hắn đối với mình đạo hạnh không thể tiếp tục tăng trưởng, cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nếu là từ mặt khác tới muốn, nếu như năm đó không phải Hồng Quân lão tổ cùng Kiêm gia tiên tử hai người giao cho nó sinh mạng mới, nó lại làm sao có thể lắc mình một cái, trở thành trong trời đất này cao cấp thần vật, hơn nữa sống sót đến nay đâu. Như chúng ta như vậy bảo vật, mặc dù cũng có thể tu hành, nhưng là nhưng gian nan trọng trọng, trăm năm qua có lẽ cũng không từng có phân nửa tinh tiến, ta từ vạn cổ năm tháng, tu luyện đến nay, mới vừa ra đời một chút yếu ớt linh thức mà thôi. Diệp Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, chúng ta mặc dù tu vi tiến cảnh cực nhanh, nhưng tuổi thọ nhưng cực kỳ có hạn, đại đa số võ giả cũng chỉ có thể ngồi xem mặt trời mọc, nghe gió nổi lên sóng, nhưng không cách nào nắm trong tay luân hồi. Nghịch chuyển sống chết, cuối cùng vẫn là phải hóa là một nắm đất vàng. Mà tựa như tiền bối cái này cùng thần vật lại bất đồng, cơ hồ đã cùng thiên địa đồng thọ, và vạn vật thông linh, một cái thời đại gió nổi mây vần, đối với các ngươi mà nói, cũng bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Thiên Trạch Thần Thụ trong giọng nói, mang theo nụ cười, người trẻ tuổi này ngược lại là biết nói chuyện, nhưng tình huống của ta đến đây ta tự biết, nhất là ta hiện tại nơi trấn áp cái này tôn thần linh. Sợ rằng lấy ta lực lượng, đã không cách nào đè thêm chế hắn, không ra một năm hắn liền sẽ thoát khốn. Thiên Trạch Thần Thụ nói như thế, Diệp Thần mới phát hiện,
hắn toàn thân vàng óng ánh sáng, có hơn phân nửa là đi xuống lan tràn. Khí tức thần thánh, cắm rễ tại đất đai bên trong, chỉ có tính mở thiên nhãn, cẩn thận tra xem mới có thể thấy, cái này thiên trạch thần thụ nơi trấn áp băng sơn dưới, lại có từng tia huyết quang phun trào. Tiền bối, phía dưới này trấn áp là người phương nào? Diệp thần hỏi. Một khắc sau, thiên trạch thần thụ một cây dây leo chỉ hướng Tôn Dạ Dung, trấn áp người cùng nàng cùng tông đồng nguyên. Từ sau khi đi vào, liền một mực yên lặng lặng lẽ nghe hai người đối thoại Tôn Dạ Dung, nhất thời sửng sốt một chút. Cùng nàng đồng nguyên, là ý gì? Chuyện này, các ngươi về sau Kiêm gia kiếm phái đệ tử hoặc giả là không biết, bất quá vậy không kỳ quái, đã qua đặc biệt rất xa năm tháng, cần gì phải lại sách đâu. Kiêm gia kiếm phái trải qua đại trưởng môn người là ôm trước loại ý nghĩ này, chẳng muốn đem này cùng chuyện xấu truyền cho hậu nhân, nhưng tại ta mà nói, cũng không phải là như vậy. Ta giúp Kiêm gia kiếm phái chân áp cái này Kiêm gia thánh tử, lại bị khốn tại cái này đất hoang vu, không cách nào chạy khỏi. Ít năm như vậy tới, Kiêm gia kiếm phái vậy chưa bao giờ người tới thăm qua ta, thật sự là làm ta lòng nguội lạnh. Thiên trạch thần thụ đối với Hồng Quân lão tổ cùng Kiêm gia tiên tử, cảm kích trong lòng, coi là chủ nhân, nhưng là đối Kiêm gia kiếm phái, nhưng tràn đầy vô cùng hận ý. Diệp thần nghe lời nói này, nhất thời nhíu mày. Theo hắn biết, Kiêm gia kiếm phái là lấy cô gái làm chủ tông phái, cho dù ngoại lệ thu nhận thiên phú xuất chúng yêu nghiệt nam đệ tử, vậy cũng chỉ là lớn mạnh Kiêm gia kiếm phái thanh thế, cũng không phải là vì truyền thừa đạo thống. Mỗi một đời tông chủ người thừa kế đều bị gọi là Kiêm gia thánh nữ, mà cũng không phải là thánh tử. Thế nào sẽ có một tên Kiêm gia thánh tử ra đời? Tôn Dạ Dung tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, đầy mắt không dám tin. Chẳng lẽ nói cái đó truyền thuyết là thật? Truyền thuyết gì? Diệp thần lập tức hỏi. Tôn Dạ Dung mở miệng chậm rãi nói tới, cái này thì truyền thuyết cũng là nàng từ giã sử trên hiểu được, là một lần tình cờ lật xem, hơn nữa lần sau nàng lại đi đến nơi đó lúc đó, sách đã không gặp. Phía trên kia ghi lại một đoạn lịch sử, Kiêm gia kiếm phái thứ 10 đảm nhiệm truyền đạo người, thu một cái thiên phú vô cùng là xuất chúng nam đệ tử, thậm chí lĩnh ngộ Kiêm gia tiên tử nơi lưu lại cao nhất kiếm quyết. Thành công hiện ra muôn vàn ý voi, đưa tới huyền hải chấn động. Thiên phú như vậy chân thực hiếm thấy, vì vậy lúc đó Kiêm gia kiếm phái tông chủ cùng một liền trưởng lão sau khi thương lượng, quyết định ngoại lệ, lập cái này nam đệ tử là Kiêm gia thánh tử, tương lai thừa kế đạo thống, dẫn Kiêm gia kiếm phái cao hơn một tầng lầu. Nhưng mà sau đó, cái này Kiêm gia thánh tử là ma đạo nơi nhuộm, lầm vào đường rẽ, giết hại không thiếu vô tội sinh mạng, Kiêm gia tông chủ 10 phần tức giận. Tự mình ra tay đem trấn áp. Bởi vì lúc đó Kiêm gia thánh tử đã bị nhiễm liền tội ác máu, thần hồn bất tử bất diệt, cho dù hủy diệt thân xác cũng không có dùng. Vì vậy Kiêm gia tông chủ liền tìm tới như nhau thần vật, đem Kiêm gia thánh tử phong ấn ở liền đời người không cách nào tìm được đất thần bí, ngàn đời vạn thế, cho đến vĩnh viễn, làm hắn mãi mãi không được thoát khốn. Tôn Dạ Dung vốn là lấy là truyền thuyết này là người khác bịa đặt, dẫu sao là ghi lại tại giã sử trên câu chuyện. Độ có thể tin không cao, hơn nữa nàng đi ra ngoài hỏi những người khác lúc đó, vậy không người biết chuyện này. Sau đó nàng liền không để ý, ai có thể nghĩ đến chuyện này lại là thật. Tiền bối kia, hiện tại có biện pháp gì không? Diệp thần hơi làm suy tư, chợt mở miệng hỏi nói. Thiên trạch thần thụ thở dài, ta cũng không nghĩ ra có biện pháp gì, vậy Kiêm gia thánh tử thần hồn bị phong ấn ở nơi này, thể xác nhưng là nấp trong vậy băng nguyên trong đó. Nếu như đem hắn thể xác toàn bộ hủy xấu xa, ngăn cản thần hồn vào bên trong, chỉ sợ cũng có thể phá xấu xa hắn sống lại kế hoạch. Tên này thực lực, có lẽ đã chạm tới vô lượng cảnh, cực kỳ mạnh mẽ, đang bị trấn áp những thứ này trong năm tháng, hắn chẳng những không có bị thần của ta quang làm hao mòn hầu như không còn, ngược lại từ những thứ khác trong hư không lấy ra ma thần lực, cuối cùng diễn hóa thành đạo của mình. Nghe đến lời này, Diệp thần tâm thần chấn động một cái. Vô lượng cảnh, đây chính là Vũ Hoàng cổ đế cùng Nhâm Phi phàm cùng người mới có thể bước vào cảnh giới, đối với hắn mà nói, hiện tại còn là một cực kỳ rất xa mục tiêu. Nhưng vào lúc này, thiên trạch thần thụ lá cây bỗng nhiên lúc này lấp lánh vang dội. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Không tốt, cái này Kiêm gia thánh tử lại sinh ra bạo động, chắc là hắn bản thể không có kịp thời tiếp theo trên gái trinh máu, ừ. Cô gái này hẳn là Kiêm gia kiếm phái mang vào gái trinh đi. Tôn Dạ Dung nghe nói như vậy sau đó, mặt nhỏ đỏ lên,
nàng quả thật vẫn là gái trinh, nhưng bị người như vậy chỉ ra, nhiều ít sẽ có chút ngượng ngùng. Thông qua Thiên Trạch Thần Thụ giải thích, hai người lúc này mới biết một ít bí mật cay đắng. Lúc đầu cái này Kiêm Gia Thánh Tử, cách mỗi 50 năm, liền muốn một ít nhân loại gái trinh máu tới trấn an thân xác, tự chữa thần hồn. Khó trách Kiêm Gia Kiếm Phái quyết định tông phái quy tắc, chính là mỗi 50 năm liền muốn đưa một tên nữ đệ tử đi đóng băng tuyết nguyên, hơn nữa bệnh ra thần hồn tan vỡ mượn cớ. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là giả tưởng mà thôi, mỗi một tên bị đưa vào nữ đệ tử, chân chính nguyên nhân cái chết đều là chết tại vậy Kiêm Gia Thánh Tử tay. Này cùng chân tướng, hoàn toàn lật đổ Tôn Dạ Dung đối với Kiêm Gia Kiếm Phái nhận biết, nàng một mực lấy là Kiêm Gia Kiếm Phái là một cái thần thánh mà thánh khiết tồn tại, đặc biệt vì kiếm đạo mà sống. Nhưng là sau đó, nàng phát hiện, tất cả giả thiết cũng chỉ là mình tốt đẹp ảo tưởng mà thôi. Mà hiện tại, thực tế lại cho nàng tăng thêm một chùy đòn nghiêm trọng. Kiêm Gia Thánh Tử sự việc, tông chủ thật chẳng lẽ không biết chuyện sao? Những thứ khác năm đại tôn giả cũng bị chẳng hay biết gì. Hoặc là nói, các nàng căn bản tất cả đều biết, chỉ là vô cùng ăn ý, không có nói ra mà thôi. Ngay tại nàng tinh thần hoảng hốt lúc đó, vậy do Thiên Trạch Thần Thụ trấn áp băng sơn, bỗng nhiên rung rung một tí. Đúng, chính là như vậy, giống như nhảy vậy run run, làm người ta rợn cả tóc gáy lực lượng, nhất thời khuếch tán ra. Không tốt, Kiêm Gia Thánh Tử thần hồn lại bắt đầu bạo động. Thiên Trạch Thần Thụ, thanh âm trầm thấp, như lâm đại địch. Diệp Thần Xuyên thấu qua trong mâm sai tạp rễ cây, gặp được vậy lớp băng thật dày bên trong, có một giọt máu. Chính là một giọt máu, hồng diễm, tươi đẹp hoặc giả nói là diêm dúa. Vậy cùng đỏ tươi vẻ, xuyên qua lớp băng, rơi vào Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung trong mắt. Một giọt máu, giống như là thượng cổ man hoang sinh ra hỗn độn cự thú như vậy, uy nghiêm ngất trời, thần bí khó lường. Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung nhanh chóng lui về sau hai bước. Rồi sau đó chính là Thiên Trạch Thần Thụ cành lá bao trùm đi lên, cùng giọt kia máu tiến hành chiến đấu. Bọn họ con người bên trong, đều là hiện ra vẻ rung động, bởi vì cái này nhỏ máu ý voi quá mức kinh người. Nếu không phải trong cơ thể chảy xuôi luân hồi huyết mạch, Diệp Thần trong lòng cũng sinh ra một loại muốn sùng bái xung động. Giống như là nhìn thấy thế giới này chân thần, quỳ bái, bất quá là từ đáy lòng lộ ra ra tự nhiên ý tưởng. Thật là khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần chợt đem ánh mắt mờ mịt Tôn Dạ Dung thức tỉnh, nàng cũng bị cái này nhỏ máu hơi thở mê hoặc. Hắn đem một tia khí cơ hội dưới vào Tôn Dạ Dung trong cơ thể, luân hồi huyết mạch đánh thẳng vào khí huyết, để cho hắn nhanh chóng tỉnh lại. Mới vừa phát sinh cái gì? Tôn Dạ Dung có chút mê mang nói. Cái này Kiêm Gia Thánh Tử máu có mê muội chức năng, phải cẩn thận một chút. Diệp Thần thần sắc trịnh trọng, mở miệng nói. Hắn điều động luân hồi huyết mạch, chảy vào đến con người bên trong, nhất thời luân hồi thiên nhãn bộc phát ra cực kỳ sáng chói chói lọi. Vào giờ khắc này, lục đạo luân hồi hiện ra hết trong mắt, mà Diệp Thần có khí thế, vậy như thượng cổ bá chủ như vậy nguy nga lẫm liệt, không thể địch nổi. Nhưng là coi như là luân hồi chói lọi, cũng không cách nào nhìn thấu cái này giọt máu. Giỏ nàng bọc ở vô cùng vô tận hỗn độn trong đó, khó mà nhìn thấu, hơn nữa hắn tự thành một khối thế giới, ẩn núp tất cả quy tắc cùng trật tự. Diệp Thần tinh thần chấn động, liền luân hồi thiên nhãn vậy mất hiệu lực, một giọt máu này uy lực có thể tưởng tượng được. Ngươi không thuộc về đi qua, vậy không thuộc về tương lai, ngươi kiên trì cái gọi là thiên đạo đều là không có ý nghĩa. Bây giờ ngươi, chẳng qua là bị thế giới hiện thật vứt bỏ cô nhi mà thôi. Diệp Thần cao giọng hét lớn, hắn nói câu câu châm tim, kim kim chói tai. Những lời này tựa hồ là cho chúng Kiêm Gia Thánh Tử xương sườn mềm, vốn là cực kỳ trầm ổn giọt kia máu bỗng nhiên lúc này bạo động lực, tản mát ra khí thế bàng bạc. Như mình mông vậy chấn động được không gian lay động, thực tế quy luật, thành phiến rơi xuống, sụp đổ sắp tới. Chú ý, bên kia hư không thì phải sụp đổ. Tôn Dạ Dung nhanh chóng nhắc nhở, nàng trong mắt ánh sáng chớp mắt, triệu hoán ra bách hoa thần kiếm, le que mấy cái, màu tím bách hợp phóng lên cao, khí thế lăng nhân, cùng giọt kia máu nơi tản ra thần uy hung hăng đụng vào nhau. Nàng thần hồn gặp phải chấn động, tạm thời tới giữa lui về phía sau hết mấy bước, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Bất quá nàng một chiêu này là hữu hiệu, hút đi vậy nhỏ máu bộ phận thần uy, để cho Thiên Trạch Thần Thụ cành lá được lần nữa quấn quanh. Diệp Thần cũng ở đây cùng trợ giúp, luân hồi thiên nhãn cùng giọt kia máu lăng không đối lập,
chính diện ngạnh cương. Cũng không lâu lắm, vậy nhỏ máu uy nghiêm kinh người hơn, nơi tản ra thần uy, thẳng lên trời cao, dường như muốn biến dạng cái này phiến bầu trời, làm cho cả đống băng tuyết nguyên chôn theo. Hoảng hốt tới giữa, Diệp Thần tựa hồ nghe được ngàn ma gào thét, vạn quỷ gầm thét, giống như u minh địa phủ, lần nữa hạ xuống nơi đây, khủng bố âm u, cực kỳ kinh người. Mà ở đó địa phủ ngay chính giữa, có một đạo to lớn hình bóng, hắn đang lạnh lùng nhìn bên này, tựa như đem nguyên cái thiên địa hết sức bắt tay trưởng. Không chân thiết, cũng không ngưng tụ, giống như là một tôn viễn cổ thần minh, nhất cử nhất động, là được quát thiên địa. Nhưng Diệp Thần biết, hết thảy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, cái này giọt máu lợi hại hơn nữa, vậy cuối cùng là bị phong ấn vật, tạm thời không cách nào chạy khỏi. Muốn mượn này tới nắm trong tay ta, sợ rằng ngươi còn không cái đó tư cách. Diệp Thần quả quyết thét dài, vô cùng vô tận mộ đạo lực cùng với thiên đạo quy tắc, ở hắn bên người vần quanh thành hình, xem là một bộ không thể so sánh khôi giáp, tản ra lấp lánh chói lọi, ở luân hồi huyết mạch thúc dục dưới, chúng sanh cũng làm biến ảo. Liên Thiên Trạch Thần Thụ cũng là thu hồi bộ phận tâm thần, kinh ngạc nhìn về phía nơi này. Giọt kia máu tựa như gặp phải loại nào đó thiên kiếp đòn nghiêm trọng, lúc này rơi xuống, thần uy không có ở đây, đổi được ảm đạm không sáng, rơi vào vực sâu không đáy. Mà phong ấn cũng theo đó kết thúc, lần này ma huyết chấn động bị chấn áp xuống tới. Thao thao bất tuyệt tiếng gào thét biến mất, vậy địa phủ vậy hóa là bột, biến mất không gặp. Nhưng Diệp Thần đám người tâm tình nhưng không bình tĩnh được. Cái này kiêm ra thánh tử một giọt thần hồn máu, thì có uy năng như vậy, nếu như cùng bản thể hợp lại làm một, sẽ là kinh khủng dường nào tồn tại. Thậm chí cách thái thượng thế giới 10 đại thiên quân lão tổ các người, cũng không kém quá nhiều, nhất định là huyền hải xứng đáng không thẹn đệ nhất cao thủ. Hơn nữa Diệp Thần có thể cảm thụ được, giọt kia máu tựa hồ đối với hắn có rất mạnh hứng thú, muốn đem trên người hắn huyết mạch nuốt là mới có. Đây là Diệp Thần tuyệt đối không cho phép, vì sao vị luân hồi chi chủ, đó chính là có luân hồi huyết mạch chống đỡ, tự thành hệ thống, mới khá đứng ngạo nghễ tại ở giữa thiên địa. Nếu như luân hồi huyết mạch bị đoạt, hắn vậy rất có thể vì vậy vẫn mệnh. Tiền bối, nói cho ta phải thế nào tăng cường phong ấn? Hoặc là nói làm sao tiêu diệt tên này? Diệp Thần ngẩng đầu lên hỏi, trong mắt lộ ra lau một cái kiên quyết ý. Thiên Trạch Thần Thụ trầm mặc một hồi, mới thở dài. Ta đúng là hy vọng ngươi có thể giúp ta giúp một tay, phong ấn vật này, dẫu sao huyền hải là chủ nhân lưu lại duy nhất di vật, ta không muốn nhìn nó rơi vào ác ma tay. Cái này kiêm gia thánh tử tuy nói thiên phú vượt trội, ma lực khủng bố, nhưng hắn bị phong ấn ở này ngàn vạn năm, cũng là bởi vì là năm đó kiêm gia tông chủ lợi dụng một kiểu đồ. Là cái gì? Tôn Dạ Dung không nhìn được trước thời hạn chen vào một câu. Vậy kiểu đồ, liền tồn tại ở đóng băng tuyết nguyên bên trong, nhưng là trong quá khứ đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết là phủ nhận chủ nhân mới, hoặc giả chấp nhận rời đi liền tuyết này vực. Thiên Trạch Thần Thụ nói. Chính là chỗ này băng tuyết thế giới hóa thành căn nguyên vật Thiên Thanh Thần Châu. Hạt châu này tác dụng tương đối đặc thù, có băng tuyết lực lượng, vừa vặn khắc chế tên kia kiêm gia thánh tử công pháp tu luyện. Cho nên, năm đó kiêm gia kiếm phái tông chủ mới lợi dụng hạt châu kia lực lượng, hóa ra đóng băng tuyết nguyên, đem kiêm gia thánh tử trấn áp. Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Thế nhưng Thiên Thanh Thần Châu hiện tại ở nơi nào? Diệp Thần lập tức hỏi. Hắn đối cái này đóng băng tuyết nguyên cũng không quen thuộc, còn được Thiên Trạch Thần Thụ tới chỉ điểm phương hướng. Thiên Trạch Thần Thụ cành lá giữa thần quang nhanh hai cái, tiếp theo, thì có dây leo quấn vòng quanh hai viên long lanh trong suốt trái cây đưa ra. Khí tức thần thánh đập vào mặt, ngay sau đó chính là làm người ta thèm thuồng mùi thơm. Ngươi nếu đến nơi này, lại mang theo chủ nhân ta tín vật, vậy ta ngươi tới giữa chính là có duyên, cái này một viên phúc trạch quả đưa cho ngươi. Có thể giúp ngươi vững chắc đạo hạnh, một viên khác, là vì cảm ơn ngươi giúp ta tạm thời trấn áp cái này kiêm gia thánh tử. Diệp Thần trong lòng có chút nóng như lửa, hắn bây giờ tiến vào thái chân cảnh sau đó, nói thật, tu vi tiến cảnh là theo kịp, nhưng là căn cơ không có giống hơn nữa trước như vậy vững chắc. Vô luận là đáy biển vực sâu, vẫn là ở kiếm vẫn không gian, hắn lấy được đều là tăng cường thể chất, tăng lên thần phách đạo pháp lực, trừ cái này ra, thuần túy rèn luyện bảo vật rất ít. Mà đây phúc trạch quả vừa vặn đền bù cái này một thiếu sót. Thời gian không đợi người, cơ hội không thể mất, có thể càng sớm đem căn cơ vững chắc, chính là càng tốt.
Diệp Thần trải qua những chỗ này trải qua hiểm sau đó, biết rõ thực lực tăng lên sự cần thiết cùng khẩn cấp tính, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thực lực cường đại thành tựu chống đỡ, căn bản không cách nào hoàn thành. Cái này phúc trạch quả có thể vì ngươi mang đến khí vận che chở, vững chắc thần hồn của ngươi lực lượng, hơn nữa ở chỗ này cơ sở bên trên, phong vũ lôi điện bốn đại thiên cướp, ngươi đều có thể trình độ nhất định tránh. Thiên trạch thần thụ là Diệp Thần giảng giải cái này phúc trạch quả diệu dụng chỗ, hơn nữa hắn còn có chút lo lắng, lấy Diệp Thần thần hồn lực lượng phải chăng có thể kháng được ở hai viên phúc trạch quả dược liệu. Vì vậy nó đưa ra một cây màu vàng kim trạc cây, điểm ở Diệp Thần ấn đường trong đó, muốn dùng thiên trạch lực tẩy Diệp Thần thần hồn, khiến cho có thể tốt hơn hấp thu cái này phúc trạch quả. Diệp Thần có thể cảm giác được, một cổ cường đại thần niệm tấn công tới, hắn không có kháng cự, mà là để cho hắn tiến vào mình ý ngay trong óc. Như bánh xe trở về thần hồn lực lượng nhất thời cuồn cuộn gầm thét, sôi trào vượt quá. Thiên trạch thần thụ mới vừa vào tới, liền bị cường đại thần hồn lực lượng cho đánh sâu vào một lần, nhất thời rất rung động. Thật là cường đại thần hồn lực lượng, ta còn lấy vì ngươi chỉ có thân xác tới này cùng cảnh giới, không nghĩ tới thần hồn linh niệm cũng đã đuổi theo. Thiên trạch thần thụ một phen xúc động. Lấy Diệp Thần cảnh giới bây giờ, uống phúc trạch quả có thể có chỗ dùng, nhưng là chỗ dùng chừng mực. Hắn càng muốn đem mấy viên trái cây thu vào tay, cầm cho mình người thân bạn tốt, ví dụ như Già Thiên Ma Đế, Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh các người, cái này thần quả là có thể gặp không thể cầu, bọn họ sau khi uống, có thể tăng cường thật nhiều độ thiên kiếp cơ hội, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thực lực. Luân hồi chi chủ, có thể hay không cùng ta nói một chút, hiện tại cái này thế giới bên ngoài thế nào? Huyền Hải cùng những thế giới khác thành lũy phải chăng có chút đánh vỡ? Còn nữa, võ tổ tình huống thế nào? Ta chủ nhân đánh vỡ vách không gian, thoát đi cái này thế giới hiện thật sau đó, phải chăng từng đã trở lại? Thiên trạch thần thụ đưa ra một chồng lớn vấn đề. Hắn ở chỗ này thật sự là ngây ngô được quá lâu, hư không cấm chế trùng trùng, hoàn toàn ngăn cách với đời. Diệp Thần sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp theo đem Hồng Quân lão tổ rời đi sau đó, Thiên Vũ Tiên môn thừa kế đạo thống, thế giới cuối cùng thế giới mới thay nhau sự việc tất cả đều nói hết. Thiên Trạch thần thụ càng nghe, càng giật mình không thôi, đến cuối cùng, liền cành lá cùng dây leo cũng run mấy run rẩy, tràn đầy xúc động cùng thương tiếc. Năm đó ta liền đã từng cùng chủ nhân nói qua, võ tổ tên đệ tử kia trời xanh tính khá là đôn hậu, thực lực vậy cũng không tệ lắm, nhưng ít hơn điểm khí thế, được làm vua thua làm giặc, trong nhất niệm, như không có cường đại hoàng giả quyết tâm, là chắc chắn không thành được đại sự. Thiên trạch thần thụ không khỏi thở dài nói. Ban đầu toàn bộ chư thiên vạn giới đều là do Hồng Quân nhất mạch người nắm trong tay, hiện tại Hồng Quân lão tổ vừa đi, võ tổ cũng không có cầm quyền. Vũ Hoàng cổ đế dị quân nổi lên, đem cũ thời đại trói lọi toàn bộ đánh tan, thật sự là làm nó thổn thức không dứt. Bất quá ở Diệp Thần xem ra, đây là thiên đạo tuần hoàn kết quả, cũng là mạnh ăn hiếp yếu khuynh hướng tất nhiên, Vũ Hoàng cổ đế làm người thực lực cao mạnh, tim cay dữ tợn, làm việc hoàn toàn bất cận nhân tình, cố mới có thể tu được vậy cao nhất chi đạo, trở thành hôm nay chư thiên vạn giới người thứ nhất. So sánh mà nói, vô luận là ngày cũ chủ vẫn là ma tổ vô thiên, cũng thiếu chút ngạo nghễ thiên địa thô bạo. Một người một cây trao đổi một phen sau đó, Diệp Thần liền chuẩn bị cáo từ thối lui, lần này tìm Thiên Thanh Thần Châu, không chỉ là vì lần nữa phong ấn Kiêm Gia Thánh Tử, còn có tìm được cái này đóng băng tuyết nguyên lối ra. Lần này ta cùng ngươi cùng nhau, ta ở võ kỹ các bên trong nghiên cứu qua cái này đóng băng tuyết nguyên đại khái vị trí đồ, có thể giúp được ngươi. Tôn Dạ Dung nguyên bổn cũng là Kiêm Gia kiếm phái thiên chi kiêu nữ, thực lực cường đại. Chúng tinh phùng nguyệt, chỉ theo trước Diệp Thần trải qua mấy lần sống chết chuyện kiện sau đó, nàng càng phát ra cảm thấy cái này mình điểm này không quan trọng đạo hạnh, thật sự là khó mà cầm ra tay. Được, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn tánh mạng. Tôn Dạ Dung dùng sức gật đầu một cái. Lần này bọn họ hai người gặp phải nhiệm vụ so với là gian theo thiên trạch thần thụ mà nói, Thiên Thanh Thần Châu bị phong ấn tuyết vực chỗ sâu, bị một miếng thời kỳ viễn cổ thất lạc đồng xanh cổ môn nơi phong ấn. Ban đầu là Kiêm Gia kiếm phái tông chủ tự mình ra tay, bày phong ấn, chỉ để lại một phiến chìa khóa. Trừ cái này phiến chìa khóa ra, cái này thế gian không có người có thể mở ra vậy phiến đồng xanh cổ môn. Ta nơi này có một phiến đồng xanh cổ môn còn sót lại mảnh vỡ, hẳn có thể cùng vậy chìa khóa sinh ra hô ứng, các ngươi đi đến băng tuyết thành sau đó, có thể y theo vật này đi tìm một chút chìa khóa rơi xuống, nhớ, ta
ta lần này chỉ có thể trấn áp hắn thần hồn một năm sau đó, hắn liền đem thoát khốn. Trừ cái này ra, Thiên Trạch thần thụ trả lại cho Diệp thần hai người như nhau che giấu hơi thở đồ, muốn đi vào băng tuyết thành, nhất định phải phù hợp cái này đóng băng tuyết vực trên những chủng tộc kia đặc thù. Cường đại nhất là băng tộc, còn lại còn có chừng 10 cái chủng tộc, vậy cuộc sống ở cái này băng nguyên bên trong. Mà Thiên Trạch thần thụ cho bọn hắn như nhau ẩn hình công cụ, chính là băng tuyết tinh linh lỗ tai. Đeo lên vật như vậy sau đó, có thể biến ảo thành băng tuyết tinh linh hình dáng, không sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Diệp thần cùng Tôn Dạ Dung đi ra cái này phiến hư không cấm địa, lúc gần đi hắn còn nhiều từ Thiên Trạch thần thụ nơi đó muốn mấy viên trái cây, hơn nữa chia một viên cho Tôn Dạ Dung. Người tới nơi này mà tới. Diệp thần hiện tại cùng Tôn Dạ Dung là trên một dây thừng châu chấu, cũng không sợ nàng phát hiện bầu trời hoàng tuyền đồ trong đó đổ, đem thu vào bên trong, rồi sau đó từ lôi kiếp bên trong sông ra đi. Cái này một mảnh đất rất là quỷ dị, là đóng băng tuyết nguyên cấm địa, tầng mây chỗ sâu vẫn ẩn núp trước đáng sợ sấm sét, luôn luôn lao xuống, bổ vào người trên mình, uy lực 10 phần khủng bố. Diệp thần đi tới tốt mấy giờ, cuối cùng là đi ra cái này một phiến cấm địa, đi ra phía ngoài tuyết nguyên trong đó. Cùng hắn lần nữa quay đầu lúc đó, vách không gian đã đóng cửa, chỗ kia cấm địa giống như là không có tồn tại qua vậy. Tôn Dạ Dung vậy từ vậy hoàng tuyền bích lạc đồ bên trong đi ra, bất quá nàng sau khi đi ra, thần sắc có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi Diệp thần, ở trong đó có một bụi cỏ nhỏ. Còn rất hoạt bát. Diệp thần cười nói, đúng vậy, bụi cây kia cỏ nhỏ rất hoạt bát, vậy rất đáng yêu. Đối với lần này Tôn Dạ Dung nhưng là lắc đầu một cái, có thể hay không yêu ta không biết, nhưng ta cái này cầm bách hoa thần kiếm thiếu chút nữa bị nó nuốt. Diệp thần cầm cỏ nhỏ từ bầu trời trong hoàng tuyền đồ sách ra, hỏi nó là chuyện gì xảy ra. Cỏ nhỏ so với tới lại lớn một vòng, hiện tại cũng mau đến đầu gối chiều dài, nó quơ quơ màu xanh biếc lá cỏ, lộ vẻ được có chút ủy khuất, hướng Diệp thần truyền ra ý chính là nó có chút đói. Diệp thần nhất thời dở khóc dở cười, tên này khẩu vị còn rất chọn. Bỗng nhiên lúc này hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cầm ra một viên phúc trạch quả ném cho cỏ nhỏ. Mà hắn nhất thời vui vẻ không thôi, ánh sáng chớp mắt, liền đem cái này mới trái táo cho hòa tan, sau đó cùng tự thân hợp làm một thể. Ngay sau đó, trên người nó xuất hiện như cát sỏi vậy ánh sáng, dâng lên một phiến sương mù dày đặc, mỏng khói tràn ngập ra, bao quanh bích lục cỏ thân, càng ngày càng đậm, vậy càng ngày càng lớn, ngay tại ở một chớp mắt kia cỏ nhỏ lần nữa xông lên lúc đi ra, lại có thể biến thành một cái do màu xanh lá cây bện thành linh chó. Diệp thần cùng Tôn Dạ Dung vừa thấy, đều trợn tròn mắt. Cỏ nhỏ biến thành linh chó, lộ vẻ được vô cùng là hưng phấn, Dung đùi đắc ý còn vòng vo hai cái vòng, ngay sau đó, nó lại lắc mình một cái, lại thành một con ngựa non, vui sướng nhảy tới nhảy lui, chân thực chọc được người dở khóc dở cười. Được rồi, đi vào nhanh một chút đi. Diệp thần đem cỏ nhỏ thu vào trong hoàng tuyền đồ, ngoài ra một bên, mặt đầy nụ cười Tôn Dạ Dung còn có chút bỏ không được. Tên này nghịch ngợm là nghịch ngợm, nhưng cũng có thể mang đến không thiếu sung sướng. Đối với lần này Diệp thần cũng là dở khóc dở cười, cái này cỏ nhỏ là hắn tại nửa đường bất ngờ nhặt được, sau đó cùng luân hồi huyết mạch sinh ra liên lạc, còn giúp hắn chống đỡ ở thiên lý cường lực nhất kích, bất quá hắn hiện tại vẫn là không có thăm dò cỏ nhỏ thân phận cụ thể, chỉ có thể chờ sau này dò nữa. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi băng tuyết thành. Hai người đem vậy tinh linh lỗ tai mang theo. Nhất thời hình tượng rất nhiều thay đổi, bọn họ đổi cả người làm trắng trường bào, lộ vẻ được vô cùng là thần thánh cao nhã, đầy đầu tóc đen vậy chuyển biến thành màu trắng bạc vẻ, tinh xảo trong trẻo lạnh lùng, mặt mũi lại là có chút ưu hóa. Diệp thần cùng Tôn Dạ Dung vốn là mặt mũi không kém, hơn nữa đặc thù xử lý, Diệp thần giống như tranh kia bên trong đi ra Mỹ Nam Tử, trôi giạt xuất trần, mi mắt tới giữa đều tràn đầy tiên khí. Mà Tôn Dạ Dung chính là đổi được càng xinh đẹp động lòng người. Mi mắt như tuyết, trong mắt hàm linh, giống như là biết nói chuyện vậy, cực kỳ mê người. Bọn họ nhìn riêng mình dung mạo giá trị nhan sắc biến hóa, đều có chút lăng thần, ngược lại là Tôn Dạ Dung trước đỏ mặt, cúi đầu chạy về phía trước đường. Diệp thần bàn tay vung lên, ngưng tụ ra một mặt thủy kính, ánh chiếu xuất từ mấy bây giờ mặt mũi. Hắn vỗ vỗ tờ này tinh xảo đến không có chút nào khuyết điểm mặt, hài lòng gật đầu một cái. Như vậy đi ra ngoài. Vẫn là thật không tệ, hẳn có thể mê đảo không thiếu cô gái nhỏ.
Diệp Thần nhẹ huýt sáo, đi theo lên. Mà khoảng cách bọn họ còn có rất xa một tòa thành trì trong đó, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ở nơi này bát ngát thành băng tuyết ao trong đó, có một nơi tế đàn, cách mỗi một đoạn thời gian, băng tộc người lãnh đạo liền sẽ xuất lĩnh toàn bộ tộc quần nhân vật trọng yếu, tới đây tế bái, để cầu băng thần che chở. Nhưng là hiện tại tế đàn chỗ sâu nhất, lại có tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng. Đáng chết, ta muốn gái trinh máu đâu? Tại sao còn không có tìm tới đây? Là Kiêm gia kiếm phái không có thả người đi vào sao? Vẫn là các ngươi không tìm được người. Một đám phế vật. Nghe kỹ, vậy gầm thét tiếng, là từ tế đàn phần đáy truyền tới. Nơi đó sâu không thấy đáy, giống như một đạo dây anten, hồng câu căn bản không thấy được nửa điểm quang minh. Mà lúc này, ở tế đàn kia phần đáy chung quanh lại có mấy tên băng tuyết nhất tộc cao tầng, đứng nơi này, cúi đầu thủy mi, không dám lời nói, chỉ dám mặc cho vậy thanh âm tức giận phát tiết tâm trạng. Qua hồi lâu, vậy tức giận tiếng mới dần dần thở bình thường lại. Cầm các ngươi tộc trưởng ngươi kêu đến đi, và các ngươi đám phế vật này nói nhiều vô ích. Thanh âm kia ngay tức thì thay đổi là lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình. Ừ, mấy tên băng tộc cao tầng, chỉ có thể chắp tay, bước nhanh rời đi. Đi ra cái này phạm vi của tế đàn sau đó, trong đó một tên cao tầng trưởng lão nhúng liền hớp nước miếng, hung ác nói. Người không ra người quỷ không ra quỷ đồ, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, lại có thể như vậy phách lối. Cầm chúng ta thánh băng nhất tộc làm cháu trai dùng, cái này bất lực khí, ta là bị đủ rồi. Ngoài ra hai người trưởng lão nghe lời này, nhanh chóng hướng bốn phía nhìn xem, sau đó để cho hắn im miệng. Đừng nói nhiều như vậy, hắn tuy thực lực không còn trước kia, nhưng cảm giác còn ở, chớ bị nghe được. Đúng vậy, bây giờ đối với tại chúng ta nhất tộc mà nói, nó còn có giá trị lợi dụng, không có thể đắc tội. Vậy tức giận trưởng lão. Cuối cùng là lắng xuống chút lửa giận. Bất quá như đã nói qua, chỗ này tử máu đưa không tới, có phải là thật hay không ý nghĩa, hắn cái này cái chân áp tại băng tuyết thành phía dưới thân xác không chịu nổi. Từ hắn tâm trạng tới xem, tựa hồ là thật, hắn thân xác mục nát, đối với chúng ta mà nói càng không có nhiều ít chỗ tốt, vẫn là được mau sớm phái người, tìm được Kiêm gia kiếm phái đưa vào tên nữ đệ tử kia. Mấy tên băng tộc trưởng lão một đường thảo luận, lúc này trước mắt bỗng nhiên có ảo ảnh di động, một tên thân mặc trường bào uy nghiêm nam tử bất ngờ xuất hiện. Bái kiến tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Đang vừa đi vừa nói chuyện bàn về mấy tên trưởng lão, thấy người đến sau đó, nhanh chóng khom người chắp tay, được tham bái lễ. Thánh băng nhất tộc tộc trưởng, tên là Đông Môn Tham Tuyết, trong ngày thường không hề lộ vẻ núi hạt xương, lấy ôn hòa khuôn mặt kỳ nhân, thực lực chân thật không người nào có thể biết. Chỉ có đến gần hắn mới có thể cảm giác được, vậy bình tĩnh bề ngoài dưới ẩn giấu, là như núi lửa vậy lực lượng hủy diệt. Các ngươi mau đi lên trước đi, không muốn thảo luận lại chuyện này. Có cái này thời gian, xem ta mới phát treo giải thưởng thông báo, sau đó đi bắt Kiêm gia kiếm phái người. Đông Môn Tham Tuyết hai tay chắp sau lưng, hắn con ngươi rừng rưng, đi tới giữa không có bất kỳ thanh âm, tựa hồ cùng nơi này hắc ám hòa làm một thể. Tuân lệnh. Mấy tên trưởng lão liền vội vàng lui ra ngoài, người ngoài có lẽ không biết tộc trưởng là dạng người gì, nhưng bọn họ nhưng có nơi biết rõ. Trên mặt nổi tộc trưởng dịu dàng như ngọc, nhún nhường lễ độ, nhưng trong thực tế nhưng là cái giết hại cuồng ma, một lời không hợp liền có thể lấy tánh mạng người ta, coi mạng người là cỏ rác. Vậy chỉ có này vậy thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật, mới vừa trấn được thánh băng nhất tộc, cùng với đóng băng tuyết nguyên trong đó, vậy tất cả lớn nhỏ mười mấy chủng tộc. Đông Môn Tham Tuyết một đường đi tới trước, đi tới bên cạnh tế đàn. Thánh tử mời yên tâm, chúng ta đã phái ra hai người tôn chủ trước đi bắt tên kia Kiêm gia kiếm phái nữ đệ tử, hơn nữa căn cứ đầu mối biểu hiện, bọn họ hai người trước đây không lâu, ở hư không kẽ hở khu vực kia hoạt động qua. Chỗ này tế đàn, một mực kéo dài tới bóng tối chỗ sâu nhất, ở đó phía dưới, có nào đó dạng kinh khủng hung vật. Âm u thanh âm nặng nề, chậm rãi truyền lên. Nhanh lên đi, chỉ có lấy được rồi phần kia gái trinh máu, ta mới có thể khôi phục chút công lực, đi giải khai vậy lão cây phong ấn, chỉ cần có thể được phần kia máu, ta liền có nắm chắc ở một năm sau đó, khôi phục chân thân, lấy được tự do lần nữa. Kiêm gia thánh tử đối với thánh băng nhất tộc tộc trưởng, nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Đông Môn Tham Tuyết khẽ mỉm cười, nói thánh tử cứ yên tâm đi, trong 3 ngày,
ta coi như dốc hết toàn tộc lực, cũng sẽ đem đệ tử kia mang về. Còn có chuyện, căn cứ bên trong tộc trưởng lão mà nói, tên nữ đệ tử kia tựa hồ không phải là bị sàng lọc. Âu, nói thế nào? Kiêm gia thánh tử có chút ý động, hắn cần gái trinh máu tới khôi phục thực lực, nhưng cho tới nay, kiêm gia kiếm phái chỉ chịu đưa chút tàn thứ phẩm, cho nên hắn quá trình khôi phục cực kỳ chậm chạp. Nếu là có thể có thực lực hơi mạnh loài người cô gái kiếm tu tiến vào nơi này, đợi hắn đạt được gái trinh máu sau đó, nhất định sẽ thực lực đại tăng. Chỉ tiếc hiện tại, còn không cách nào đạt tới. Cùng tên kia kiêm gia nữ đệ tử cùng tiến vào, còn có một người khác nam kiếm tu, thiên phú vô cùng là vượt trội, mang nữ đệ tử kia, từ vương tôn chủ trong tay trốn, mà ở chỗ này thời gian, tên nữ đệ tử kia vậy ra tay một lần, thực lực so với trước kia, mạnh gấp 10.000 lần. Đông môn tham tuyết, không nhanh không chậm, đem việc này cho biết kiêm gia thánh tử. Đối phương nghe vậy, nhất thời vui vẻ cười to. Được, nếu như là như vậy, vậy ta có nắm chắc ở trong vòng một năm đánh vào phong ấn. Như vậy quá tốt, đông môn tham tuyết gật đầu một cái, chợt nói, vậy thánh tử ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta liền lui xuống. Đi đi, kiêm gia thánh tử nhất thời tâm tình thật tốt, tự nhủ, sở hy tháng. Ngươi đem ta phong ấn ở này, chịu hết khổ nạn, lần này đợi ta thoát khốn sau đó, cần thiết quật ra ngươi phần mộ, cầm toàn bộ kiêm gia kiếm phái người cũng táng đi vào. Huyền Hải, từ đây chính là ta thiên hạ. Một đầu khác, Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung đã ngụy trang thành tinh linh nhất tộc thành viên, đi tới chỗ tòa này băng tuyết thành. Tòa thành trì này thi công được 10 phần hùng vĩ, dõi mắt nhìn lại, chính là đứng sừng ở mờ mịt băng tuyết bình nguyên một tòa băng lớn thành, toàn thân đều là do hàn băng chế tạo mà thành. Ngang dọc mấy trăm dặm, khí tượng uy nghiêm, khoáng đạt vĩ đại. Ở trên tường thành, cũng không thiếu băng tộc binh lính đang đi tuần. Bọn họ người mặc màu xanh nhạt băng khôi giáp, trang điểm uy nghiêm, khí thế phi phàm. Mà tường thành bên ngoài, còn có người đang xếp hàng tiếp nhận thẩm duyệt, mỗi một người trước khi vào thành, cũng sẽ phải bàn tra rõ thân phận. Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, trừ tinh linh nhất tộc thành viên ngoại, còn có đầu trâu, người lùn, cùng với một ít tướng mạo kỳ dị ma tộc. Cho nên Diệp Thần hai người lẫn vào trong đó, cũng không lộ vẻ được biết bao vi hòa. Chỉ là hai người bọn họ tướng mạo đúng là quá mức đặc biệt tốt, cho nên đưa tới không ít người quay đầu ngắm nhìn. Băng tuyết thành binh lính vậy chỉ là bàn hỏi một tí bọn họ lai lịch cùng thân phận, liền thả hắn đi lại. Tòa thành này không gian 10 phần bát ngát, cũng là dựa theo loài người kiến trúc kiểu mẫu sao chép mà đến, bao gồm bên trong đường phố cách cục, răng khắp nơi, hơi có chút nhân gian cấm thành mùi vị. Ta là thật không nghĩ tới, băng nguyên bên trong lại còn có cái này cùng hùng vĩ thành trì. Tôn Dạ Dung thở dài, mở miệng nói. Diệp Thần vậy không ngờ tới, tòa thành trì này, so với vậy ngoại giới thành lớn tới cũng không kém nhiều ít, hơn nữa còn là lấy đặc thù băng tuyết vật liệu xây dựng mà thành. Cũng không biết là vị kia thủ đoạn thông thiên cường giả, vận dụng vô cùng thủ đoạn xây dựng đi ra ngoài, cơ hồ là bằng vào sức một mình, sáng lập kỳ tích. Ngươi xem nơi đó, Diệp Thần gặp được vậy sừng sững ở chính giữa tế đàn, như một tòa cung điện vậy tủng nhiên đứng. Nguy nga bất phàm. Tòa kia tế đàn xây dựng có chừng 100 mét cao, ở trong thành này đứng sừng sững, trên đó có vô hình sáng bóng tản ra, ánh sấn chứ tòa tế đàn này chói lọi. Nhưng Diệp Thần xem nhiều hai mắt, tổng cảm thấy tòa tế đàn này có quỷ dị chỗ, cũng không thể cho người an tâm cảm giác. Cái này đóng băng tuyết nguyên trong đó, chẳng lẽ còn có thể cung cấp tế bái chân thần sao? Tôn Dạ Dung giọng có chút nghi ngờ. Có thể thiết lập tế đàn. Không một không phải cường đại sinh linh, hoặc giả nói là thánh băng nhất tộc lão tổ. Có thể trước mắt tế đàn này, căn bản cũng chưa có thần hơi thở, ở bọn họ xem ra, chỉ có âm u cùng quỷ dị. Bất quá Diệp Thần một mắt nhìn sang, vẫn có thể thấy không ít người ở chỗ này thành kính tế bái, quỳ xuống bò lổm ngổm, trừ ra băng tộc cường giả ra, rất nhiều những chủng tộc khác người cũng ở đây này liệt. Thanh kiếm kia, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua, Tôn Dạ Dung trong mắt thất thần. Tự lẩm bẩm. Diệp Thần nhìn trên tế đàn, vậy cầm do băng tuyết điêu khắc thành kiếm, rõ ràng cho thấy bắt trước nào đó thanh thần kiếm tướng mạo. Hắn dù sao cũng không nhận ra được trên tế đàn, thanh thần kiếm kia rốt cuộc là vật gì. Ánh mắt khắp nơi tìm kiếm lúc đó, hắn hơi nhíu mày, bởi vì ở băng tuyết thành trong đó, tựa hồ cách mỗi một điểm, liền nằm vùng trước thám tử. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền có thể nghĩ tới những người này. Chỉ sợ là vì bọn họ hai cái mà an bài.
Tiếp tục đi tế đàn đến gần, Diệp Thần đột nhiên phát giác dị động, là từ bầu trời trong hoàng tuyển đồ truyền tới. Ý thức chìm vào trong đó, cẩn thận quan sát qua sau đó, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, Thiên Trạch Thần Thụ đưa cho vậy kiểu đồ lại sinh ra phản ứng. Vậy cái chìa khóa chỉ hướng chỗ này tế đàn, tản ra óng ánh ánh sáng. Nó tựa hồ là được loại nào đó triệu hoán, không ngừng rung động mấy cái, tựa như sắp tránh thoát nhà tù mãnh thú, thì phải xông ra ngoài. Vậy một món hơi thở cuồng bạo tiết lộ ra ngoài, cơ hồ là ở ngay lập tức tới giữa, không có dấu hiệu nào. Coi như Diệp Thần phản ứng rất kịp thời, dùng thần hồn lực lượng bọc lại vậy cái chìa khóa, lần nữa đưa về hoàng tuyền bích lạc đồ bên trong, vậy một chút tiết lộ hơi thở vậy rất nhanh trôi dạt đến trong không khí. Tế đàn phần đáy, hắc ám chỗ sâu, có đối với lạnh như băng con ngươi, thông suốt mở ra. Đó là, vậy lại là, vậy cây cổ thụ hơi thở. Lão già kia tuyệt đối là cùng Kiêm gia kiếm phái người đạt thành một hiệp nghị nào đó. Phái người qua tới quấy rối. Bị phong ấn ở vực sâu phần đáy Kiêm gia thánh tử, một tí liền nghĩ tới liền trong đó mấu chốt, không khỏi được bạo sông lên lên. Mà bên ngoài bộ, cả tòa tế đàn kịch liệt rung rung, nửa băng tuyết thành người cũng hung hãn lắc lư một tí, có vài người không đứng vững, dứt khoát té ngã ở trên đất. Đám người rối rít làm ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tế đàn bề ngoài vậy sinh ra bạo động, vậy cầm lơ lửng ở trên đài đóng băng bảo kiếm soạt một tí, hóa ra nguyên hình, lại là một cái chân chính sắc bén bảo kiếm. Thanh kiếm này toàn thân trắng như tuyết, tựa như do bảo ngọc chế tạo mà thành, tản ra nhất là thần thánh trắng tinh chói lọi, sáng chói cực kỳ, làm người không cách nào nhìn thẳng. Mà thanh kiếm này hơi thở phong tỏa Diệp Thần, ảnh hưởng đến vùng lân cận không gian, liên tràng vực cũng theo đó sụp đổ, Diệp Thần quanh thân 10 mét bên trong. Không có bất kỳ người hoặc vật có thể đến gần. Diệp Thần vậy ngay tức thì cắt chuyển tới chiến đấu kiểu mẫu, hắn triệu hoán ra tai nạn thiên kiếm, đem phong tỏa hắn lực lượng thần bí nhanh chóng cắt ra. Vậy chung quanh màn sáng, giống như là mạng nhện vậy, kẽ hở lan tràn, sâu hàn âm lãnh hơi thở từ bên ngoài chui vào, tản ra lạnh thấu xương dùng mình. Mặc dù đáng sợ, nhưng không cách nào ảnh hưởng Diệp Thần. Phịch! Đến khi chàng vực hoàn toàn mở tung lúc đó, tế đàn kia ngay chính giữa, vậy có một cái bóng đen lặng lẽ hiện lên, hắn vừa xuất hiện, tựa như nguyên cái thiên địa cũng biến sắc. Vô tận băng hàn ý, tất cả đều tụ lại tới đây, toàn bộ đóng băng tuyết nguyên thiên đạo quy tắc, tựa như cũng bị điều động, vô cùng vô tận, vô cùng cường hãn. Chính là ngươi. Trầm thấp gầm thét tiếng, giống như là nhọn kim loại đụng vào nhau, chói tai khó nghe, điếc tai nhức óc. Không thiếu băng tuyết thành trong đó cư dân chỉ cảm thấy được màng nhĩ đau nhói, rất là khó chịu. Liền một bên Tôn Dạ Dung cũng là hơi biến sắc mặt, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm kia trên, nhớ lại một ít chuyện cũ. Diệp Thần, chú ý, đây chính là bị phong ấn Kiêm gia thánh tử. Tôn Dạ Dung hướng về phía Diệp Thần nói như thế, nàng đã từng ở một bản trên cổ tịch, thấy qua thanh kiếm này ghi lại. Kiếm này là thông thiên băng phong, là đứng sau Kiêm gia thần kiếm tồn tại. Nắm ở vị kia Kiêm gia thánh tử trong tay. Bây giờ thanh kiếm này, cũng không phải là thân thể đầy đủ, chỉ là một khối tàn lần kiếm đoạn biến thành. Nhưng dù vậy, vậy có vô cùng uy lực. Kịch liệt va chạm tiếng bên tai không dứt, ngất trời băng phong giống như là một đạo sao rơi tàn ảnh, đột nhiên rơi xuống, hung hăng nện ở Diệp Thần ở địa phương đó. Cầm trên mình ngươi vậy kiểu đồ giao ra. Kiêm gia thánh tử cả người, chìm ngập ở màu đen hư ảnh trong đó. Hắn giọng 10 phần lạnh như băng, giống như là vậy vạn cổ không thay đổi băng xương huyền thạch, quả là tới bền chắc không thể gãy trình độ. Diệp Thần đối mặt cái này cùng uy áp, cũng không lựa chọn khuất phục, mà là cười lạnh một tiếng. Ngươi nói giao liền giao, vậy ta được hơn mất mặt. Kiêm gia thánh tử nghe đến lời này, thần sắc nhất thời biến đổi. Vô luận là ở phong ấn trước vẫn là phong ấn sau đó, hắn địa vị đều là rất tôn sùng. Cho dù đi tới cái này đóng băng tuyết nguyên, cũng bị thánh băng nhất tộc coi là tế tự thần, có bảo vệ lực lượng. Chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Đã như vậy, vậy thì không trách ta. Kiêm gia thánh tử thần sắc run lên. Ở đó hàn băng cung điện bên trong, cũng có một tên lại một tên thánh băng nhất tộc trưởng lão, phá không tới, bọn họ nhìn chằm chằm lần này chiến cuộc, trong lòng có chút kinh ngạc. Người này là ai? Lại để cho Kiêm gia thánh tử thể xác phách vậy đi ra, phải biết hắn nhưng mà một mực ở băng tuyết thành dưới đất dưỡng thương, như nếu không phải trọng đại chuyện, tuyệt sẽ không đi ra.
Một tên Hàn Băng Cung điện trưởng lão cao mày, nghi ngờ nói. Bất kể là ai, dám ở Băng Tuyết Thành ngang ngược, đó chính là chán sống. Lần này còn không dùng chúng ta ra tay, để cho Kiêm gia thánh tử để giải quyết là được. Một cái khác trưởng lão chính là sao cũng được, thậm chí khoát tay một cái, để cho mới vừa muốn tiến lên bố trí trận pháp mấy người lui ra. Không cần kinh hãi quái vật nhỏ, đã nhiều năm như vậy, ta đây là ta muốn xem Kiêm gia thánh tử thực lực đến vì sao bước to như vậy. Trưởng lão kia lật tay đứng, râu bạc trắng tung bay, rất có thế ngoại cao nhân tướng mạo, chắc hẳn ở toàn bộ Băng Tuyết nhất tộc trong đó, địa vị đều không thấp. Hắn lần này liền muốn xem một tí, Kiêm gia thánh tử rốt cuộc còn lại nhiều ít thực lực. Thần thánh tế đàn khu vực phụ cận, đã luân lạc là chiến trường, không gian phong bạo bất ngờ phơi bày. Nguyên bản cúng tế các tộc người vội vàng chạy đi, sợ bị ảnh hưởng đến. Thánh băng nhất tộc các chiến sĩ cũng chỉ là kéo ra một đạo đơn giản phòng ngự tuyến, bảo đảm chiến đấu dư âm sẽ không phá hủy trong thành này kiến trúc. Vậy Kiêm gia thánh tử nổi giận lửa, hắn đưa ra một bàn tay tới, phía trên đỉnh đầu, vô tận hàn băng lực điên cuồng phun trào, lại ngưng tụ thành một cái sáng như tuyết đại đao. Vậy đao là do gió tạo thành, cực nhanh xoay tròn, oanh oanh liệt liệt, sản sinh ra kinh người dị tượng. Diệp thần trong lòng có chút kỳ quái, cái này Kiêm gia thánh tử không phải Kiêm gia kiếm phái nhân vật thiên tài sao? Vì sao quay lại ngưng tụ ra hình đao? Hắn không biết là, Kiêm gia thánh tử từ bị vậy để mặc Kiêm gia tông chủ phong ấn sau đó, trong lòng oán niệm tích lũy vạn năm. Hắn thống hận Kiêm gia kiếm phái hết thảy, lại làm sao có thể muốn cùng hắn dính vào bên. Nhất niệm thoáng qua đầu óc, vậy không khí bên trong, gió bão tuyệt luân đổ sộ đao vậy rơi xuống. Ao ao, vô cùng nguy nga. Tàn bạo ánh đao xé chung quanh hư không, thậm chí dắt đưa tới từng cổ một hư không nước lũ, ở chỗ này tàn phá sôi trào, lực tàn phá cực kỳ kinh người. Diệp thần ở vào tâm gió bão, chung quanh hắn không gian giống như là bị phong ấn vậy, căn bản cũng chưa có biện pháp nhúc nhích, hình thành cực hạn lạnh ngưng. Động một cái yên tĩnh lại, tất cả đều đi cực đoan phương hướng đi. Kiêm gia thánh tử đạo này vòi rồng đao, nhưng mà xuống tử thủ, không đem Diệp thần cho nghiền thành vỡ nát, tuyệt không bỏ qua. Diệp thần cũng biết, lúc này chắc chắn không thể nương tay, cho nên lúc này an định tâm thần, cảm ứng vậy không không lúc nào không chung một món hỗn độn lực. Cái này Kiêm gia thánh tử nơi gọi tới sáng như tuyết gió đao, uy lực có thể tương đương thái thượng thần khí, hơn nữa còn là ở băng nguyên sân nhà, lại là có đạo vận lực lượng gia trì. Diệp thần nếu không có thể ở gió cuốn hoàn toàn bao vây trước sông ra, sẽ bị cái này cuồng mãnh cương phong xé thành hai nửa. Vì vậy hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp vận dụng trong truyền thuyết chỉ thủy nhất kiếm, vậy thất lạc thời không hỗn độn không không, tựa hồ cảm giác được Diệp thần tình cảnh nguy hiểm, xuyên qua vô số năm ánh sáng đến nơi đây, giống như trong bóng tối vậy một chút bình minh, ầm ầm nổ tung. Một đạo cực kỳ đáng sợ hơi thở từ đất bằng phẳng lên, cơ hồ là lấy dễ như bỡn tư thái, thẳng xông lên trời cao, thiên địa vạn vật đều không có pháp ngăn trở. Vậy uy mãnh mười phần vòi rồng cũng bị ngay tức thì biến dạng, khác một cổ càng sáng chói lóng lánh chói lọi ra, thánh mang chấm, ngang trở tới. Sau đó, lại là ngay trước Băng Tuyết Thành mặt của mọi người, đem thanh đao kia cho xé thành hai đoạn, kinh khủng hơi thở, nhanh chóng lan tràn, cơ hồ phải đem ngày này tế nuốt mất. Người xung quanh cũng là cảm nhận được liền cái này tia khí thế đáng sợ, rối rít đi về sau rút lui. Cũng không lâu lắm, vậy gió cuốn tàn mạt trong đó có cả người ảnh. Ngạo nghễ lao ra, quanh thân lượn lờ xem không thấy, đoán không ra không không hơi thở, cho dù chỉ là xa xa xem một chút, cũng để cho nhân tâm kinh run sợ. Hắn tóc đen bay lượn, mày kiếm tinh mắt, tựa như cái này ở giữa thiên địa cũng chưa có không phá nổi cũi. Kiêm gia thánh tử bị vậy không không hơi thở chấn nhiếp, xuất trinh thần hơn nửa ngày. Chợt, hắn thần sắc âm trầm tới cực điểm, cơ hồ là hô lên tiếng. Một cái người không nhận ra chó mà thôi. Lại còn dám ở ta trước mặt phách lối. Lần này, Kiêm gia thánh tử trực tiếp vận dụng vậy cầm thông thiên phong kiếm ý, ào ào, không thể so sánh. Hắn vốn là không dự định vận dụng Kiêm gia kiếm phái truyền xuống võ học, nhưng đối với mặt thằng nhóc này, tựa hồ đối với kiếm tu võ đạo rất có nghiên cứu. Cho nên hắn chỉ có thể dùng kiếm khai ra phá. Mà giờ khắc này, hắn vậy cầm thông thiên băng phong bên trên, mang theo vô tận sát khí, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất. Giống như mị ảnh, lóe lên tới. Kiêm gia thánh tử muốn phải tiên phát chế nhân,
hắn không muốn thừa nhận mình là đối Diệp Thần nơi cho gọi ra vậy một món kiếm ý sinh ra sợ hãi. Nhưng Diệp Thần nhưng thong thả, hắn thần niệm toàn bộ tập trung đến một nơi. Chỉ ở nháy mắt tới giữa, vô số phương hoa ngưng tụ thành hình, giống như là chư thần hạ xuống, như vậy khí phách, làm người ta sợ hãi. Tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được, vậy trên trời dưới đất không thể địch nổi thần thánh uy nghiêm, liền tu vi quy luật đều bị áp chế, bọn họ giơ tay lên một cái, hoảng sợ phát hiện mình nhưng lại không có cách nào vận dụng bình thường thực lực. Mấy tên thiên quân lão tổ cấp bậc băng tộc trưởng lão cũng là như vậy, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một tên tiểu bối đối với võ đạo lĩnh ngộ, lại đạt tới như vậy đỉnh cấp cảnh giới. Người này, rốt cuộc là ai, như vậy kiếm ý, không phải Kiêm gia kiếm phái có thể có được. Người trưởng lão kia lúc này mở miệng hỏi nói, chỉ tiếc bốn phía không tiếng động, cũng không có người trả lời hắn nói. Bởi vì cái này phiến chân trời đã bị vậy cổ kiếm ý bao phủ, vô tận uy áp khủng bố tuyệt luân, tóe ra chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng. Liền Kiêm gia thánh tử thanh kiếm kia cũng ở đây ông minh run rẩy, phảng phất là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ đồ. Cực hạn hồng hoang ý niệm phóng lên cao, vô cùng đáng sợ, vào giờ khắc này ầm ầm rơi xuống. Kiêm gia thánh tử ánh mắt do tàn bạo đổi được hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này vô hình hoang vu hơi thở, lại có thể đối hắn hình thành nghiền ép thế. Không, hắn còn muốn mạnh chống không muốn nhận thua, nhưng trong thiên địa trình độ cao nhất kiếm ý, hiệp bọc không không trên hết chi đạo, xuyên thấu hắn cái này đạo thân thể. Diệp Thần người kiếm đã hợp nhất, hắn cúi người lộ ra bàn tay khổng lồ, cuốn lên kinh người khí huyết, hung hăng đánh ra, thiên địa đạo vận vào thời khắc này hòa làm một thể, ào ào, vô cùng vô tận. Ở không không quy tắc dưới áp chế, Kiêm gia thánh tử không có lực phản kháng chút nào, bị bể thành một đoàn xương máu. Đây là do hắn bộ phận thân xác thân thể không lành lặn ngưng kết mà thành, đối với bản thể đều có tổn hại. Cái này đạo hư ảnh sau khi biến mất, chung quanh không gian giam cầm vậy toàn bộ tản ra, Diệp Thần ở thời gian đầu tiên vào tới Tôn Dạ Dung bên cạnh. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên vô cùng ăn ý. Luân hồi huyết mạch thúc dục hư bia, xé ra cái này băng nguyên vết nứt không gian, cho dù có hai người thực lực cường đại trưởng lão kịp phản ứng, nhất thời đưa ra bàn tay, ngang trời chộp tới, vậy cuối cùng là chậm một bước, để cho hai người thuận lợi chạy trốn. Cùng vậy mấy tên trưởng lão chạy đến thời điểm, Diệp Thần hai người đã bỏ trốn. Đáng ghét, như là mới vừa bày ra phòng ngự trận, cũng sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện trốn. Có trưởng lão rất là tức giận nói. Người còn lại hờ hững không nói, nói cho cùng vẫn là quá tự tin, đánh giá thấp Diệp Thần hai người thực lực. Đi nhanh cấm địa chỗ sâu, xem Kiêm gia thánh tử tình huống như thế nào. Có trưởng lão nhanh chóng kêu lên, ngay sau đó bọn họ tiến vào vậy tế tự cổ đàn bên trong, xa xưa thần bí hắc ám cốc để, vậy man hoang hơi thở tựa hồ yếu đi rất nhiều. Cái này không khỏi để cho một đám băng tộc trưởng lão có chút lo âu. Cái này nên làm thế nào cho phải? Kiêm gia thánh tử bị người thần bí đánh lén, hôm nay sống chết không biết, nếu như tộc trưởng trở về thấy chúng ta làm việc như thế trăng lực, sợ rằng sẽ đại phát lôi đình. Cái này thì có biện pháp gì? Ban đầu ta liền ra lệnh người chuẩn bị bố phòng, có thể cứng rắn là bị cản lại. Người nào cản trở người nào chịu trách nhiệm? Những trưởng lão này ồn ào thành một đoàn. Lời rõ ràng có ám chỉ. Tên kia mới bắt đầu nói không cần kết trận trưởng lão, cũng là thần sắc xanh một hồi, thiết một hồi, vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng liền khá là lo âu. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Thần các người thoát đi băng tuyết thành sau đó, đi tới một nơi băng sơn phía sau, nơi này đông lại lớp băng thật dày, chặn lại cuồng mãnh đánh tới bạo gió, để cho người được có chốc lát thở dốc. Diệp Thần, vậy Kiêm gia thánh tử hồn phách còn đang ngủ say bên trong, ước chừng một món tàn hồn lực thì có như vậy thần uy, sợ rằng khó đối phó. Tôn Dạ Dung sắc mặt có chút ưu sầu ý, nàng từng ở trong cổ tịch có thấy quan Kiêm gia thánh tử ghi lại, nói người này thiên phú chắc tuyệt, tu luyện thần tốc, hậu kỳ đã đạt tới sâu không lường được bước. Liền lúc đó Kiêm gia tông chủ cũng không thể nói thắng dễ dàng hắn, vẫn là mượn giúp không thấy được ánh sáng thủ đoạn, đem Kiêm gia thánh tử dẫn nhập vòng bộ. Cái này mới thành công phong ấn. Một khi hắn thần hồn hợp nhất, vậy thì sẽ đưa tới tai nạn vậy dị tượng. Diệp Thần gật đầu một cái, bày tỏ như vậy. Người này thực lực quả thật lợi hại, đã vượt qua thiên quân lão tổ tầng thứ, sợ rằng thoát khốn sau đó,
đem sẽ trở thành là ở huyền hải trong đó hạng cao thủ số 1 số 2, đến lúc đó, các ngươi toàn bộ huyền hải cũng sẽ gặp ương. Diệp thần thà giao thủ thời điểm, rõ ràng hạ xuống hạ phong, trong cơ thể kiếm đạo quy tắc bị hắn áp chế gắt gao. Nếu không phải hắn vận dụng chỉ thủy nhất kiếm lực lượng, triệu hoán không không, nghịch chuyển càn khôn, chỉ sợ cũng sẽ bị kiếm của đối phương đạo từ đây vây khốn, không được thoát đi. Như vậy lực lượng quá khủng bố. Tôn Dạ Dung liền nói đáng tiếc, bọn họ tiến vào còn không bao lâu, còn chưa tới kịp thật tốt tra xem trong thành tình huống, liền bị phát hiện tung tích trốn thoát. Nếu như muốn lần nữa đi vào, sợ rằng khó lại càng khó hơn. Bọn họ nhất định ở trong bóng tối bày rất nhiều phòng ngự, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Tôn Dạ Dung ánh mắt nhìn ra xa, có thể cảm giác được có ngập trời băng hàn ý lăng không bay lên, nhất định là có một vị nhân vật cường đại tức giận không dứt. Đối với lần này, Diệp Thần nhưng là cười một tiếng, sau đó từ bầu trời hoàng tuyền đồ trong đó lấy ra một kiểu đồ. Là Thiên Trạch thần thụ đưa cho dư hắn vậy phiến chìa khóa, bất quá lúc này, cái này phiến chìa khóa không còn là còn quấn vàng óng vẻ, mà là có hắc vụ ở trong đó sôi trào, qua lại khuấy động, lộ vẻ được quỷ dị nhiều thay đổi. Tôn Dạ Dung thấy vậy, ánh mắt trở nên có chút ngạc nhiên. Cái này nồng nặc lan lộn hắc vụ không phải những vật khác, mà là diễn hóa thành một tấm không ngừng gầm thét gương mặt. Cho dù bọn họ chưa bao giờ gặp qua, có thể cũng không ngại ngại bọn họ đem nhận ra. Căn cứ hơi thở phán đoán, vật này chính là vậy kiêm gia thánh tử thể xác thân thể không lành lặn trong đó, nơi diễn hóa ra một món hồn phách lực. Diệp thần cong ngón tay bắn ra, luân hồi huyết mạch sở ngưng tụ mà thành lưu quang, hung hãn nện ở vậy kim hắc song sắc giao hội chìa khóa bên trên. Nhất thời, bạo liệt chập chờn truyền ra, chấn động được chung quanh đây lớp băng rối rít sụp đổ. Không nên lộn xộn. Diệp thần lạnh giọng quát một tiếng, vậy làm ầm ĩ không chỉ kỳ dị mặt quỷ lập tức đổi thở bình thường lại, giống như là quỷ hỏa vậy, thiêu đốt con người hàm chứa một chút nồng nặc căm thù cùng cừu hận. Hận tuy là hận, cũng không dám lộn xộn. Cái này là hắn thân xác cực nhỏ một phần chia, là ta từ hắn trên người chóc xuống, đã cùng vậy hồn phách bản thể mất đi liên lạc, cho nên biến thành một khối không có ý thức thân thể không lành lặn. Diệp thần giải thích. Hắn đến gần tế đàn lúc đó, cũng đã phát giác thần thụ chìa khóa dị động, cho nên cho tới nay, đều ở đây lưu ý kiêm gia thánh tử động tính. Ở kiêm gia thánh tử kiếm ý thúc giục lúc đó, Diệp thần liền tiếp thu cỏ nhỏ nhắc nhở, vậy vàng chìa khóa vàng lần nữa sinh ra động tính không nhỏ. Cho nên Diệp thần kết luận, vậy phong ấn thiên thanh thần châu đồng xanh cổ môn, nhất định cùng cái này kiêm gia thánh tử có liên hệ nào đó. Cho nên thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm sau đó. Hắn đem khối này rơi xuống thân thể không lành lặn bỏ vào trong túi. Vô luận như thế nào, chuyến này vẫn là có thu hoạch, hắn đền bù cái này vàng chìa khóa vàng một món thiếu sót, có lẽ sau này có thể bằng vào một khối này kiêm gia thánh tử thân thể không lành lặn, lấy được không tưởng được thu hoạch. Diệp thần suy tư hồi lâu, quyết định đem cái này thân thể không lành lặn giao cho Tôn Dạ Dung. Giữa lúc hắn đem vậy cầm vàng chìa khóa vàng lúc cầm đi ra, nguyên bản mất đi linh trí thân thể không lành lặn. Đột nhiên tựa như sống lại vậy nhanh chóng ngọa nguậy, sau đó hướng viễn không trốn lủi chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại, tốc độ thật nhanh. Ước chừng cái này một cái thời gian, liền vọt ra khỏi hơn trăm bên trong, so tia chớp còn muốn mau lẹ. Tôn Dạ Dung phục hồi tinh thần lại, sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng di động thân hình, tiến lên truy đuổi. Nhưng có một đạo bóng người so nàng nhanh hơn nữa giống như là trước thời hạn dự trù liền vậy. Một đạo kiếm quang nổi lên, mang theo động trời khí huyết, đi về trước bung ra, theo Diệp thần bước ra một bước, núi cao thật giống như cũng làm thoáng qua. Vô tận bầu trời lực lượng bùng nổ tăng trưởng, man hoang cổ ý chạy nước rút, ở chỗ này băng nguyên ngưng kết thành một cái ngập trời nhọn băng thuẫn, ngay tức thì oanh nện xuống tới, ung dung phong tỏa vậy thân thể không lành lặn chạy trốn tuyến đường. Muốn chạy trốn, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Diệp thần bóng người từ trên trời hạ xuống. Hắn đã sớm xem thấu cái này tia thần hồn, một mực ẩn giấu ở tàn khu chỗ sâu, sẽ chờ cơ hội chạy khỏi. Ngươi không thể nhốt ta, chờ ta bản thể thoát khốn định sẽ tìm được ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bị giết chết sao? Cái này tia thần hồn vội vàng nói, nó hiện tại có thể chạy không thoát Diệp thần vòng vây, trong chốc lát vừa giận vừa sợ, chỉ có thể lên tiếng uy hiếp. Diệp thần thản nhiên nhìn nó một mắt, sau đó một chưởng vỗ xuống, đem cái này mảnh không gian hoàn toàn ngưng tụ. Biến thành một cái hình vuông hộp, đem khốn ở bên trong.
cùng bản thể của ngươi có thể thoát khốn rồi hãy nói. Diệp Thần có thể sẽ không bị tùy tiện hù được, hắn rất rõ ràng chỉ thủy nhất kiếm uy lực, cõi đời này cơ hồ không người có thể ngăn trở. Kiêm gia thánh tử nhận chịu hắn một kiếm kia, hiện tại nhất định là cực kỳ uể oải trạng thái, nơi nào còn nói được cho chạy khỏi phong ấn. Có lẽ cái này một món thần hồn có thể trở thành mấu chốt. Diệp Thần rơi vào trầm tư trong đó. Tôn Dạ Dung là mấy tức sau đó chạy tới, nàng xem trước mắt một màn này, càng phát ra bội phục Diệp Thần dự trù năng lực. Bất quá Kiêm gia thánh tử đã là vượt qua thiên quân lão tổ tồn tại, bất tử bất diệt, từ mặt khác nói, coi như chỉ còn lại cuối cùng một món thần hồn, cũng có thể lần nữa dài trở về, khôi phục tới đỉnh cấp. Thế giới hiện thật võ giả, đến thiên thần cảnh là được thần hồn bất diệt, nhỏ máu sống lại. Càng uổng bàn về càng cường đại hơn đỉnh cấp thiên quân cường giả. Vật như vậy liền đặt ở ngươi nơi này, đến lúc đó vậy Kiêm gia thánh tử khẳng định sẽ để mắt tới ta, hắn nếu như muốn khôi phục, sợ rằng còn muốn chút thời gian, cho nên chúng ta muốn bắt chặt thời gian, dò xét cái này sau lưng bí mật. Diệp Thần đem vàng chìa khóa vàng giao cho Tôn Dạ Dung. Cái này có thể được không? Tôn Dạ Dung có chút kinh hoàng thất thố, nàng cũng không cầm lấy vật quý giá như vậy. Bất quá nàng dẫu sao là Kiêm gia kiếm phái cao cấp đệ tử. Huyền Cơ Nguyệt không trước khi tới, càng là cả tông phái hy vọng, năng lực vô cùng là không tệ. Rất nhanh, nàng liền cùng Diệp Thần phân phối xong liền nhiệm vụ. Được, tiếp theo chúng ta liền muốn bắt đầu tìm vậy đồng xanh cổ môn, nhưng là cũng phải cấp mình lưu một cái đường lui. Hai người lập tức hành động, ở nơi này mờ mịt băng nguyên bên trong, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Bất quá lúc này, xa ở đóng băng tuyết nguyên gia huyền hải, Kiêm gia kiếm phái trong đó. Quả thật xảy ra một ít hiếm thấy sự việc. Lúc này đang có người ở tông môn bầu trời cấp tốc qua lại. Đó là một tên nữ đệ tử, nàng đạp phi kiếm, một cái chớp mắt 5 km, lộ vẻ được vô cùng là nóng nảy, muốn chạy trốn cái này phiến rộng lớn đại thế giới. Mà ở sau lưng của nàng, chính là có truy binh không ngừng chạy tới. Đứng lại, chớ chạy. Sở Nhu, người phạm vào tông môn đại kỵ, không chạy thoát được. Người phía sau rối rít cao giọng hét lớn. Đem hình ảnh kéo gần, là được thấy rõ vậy phi hành người dung mạo, lại là đã từng cho Diệp Thần thông báo tin tức Sở Nhu. Lúc này Sở Nhu liên tục quay đầu, ánh mắt bên trong, tràn đầy thần sắc hốt hoảng. Nàng cũng không thể bị Kiêm gia kiếm phái người bắt, thật may nàng còn có như nhau ở di tích viễn cổ bên trong tìm được phi hành bảo kiếm, có thể giúp nàng chạy khỏi. Lối ra gần ngay trước mắt, Sở Nhu cắn răng, dùng suất toàn lực. So sao rơi cỏ nhanh hơn một phần, sắp lao ra cái này Kiêm gia thế giới cửa. Nàng thành công sau khi đi ra ngoài, liền sẽ tháo xuống Kiêm gia đệ tử thân phận, tìm một chỗ mai danh ẩn tính, trốn, cái này huyền hải biết bao lớn, Kiêm gia kiếm phái nhất định không tìm được nàng. Đến lúc đó, nàng mới tính là chân chính còn sống. Nhưng ngay khi nàng xuyên qua cửa biển mây ở một chớp mắt kia, thời gian tựa như ngừng không nhúc nhích, một đôi bàn tay từ hư không chỗ sâu lộ ra tới. Ở Sở Nhu kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, bắt được thân thể của nàng. Rồi sau đó không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý, đem vung trở về Kiêm gia trong tông môn. Sở Nhu gặp cái này một kích nặng nề, cả người ho ra búng máu tươi lớn. Nàng như vậy cái gọi là phi hành bảo kiếm, cũng bị vậy bàn tay khổng lồ cho rất miễn cưỡng bóp vỡ, hóa là phế tích. Sở Nhu trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tầng mây kia ở giữa bàn tay chủ nhân đi ra. Nàng đoan trang lộng lẫy, ánh mắt nhưng xem lau một cái hóa không ra hàn băng quy luật. Nàng là Kiêm gia kiếm phái mấy đại trưởng lão một trong, Trầm Mộng Trần, thực lực cao mạnh, quyền thế ngút trời. Gặp Trầm Mộng Trần chạy tới, còn lại truy lùng Kiêm gia kiếm phái đệ tử vậy rối rít dừng bước lại, chắp tay chắp tay. Báo cáo Trầm trưởng lão, cái này Sở Nhu trước mấy ngày tiết lộ Tôn Dạ Dung áp tải tuyến đường, đem cung cấp cho kẻ địch, khiến cho cứu người mang Tôn Dạ Dung chạy khỏi. Này tội đem giết. Tên đệ tử kia nhanh chóng hướng Trầm Mộng Trần nói rõ chuyện này nguyên nhân hậu quả. Trầm Mộng Trần nghe vậy gật đầu một cái, trên mặt cũng không bất kỳ biểu lộ gì, nàng cho tới bây giờ liền là một bộ đẹp lạnh lùng thanh đạm hình dáng, đối người bất kỳ cũng không lộ vẻ gì. Nàng sư tôn đã đem chuyện này nói cho ta, tông môn bên kia phải đem nàng dẫn đi định tội, các ngươi trước tiên lui đi thôi, chuyện này do ta xử trí. Trầm Mộng Trần mặt không thay đổi nói. Còn dư lại liên can đệ tử toàn bộ rút đi sau đó, Trầm Mộng Trần Dương vung tay lên,
Sở Nhu liền bị nàng dẫn tới một ngôi đại điện trước. Chỗ này đại điện quảng trường, trên căn bản tụ tập Kiêm gia kiếm phái tất cả cao tầng, cùng với một đám đệ tử nòng cốt, vòng ngoài còn có ở xem náo nhiệt đệ tử bình thường. Giờ phút này bọn họ ánh mắt, hoặc lạnh lùng, hoặc rửng rưng, hoặc giễu cợt. Bổn tông đệ tử nội môn Sở Nhu, phản bội tông môn, đem tin tức cơ mật cho biết kẻ địch, vì ham muốn cá nhân mà hư tông môn kế hoạch lâu dài, thập ác không tha, tội, tuyệt không thể thứ cho. Hôm nay đem bắt, tại chỗ đánh chết, dành cho cảnh cáo, nếu như sau này còn có người nào tái phạm, kết quả có thể so với này càng thê thảm. Trông coi hình đường trưởng lão cao cao tại thượng, thanh âm lạnh lùng, nàng trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Sở Nhu, trên mặt không có bất kỳ cảm tình sắc thái. Những cái kia Kiêm gia kiếm phái nhân vật thực quyền, bao gồm Sở Nhu sư tôn, cũng là Tôn Dạ Dung sư phụ, vậy chỉ là trên mặt thoáng qua một chút chập chờn, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ngược lại là những cái kia xem cuộc chiến đệ tử bàn luận sôi nổi, xuất hiện chút thảo luận thanh âm, không qua bọn họ rất nhanh thì im miệng, bởi vì hình đường trưởng lão nhìn tới ánh mắt cực kỳ âm trầm. Cái này bà cụ lòng dạ ác độc, làm bất cứ chuyện gì cũng không nể mặt, từ trên cửa hạ, rất nhiều người đều sợ nàng. Lẻ loi một người nằm ở quảng trường trong đại điện Sở Nhu, vạn niệm câu hôi, nàng hiện tại coi như là nhìn thấu Kiêm gia kiếm phái bản chất. Bỗng nhiên nàng cười lên, tiếng cười kia càng ngày càng lớn, thậm chí trở nên có chút lạnh người, vang vọng ở cái này trống trải quảng trường bên trong, để cho người bộ dạng sợ hãi cả kinh. Nghiêm trang đạo mạo, không biết liêm sỉ, cái này Kiêm gia kiếm phái, từ đầu đến chân cũng hủ nát giữa, các ngươi những người này còn thật lấy là... Mình làm những cái kia táng tận thiên lương chuyện, người ngoài một chút cũng không biết sao. Sở Nhu đứng lên, mặc dù rất cố hết sức, nhưng nàng như cũng người thẳng tắp, nụ cười trên mặt vậy càng phát ra rực rỡ. Trầm Mộng Trần trưởng lão, ngươi nhìn qua thanh tâm quả dục, cùng đời vô tranh, lại có ai có thể nghĩ tới người phái người đi ngoài núi tìm vậy không đầy 5 tuổi nhi đồng, rút ra lấy linh căn tới luyện chế dung nhan vĩnh chú đan đâu. Tông chủ, ngươi là lên xà nhà bất tránh. Để cho Hạ Lương Nghiêng, ngươi dựa vào người đàn ông tu vi tới gia tăng kiếm đạo lĩnh ngộ, còn thật lấy là có thể man thiên quá hải. Những ngày đó phú xuất chúng nam đệ tử còn tưởng rằng là lấy được ngươi ân thưởng, ha ha, kết quả lại là nạp mạng. Còn có ngươi, Huyền Cơ Nguyệt, đừng giả bộ thanh cao gì, đi tới Kiêm gia kiếm phái, muốn làm cái gì người không nhận ra sự việc liền nói thẳng ra, không cần phải đem những cái kia đối ngươi bày qua sắc mặt người âm thầm toàn bộ giết chết. Đối với những người này, Sở Nhu không có nửa điểm sắc mặt tốt. Nàng một hơi, nói ra biết hơn lần bí mật cay đắng, nàng sợ bị người cắt đứt nói không hết, ở giữa không có bất kỳ dừng lại, giọng châm chọc vang khắp quảng trường này đại điện, truyền đến mỗi một người trong tai. Không thiếu trưởng lão cùng đệ tử thần sắc rối rít biến đổi. Những đệ tử kia nghi ngờ thêm ngạc nhiên, nhiều hơn chính là nồng nặc không dám tin. Ở trong mắt bọn họ, cao lớn uy nghiêm, thực lực phi phàm tông chủ cùng với các trưởng lão. Thật làm ra qua như vậy diệt tuyệt nhân tính chuyện sao? Những trưởng lão kia thần sắc toàn bộ trầm xuống, liền tông chủ vậy vạn năm qua không hề bận tâm mặt, cũng xông lên vẻ sát ý. Muốn tự sát, Kiêm gia kiếm phái tông chủ, nháy mắt tức thì điểm ra chỉ một cái ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì chuyển đổi là kiếm ý bén nhọn, định trụ Sở Nhu hai tay. Còn đang muốn đem kiếm cắm vào mình thần hồn Sở Nhu, cũng theo đó hơi chậm lại, ngay tức thì đổi được không cách nào nhúc nhích. Ngươi, Sở Nhu con ngươi dần dần phóng đại, một cổ lực lượng chui vào nàng trong cơ thể, giống như là rắn độc tiến vào, làm người ta cảm thấy vạn phần đau đớn. Nàng không chỉ có không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào phát ra âm thanh. Mà lúc này, một hồi dây dứt đau đớn từ nàng trong cơ thể dấy lên, hơn nữa lan tràn tới toàn thân các nơi. Cái này tia đạo hỏa, là từ Kiêm gia thần kiếm bên trong lấy ra, đặc biệt đối phó một ít nói năng bậy bạ. Điên đảo thị phi, không phân biệt đen trắng người, hôm nay, bổn tông chủ liền đối với ngươi thi lấy này cùng hình phạt, làm ngươi ngọn lửa triền thân, thiêu hủy mà chết. Kiêm gia kiếm phái tông chủ, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, băng lạnh đến trình độ cao nhất. Chỉ gặp vậy trong đại điện, một món u hỏa dấy lên, từ Sở Nhu dưới chân, lan tràn đến toàn thân, mà lúc này Sở Nhu cũng bị buông ra cấm chế, có thể phát ra thanh âm. Có thể nàng phát ra thanh âm. Nhưng là vô cùng thê lương, thật giống như có người gắng gượng đẩy ra xương hộp sọ, đau khổ tột cùng, đau đến mức tận cùng. Không ít người nghe được này cùng tiếng kêu thảm thiết, da đầu tê dại, không dám hồi xem.
Sở Nhu thê lương tiếng, kéo dài 3 ngày, càng ngày càng hơn yếu, thẳng đến sau khi biến mất, mới có người lên núi tra xem, cái này mới thấy được hắn trước nơi đứng địa phương, chỉ còn sót lại một chồng tro cốt. Không thiếu Kiêm gia kiếm phái đệ tử trong lòng, tổng cảm thấy có chút khúc mắc, nhưng ngại vì cao tầng các trưởng lão uy nghiêm, cho nên chỉ dám đem lời này thả ở đáy lòng, không dám trên mặt nổi nói ra. Nhưng vậy vì vậy, lặng lẽ chôn xuống một hạt giống. Có lẽ, cái kế tiếp bị đốt chết người, chính là bọn họ trong đó một cái đâu. Cùng lúc đó, đóng băng tuyết nguyên cùng huyền hải chỗ giáp giới, một nơi cấm kỵ lối vào, có duyên dáng sang trọng bóng người nổi lên, tiến vào tuyết này vực trong đó. Nàng còn mang theo người hai người tùy tùng, áp tải một cái kinh hoàng thất thố bóng người. Nàng cả người bị bạch bào che kín, tản ra khí tức thần bí, xa xa lại mạnh mẽ. Lần này, là thánh băng nhất tộc tộc trưởng, Đông Môn Tham Tuyết tự mình tiếp đãi người này. Đông Môn Tham Tuyết xông lên hắn chắp tay, sau đó mang vào tế đàn kia chỗ sâu. Ở nơi đó, vĩnh viễn tràn ngập tối không chân trời hắc ám, liếc nhìn lại, không thấy được để, hơn nữa luôn luôn có khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền tới, chấn động khiếp người tâm hồn. Thần bí nhân này đi tới tế đàn phần đáy sau đó, mới vén lên cái khăn che mặt, lộ ra chân thật dung mạo, lại là Kiêm gia kiếm phái trưởng lão Trầm Mộng Trần. Đông Môn Tham Tuyết đem mang sau khi đi vào, vậy rất thức thời, rất nhanh liền lui xuống. Hiện tại cái này u ám tế đàn trong đó, chỉ còn lại có Trầm Mộng Trần mấy người cùng vô biên hắc ám. Nàng vậy mấy tên tùy tùng bị quỷ dị như vậy không khí vần quanh, quả thực là có chút lo lắng đề phòng. Đừng lén lén lút lút, đi ra đi. Trầm Mộng Trần hướng về phía tế đàn kia vực sâu chỗ, mở miệng nói. Đúng như dự đoán, vậy phía dưới rất nhanh liền sản sinh biến hóa, một hồi đen thui ánh sáng thước như vậy sáng lên. Ha ha, Trầm Mộng Trần, người còn biết tới xem ta. Làm sao, thấy ta hôm nay cái bộ dáng này, người rất có cảm giác thành tựu phải không? Vậy thanh âm khàn khàn chính là Kiêm gia thánh tử, mặc dù cùng trước kia như nhau sắc bén tàn bạo, nhưng như cũng không che giấu được trong lời nói yếu ớt. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao bị như vậy nặng tổn thương? Trầm Mộng Trần nhíu mày một cái, nàng lần này đi vào là biết được Tôn Dạ Dung sự việc, cho nên mới ngoài ra mang theo một tên gái trinh nữ đệ tử, thông qua cấm kỵ phương pháp tiến vào nơi đây. Nhưng Kiêm gia thánh tử thương thế, không lẽ nghiêm trọng đến như vậy bước mới đúng? Đã xảy ra chuyện gì? Kiêm gia thánh tử hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn trí nhớ bọt, bọt ở trong không khí nổ tung, vậy chiến đấu bắt đầu một màn liền xuất hiện ở Trầm Mộng Trần trong mắt. Trầm Mộng Trần gặp được Diệp Thần sử dụng vậy kinh thiên một kiếm sau chạy trốn bóng người, trong lòng không khỏi kinh ngạc không dứt. Hơn nữa Tôn Dạ Dung vậy ra tay, liền trước 2 lần cũng không có chết, cũng khó trách quái vật này sẽ gấp như vậy. Lần này ta phụng tông chủ mệnh lệnh, cho ngươi mang tới như nhau trên đồ tốt, ngươi cứ việc cầm đi chính là, hẳn có thể đền bù chút thương thế. Trầm Mộng Trần vung tay lên, vậy hai người Kiêm gia kiếm phái hộ vệ, liền đỡ lên tên nữ đệ tử kia đi về phía trước. Tên nữ đệ tử kia tựa hồ là vậy ý thức được cái gì, nàng thần sắc đổi được 10 phần sợ hãi, trong miệng liền vội vàng nói trước không muốn, thậm chí cầu khẩn. Nàng linh khí đã bị Trầm Mộng Trần phong tỏa. Dùng mọi cách võ đạo cùng thần thông cũng không xử ra được, hiện tại chỉ có mặc cho số phận. Trầm trưởng lão, không muốn, không muốn à, ngài không phải nói đem ta mang nhập Tần Hoài dãy núi sao? Vì sao đi tới nơi đây? Nữ đệ tử kia liều mạng vùng vẫy nhưng không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị vậy hai người hộ vệ cho ném vào vực sâu bên trong. Nhất thời giống như là mở ra một đạo hỗn độn lỗ hổng, vô tận đợt khí lăn lộn ra, ngay trước mắt. Liền đem cái này nữ đệ tử nuốt mất. Cứu mạng! Nữ đệ tử kia tiếng kêu thảm thiết từ hang động phần đáy truyền lên, thê thảm cực kỳ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là hơi ngừng. Hắc quang kia hừng hực chốc lát, xem một cái cắn người khác rắn độc, đem nữ đệ tử kia cho xé thành mấy nửa, tiếp theo chính là tỉ mỉ thưởng thức. À, tuyệt vời này gái trinh máu, so với trước kia đưa tới những cái kia tàn thứ phẩm muốn tốt hơn nhiều. Trầm Mộng Trần! Trở về cùng các ngươi Kiêm gia kiếm phái người nói, lần sau nhiều đưa điểm tới, nếu không ta cái này thần hồn cũng nhanh mất mạng. Trên bờ Trầm Mộng Trần mặt không cảm giác liếc mắt một cái, nói cái gì vậy chưa nói, mang hai người hộ vệ xoay người đi trở về. Ha ha, chỉ tiếc nha, người đã không phải là tấm thân xử nữ, nếu không ta cũng muốn đem người gái trinh máu tươi hấp thu hết,
như vậy tới một cái, tu vi là được tăng nhiều. Trầm Mộng Trần nghe nói như vậy, bước chân làm một lần, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn vậy vách đá một mắt. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, cần gì phải như vậy coi là thật đâu. Lần này Trầm Mộng Trần không có lại phản ứng hắn, mà là đi ra chỗ này lòng đất tế tự cung điện, trở lại ngoại giới. Kiêm gia kiếm phái mỗi lần để cho người tiến vào nơi đây, liền được tiêu phí cực lớn khí lực, cho nên cái này ngàn năm qua, tông phái đều là chọn lựa lưu đầy phương thức, đem gái trinh máu đưa tới Kiêm gia thánh tử trên tay. Vì phòng ngừa nó khôi phục được quá nhanh, thoát đi phong ấn, cho nên Kiêm gia kiếm phái mỗi một lần, cũng chỉ chọn lựa ra một tên thực lực đội sổ nữ đệ tử, đưa tới nơi đây, thành tựu tế phẩm. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, lần này ta mạo hiểm đi vào, vì ngươi chuyển vận máu tươi mới, cũng không phải là không có đền bù, chúng ta cần ngươi giúp vội vàng nắm được một tên nữ đệ tử, còn có nàng hợp tác. Trầm Mộng Trần nói như vậy. Nghe đến lời này, Kiêm gia thánh tử trong mắt vui sướng ngay tức thì dập tắt, diễn biến mà đến là một đôi mờ mịt xương trắng. Ha ha, ngươi không nói ta vậy biết là ai? Kiêm gia thánh tử thực lực đang nhanh chóng khôi phục trong đó. Cái này một chút gái trinh máu mang đến cho hắn to lớn chỗ tốt, làm hắn cả người da thịt cũng đổi thành lóng lánh sáng bóng, trên mình u ám ánh sáng lưu chuyển không ngừng, óng ánh như ngọc. Diệp Thí Thiên, Tôn Dạ Dung, các ngươi hai người cho ta chờ. Bản thánh tử nhất định phải đem các ngươi bằng thây vạn đoạn. Kiêm gia thánh tử khủng bố ý niệm ở vực sâu lòng đất trong đó không ngừng vang vọng, hơi thở tràn ngập, đem toàn bộ không gian cũng cho biến dạng. Ngoại giới trên tế đàn. Ngưng tụ ra một đoàn mây kiếp, càng cuốn càng lớn, cơ hồ bao phủ nửa băng tuyết thành. Một ít thực lực cường đại trưởng lão thấy vậy sau đó, thần sắc đổi được ngưng trọng, bởi vì bọn họ rõ ràng, Kiêm gia thánh tử ở vào giận đùng đùng trong đó, thiên địa này mưa gió, sợ rằng đều phải biến sắc. Mà cùng lúc đó, khoảng cách nơi này có vạn dặm xa băng nguyên chi địa trong đó, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo Phật quang nổi lên, kim quang tràn ngập. Giống như vạn Phật ngâm tụng, trong trẻo kinh văn truyền tới, để cho người ta thần hồn cảm giác phá lệ buông lòng. Thậm chí còn có một chút tẩy đục ngầu, tăng lên thần hồn phẩm chất tác dụng. Tôn Dạ Dung ngồi ở một bên, cảm thụ Diệp Thần trên mình vậy dâng trào lực lượng thần bí, không khỏi được ngạc nhiên không thôi. Diệp Thần nơi thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm, hàm chứa không không khí thế, đó là giữa trời đất cổ xưa nhất, cường đại tồn tại, bất kỳ thực tế quy luật ở trước mặt. Đều là không chịu nổi một kích. Mà lúc này Diệp Thần trên mình nơi hiện ra Phật quang, tựa hồ vậy vượt qua trong trời đất này tầm thường quy luật, tiến vào ma huyễn mông lung cảnh giới. Diệp Thần, người công pháp này rốt cuộc là truyền thừa tại nơi nào? Ta trước kia chưa bao giờ gặp qua. Tôn Dạ Dung không nhịn được mở miệng, tò mò hỏi. Diệp Thần mở hai mắt ra, vậy một món tràn ra ngoài Phật quang, hóa thành một con thần long, dung nhập vào trong mắt hắn bên trong. Hắn cười một tiếng, giải thích phương pháp này tên là Thiên Long Bát Thần Âm, là 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp một trong. 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp. Tôn Dạ Dung mặc dù không có gặp qua thần thông như vậy, nhưng là có nghe thấy, nhất thời giật mình không thôi. Nàng đọc qua rất nhiều cổ xưa sách, bác văn mạnh thức, kiến thức khá là rộng rãi. Cái này 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp, là lúc thiên địa sơ khai, trong hỗn độn tóe ra hồng mông bổn nguyên lực lượng. Có thể bị xem làm là vũ trụ lực lượng phát nguyên. Mà đây cùng bổn nguyên lực lượng, sau đó ngưng tụ hơn nữa phân giải thành 33 loại mật pháp, có riêng chỗ thần kỳ, không làm người lực nơi dung chuyển. Cần phải vận thiên địa tạo hóa mà sống, có nghịch chuyển càn khôn thế, mỗi một loại hồng mông bí pháp, đều là siêu thần vậy tồn tại. Môn thần thông này, huyền hải bên trong còn chưa từng có người thi triển qua, hoặc giả nói là Tôn Dạ Dung không có đụng phải có người. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, huyền hải vốn là ở vào ngăn cách với đời vùng, vô cùng ít có thái thượng bảo vật rơi đến chỗ này, cái này phiến thế giới hiện thật chủ chiến trận, vẫn là ở chư thiên vạn giới cùng với thái thượng thế giới. Qua, lúc đầu người tay thứ bên trong cũng chân quý như vậy. Tôn Dạ Dung đầy mắt hâm mộ, nàng đến hiện tại, cũng chỉ là có một cái bách hoa thần kiếm, thà nó mấy thứ bảo toàn tánh mạng pháp bảo mà thôi. So với Diệp Thần tới vẫn là kém xa. Nàng có thể cảm thụ được, ngày này Long Bát Thần Âm thi triển ra, người chịu đựng sắp lưng đeo to lớn áp lực. Nếu là không có thực lực cường đại chống đỡ, cũng sớm đã tan thành mây khói. Lúc này Diệp Thần, đang dùng Thiên Long Bát Thần Âm trong đó Phật khí,
lẻn vào lòng đất, tìm đồng xanh cổ môn tung tích. Nhưng chính là vào lúc này, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, băng sơn ra có ngập trời ánh sáng rực rỡ, nháy mắt tức thì tách thả ra ra khí tức cổ xưa, chấn nhiếp thiên địa, so với viễn cổ càng thần bí thâm thúy cuồn cuộn tràn ngập tới. Mà đây cổ hơi thở tựa hồ là lấy thiên địa là lò luyện, ngay tức thì đổi thành thành u ám âm u, xen lẫn có thể phá hủy thiên địa băng tuyết lực, làm người ta rung động. Diệp Thần ngẩng đầu lên, đầy mặt vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được trận kia kích động khí thế, lại là Kiêm gia thánh tử đã tìm tới cửa. Nhưng mình trước đây không lâu không trả lại cho hắn một đòn nặng ký sao? Vì sao ngày hôm nay thì trở nên được như vậy hung thần ác sát, thể lực dư thừa dậy rồi? Vậy đầy trời màu đen băng tuyết ảnh, chậm rãi ngưng tụ, một đôi âm lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, nếu không sẽ bị ta để mắt tới. Bóng đen kia biến thành hình mà thành Kiêm gia thánh tử, tuét miệng cười một tiếng, vô cùng uy nghiêm. Diệp Thần vậy không nghĩ tới, tên này lại có thể nhanh như vậy tìm tới mình, chợt thần sắc vậy trở nên có chút ngưng trọng. Tôn Dạ Dung thì phải đứng dậy, cho gọi ra Bách Hoa Thần kiếm đối phó hắn. Diệp Thần nhưng đem ngăn cản. Không nên vọng động, tên này thực lực không biết khôi phục lại trình độ nào, để cho ta tới trước sẽ gặp hắn. Diệp Thần vừa nói, giơ tay lên, cắn bể đầu ngón tay, luân hồi huyết mạch máu dung hợp thiên long bát thần âm. Một đạo ngọc giản ngưng tụ mà thành. Chỉ nghe gặp rào 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 rào, một hồi sao động thanh âm, xông thẳng tới chân trời. Vô tận ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì tách thả ra ra. Ngọc giản kia bên trong nơi có chứa hơi thở vô cùng là xa xưa mạnh mẽ, so với nơi này thiên đạo vậy không kịp làm, thậm chí cổ uẩn quy tắc tăng thêm một bậc. Mà từng cái cổ xưa hồng mông chữ viết, giống như là màu vàng kim sứ giả, thông linh tính, ở Diệp Thần chung quanh hình thành trận pháp vòng vây. Theo Diệp Thần thực lực và huyết mạch càng phát ra mạnh mẽ, trước khi hồng mông cổ pháp cũng có rất nhiều thăng cấp, vượt xa ngày xưa đỉnh cấp và huy hoàng. Thiên Long bát thần âm. Diệp Thần xem bị đả thông hai mạch nhâm đốc, ngay tức thì hơi thở bạo tăng, giống như một tôn cổ xưa thần Phật, ở cái này ở giữa thiên địa lần nữa sống lại. Tám cái cổ xưa âm tiết, quanh quẩn trên không trung vang vọng, chấn nhiếp cái này vạn dặm băng nguyên. Vô cùng vô tận kim quang, từ trên người hắn bộc phát ra, như mây sương mù vậy mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần sau lưng dị tượng đã vượt qua vậy một tòa hùng vĩ băng sơn, đổi được vô cùng vĩ đại, uy phong lẫm lẫm. Luân hồi huyết mạch, chân võ ý, mở. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hắn huyết dịch cả người sôi trào, luân hồi uy áp, khủng bố tuyệt luân. Hắn bây giờ, thân xác so với trước kia tới không biết cường hãn nhiều ít lần, cho nên như vậy nhức đầu sắp nứt cảm giác cũng đã biến mất. Vậy vô cùng cường thịnh kim quang bên trong, xông ra minh mông pháp tướng ở đây, giờ khắc này ầm ầm đánh ra, ngưng tụ thành mấy cái thần thánh uy nghiêm thánh long. Thánh long gầm thét, thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt cũng làm thất sắc, cho dù cách hơn mấy chục triệu bên trong, cũng có thể cảm giác được cực kỳ chấn nhiếp lòng người uy áp. Kiêm gia thánh tử sợ rằng cũng không nghĩ tới, hắn còn không có ra tay, Diệp Thần liền dẫn đầu một bước giết ra. Chỉ chốc lát sau, hắn thần sắc đổi được dữ tợn. Ngươi cảm thấy những thủ đoạn này đối với ta hữu dụng không? Bây giờ ngươi, bất quá là sắp chết vùng vẫy mà thôi, bản thánh tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai. Vừa nói bên người hắn bóng đen nhất thời hóa thành gió lớn, cuốn tới, cùng ngày trước long bát thần âm hóa thành kim long đụng chạm kịch liệt. Cái này hai đạo kịch liệt hơi thở lẫn nhau vùng vẫy, va chạm, vậy như vậy chia ra mở ra, tiến vào trong hư không. Cho dù là khôi phục thực lực sau Kiêm gia thánh tử, vậy gặp phải chút đánh vào. 33 thiên hồng mông cổ pháp, không phải như vậy dễ đối phó. Ha ha, muốn dùng chiêu này đánh bại ta, sợ rằng ngươi còn kém một ít. Kiêm gia thánh tử sắc mặt nháy mắt đổi, hắn ống tay áo trong đó bay ra hai đạo hư ảnh. Biến ảo thành gương mặt xấu xí ác độc trùng tử, tản ra chập chờn vô cùng là kinh người. Hai cái con này côn trùng há mồm phun một cái, chính là băng gai nhũ băng bạo xông lên ra, như lê hoa mưa xối xả, rơi xuống như chút, bao phủ nguyên phiến vùng băng nguyên, để cho người trốn không có thể trốn. Đây là hắn thiên phú kỹ năng một trong, do thần hồn diễn hóa ra côn trùng, mang theo cực kỳ cường đại hắc ám lực lượng. Hắn từng dùng chiêu này chiếm đoạt qua một vực sinh linh. Hơn nữa tương kỳ luyện hóa thành đạo của mình vận lực tính, thủ đoạn cực kỳ khủng bố cùng tàn nhẫn.
Diệp Thần thần sắc vậy dần dần đổi được ngưng trọng, cái này hắc ám côn trùng bên trong ẩn chứa cổ xưa ma khí, cũng không phải là giống vậy trùng ma có thể so sánh. Thần hồn của ngươi cuối cùng còn không hữu quy vị, chỉ là dựa vào thể xác thân thể không lành lặn lại này kéo dài hơi tàn thôi. Đến đây, Diệp Thần không có bất kỳ do dự, hắn triệu hoán ra Long Uyên Thiên Kiếm, một đạo gầm thét huyết khí phóng lên cao, chạy thẳng tới Vân Tiêu, làm một khối này băng nguyên cũng ảm đạm thất sắc. Hắn hơi thở lần nữa cuốn tới, đó là không không khí thế, từ rất xa hỗn độn thời không qua lại tới, cơ hồ nói trên là không thể địch nổi. Diệp Thần dùng này chỉ thủy nhất kiếm tiêu diệt qua rất nhiều kẻ địch, coi như không cách nào tiêu diệt, cũng có thể tạm thời hư hại đối phương nguyên khí, mượn này chạy khỏi. Băng Tuyết Thành đánh một trận, Kiêm Gia Thánh Tử bị hắn một kiếm này sau đó, lập tức lâm vào yếu ớt trạng thái, có thể gặp không không lực lượng bá đạo cùng đáng sợ. Thi triển này cùng kiếm pháp thời điểm, liền Tôn Dạ Dung vậy lui sang một bên, nàng nhưng mà nhiều lần kiến thức qua chỉ thủy nhất kiếm khủng bố, đó là giữa trời đất cường đại nhất lực lượng, không phân chia thực lực, không phân chia cảnh giới, lĩnh ngộ người, có thể thi triển ra nhất là tinh xảo kiếm pháp. Coi như là Kiêm Gia kiếm phái trưởng lão, có ở đây không phân thực lực cảnh giới dưới tình huống, đều không cách nào chịu đựng qua một kích này. Nhưng lúc này ở vào trung tâm bão táp Kiêm Gia Thánh Tử cũng không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là tuét miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, ở trong hư không một chảo. Như vậy thứ nhất, vậy phiến hư không giống như là động lại dạng cao su thể, bị rất miễn cưỡng xé ra một đạo rộng lớn kẽ hở, mà trong đó hiện ra, cũng không phải là cuồng bạo rối loạn hư không chảy loạn, mà là khác một phiến băng nguyên. Làm chỉ thủy nhất kiếm kiếm ý xé tới cực điểm lúc đó, bung ra, giống như là chỉ thủy vậy bình tĩnh. Nhưng trong đó ẩn chứa uy lực, đã đạt tới không không cảnh. Chính là mạnh mẽ đi nữa phòng ngự, cũng không cách nào phòng ở một kiếm này. Diệp Thần xuất kiếm sau đó, thời gian đầu tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy chỉ thủy nhất kiếm, một tiếng nổ, tiến vào hư không kẽ hở trong đó, mà lại ở vậy phiến băng nguyên nhấc lên bão lớn. Diệp Thần trong mắt nhất thời chợt đông lại một cái tụ. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, vậy phiến bị phá hủy băng nguyên, ở chỉ thủy kiếm ý trợ giúp dưới, giống như ngày tận thế đến gió bão, xốc toàn bộ ra, đem vậy hư không kẽ hở chống đỡ lớn đến trình độ cao nhất. Vô biên vô tận gió lốc lớn, vét sạch cái này phiến băng nguyên. Cái gì? Diệp Thần thật là không dám tin tưởng, hắn tóe ra chỉ thủy nhất kiếm, lại có thể bị người này cho ngăn cản. Không chỉ có như vậy, ngược lại có một đạo sát khí nổi lên, ngưng tụ ở Kiêm Gia Thánh Tử trên tay vậy cầm thông thiên băng phong trong đó, mang theo hủy thiên diệt địa cao nhất hơi thở. Một kiếm này tuyệt đối là chấn cổ thước kim, mênh mông băng vân bị biến dạng thành từng cục, không còn tồn tại, từ địa lý xông tới lại là nóng bỏng nham thạch nóng chảy, trong thoáng chốc phóng lên cao, nhiệt độ nóng bỏng, vào giờ khắc này bung ra. Mau lui lại. Diệp Thần thúc giục rời hình bộ pháp. Đồng thời nhắc nhở Tôn Dạ Dung. Chung quanh bọn họ không gian tràng vực, đều đã bị kiếm kia ý hoàn toàn bao vây, hình thành vô cùng phong tỏa vòng. Mà vậy phía sau, còn có liên tục không ngừng băng tộc trưởng lão đang chạy tới. Diệp Thần cau mày, hắn nhìn vậy cuồng bạo kiếm ý, bàn tay vung lên, đầy trời tinh thần rơi xuống, nguyện vọng thiên tinh sở ngưng tụ mà thành phòng ngự trận, phá vỡ vậy không gian giới vách đá. Thừa dịp cái này tạm thời cơ hội. Diệp Thần trực tiếp cho gọi ra phù đồ thần tháp, thần thánh Phật quang giống như là hai cây thông thiên đại đao, trực tiếp chém tới, rốt cục thì chém bể vậy hư không kẽ hở, khiến cho sụp đổ làm tan rã, mất đi thành trần. Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó đem phù đồ thần tháp hiến tế đi ra. Chỉ thủy nhất kiếm đã mất đi hiệu quả, không không lực lượng cũng là đầu một lần thất bại, đối với Diệp Thần tâm cảnh có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại tuyệt không thể rên gì than thở. Chỉ có liều chết đánh một trận. Hắn trên hai cánh tay, nổi gân xanh, bên trong lưu động máu đỏ tươi, xuyên thấu qua luân hồi mắt, có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Giống như là sắp bốc cháy, vô số binh lính xúc thế đãi phát, anh dũng đi tới trước, thể phải đem ngày trước khung đánh rơi. Hắn muốn hoàn toàn kích thích luân hồi huyết mạch, thì triển ra cửu thiên thần thuật đại thiên trọng lâu trường. Một trường này muốn rơi vào thực sử, hoàn toàn đem chung quanh hắc ám đánh nát mới được. Không thể có nửa điểm bất ngờ. Diệp Thần giống như là vậy bị dung nham vây quanh thượng cổ chiến thần, bước ra một bước, thì có nóng bỏng hơi thở đi về trước nhào tới, mở ra một cái cực kỳ rộng rãi đường lửa.
thiên thần oai, dung chuyển càn khôn. Chỗ này địa phương hoàn toàn hóa thành biển máu, có nham thạch nóng chảy cùng máu lẫn nhau hòa vào nhau, rằng co không nghỉ. Nhân gian luyện ngục, không ngoài như vậy. Lúc này Diệp Thần chỉ cảm thấy cả thân xương cốt đùng đùng vang dội, mỗi một tấc lỗ chân lông tựa hồ cũng trương đến cực hạn, để cho luân hồi huyết mạch dòng nước chảy ra, hóa thân là mạnh nhất sát chiêu. Nhưng hắn không thể buông tha, một khi bị huyết sắc kia bao vây, sợ rằng lại cũng không chỗ xoay mình, thực lực chân chính của đối phương, nhưng mà đã vượt qua thiên quân. Nếu ngươi phải giúp tên nữ đệ tử kia, liền muốn nghĩ xong hôm nay lần này giá phải trả. Kiêm gia thánh tử giống như chư thiên chí cao thần linh, vậy hàn băng lực, ở hắn sau lưng trực tiếp huyễn hóa ra một mảnh không gian, bên trong là sâu không lường được băng cao nguyên. Mà chính hắn, chính là nhẹ nhàng vung tay lên, tùy ý cực kỳ, liền để cho tòa kia sông băng cao nguyên từ trên trời hạ xuống. Giờ khắc này, giống như thượng cổ trong thời kỳ hư không vỡ vụn, tinh thần rơi xuống, vô tận hồng hoang hơi thở cuốn tới, giống như nửa đêm chiếm lĩnh mặt đất. Diệp Thần tim rơi đến đáy cốc, bởi vì hắn có thể nhận ra được trong này ẩn chứa thượng cổ uy áp có bao nhiêu mãnh liệt khủng bố, xa không phải người thường có thể cản đường. Nhưng hắn vẫn là quyết định buông tay đánh một trận. Mà đang ở hắn chuẩn bị đem trong cơ thể tất cả luân hồi lực lượng, cũng điều động đến một nơi lúc đó, cách đó không xa Tôn Dạ Dung, bỗng nhiên đi tới hắn bên người. Diệp Thần ngươi đi mau, nơi này có ta tới chĩa vào. Tôn Dạ Dung lớn tiếng kêu lên. Nàng đã nhìn ra, một kiếm này nếu không phải tránh, Diệp Thần sẽ phải chịu trọng thương. Diệp Thần nghe vậy, cho dù là ở như vậy khẩn trương dưới trạng thái, cũng theo đó sửng sốt một chút. Không muốn như vậy xung động, hắn thực lực rất cường đại. Diệp Thần nắm Tôn Dạ Dung tay, chậm rãi lắc đầu. Thấy Diệp Thần như vậy khẩn trương hình dáng, Tôn Dạ Dung ngược lại thì mỉm cười cười một tiếng. Như muốn phá vỡ cục này, hoàn toàn đem hắn trấn áp. Chỉ có ngươi có thể làm được, cho nên vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chạy đi. Tôn Dạ Dung lúc nói lời này, cổ tay run một cái, thoát khỏi Diệp Thần nắm trong tay, giống như là một cái nhẹ nhàng bay múa con bướm, ở giữa không trung bỗng nhiên hiển hiện ra ý định giết người. Mà nàng thần thái thì lộ vẻ được 10 phần tường hòa, vô cùng ung dung, thánh khiết chói lọi dần dần tràn ngập ra, biến ảo thành hơn ngàn đóa màu sắc khác nhau cánh hoa. Mỗi một đóa hoa múi trên cũng có ánh sáng lưu chuyển, giống như là phù văn như vậy thần bí khó lường, hàm chứa trong thiên địa đạo vận ảo diệu. Mà Tôn Dạ Dung chính là nhắm hai mắt lại, bách hoa thần kiếm trôi lơ lửng ở đầu đỉnh, tản mát ra lấp lánh chói lọi. Trong trời đất này khí sát phạt, ở vô số quy luật hoa tươi an ủi dưới, dần dần thở bình thường lại, liền Kiêm Gia Thánh Tử cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đây là chuyện gì, cái này Kiêm Gia kiếm phái nữ đệ tử. Rốt cuộc là thân phận như thế nào? Kiêm Gia Thánh Tử nghi hoặc không thôi, hắn hử lạnh một tiếng, lần nữa vẫy tay ra, lần này, thành hơn 100.000 con sâu hóa thành một cổ kinh khủng màu đen gió bão, biến dạng hư không, đụng nát cản ở trước mặt hắn tất cả cánh hoa phù văn, chưa từng có từ trước đến nay, khí thế hung hăng. Diệp Thần trong lòng ngầm nói không tốt, hắn vừa định dậm chân ra, tự nhiên ra nguyện vọng thiên tinh, bao phủ Tôn Dạ Dung thân thể. Cũng không ngờ một hồi lực lượng vô danh xông ra, làm mảnh thiên địa này thời gian cũng đổi được thong thả rất nhiều, Diệp Thần ánh mắt hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Kiêm Gia Thánh Tử cũng là như vậy. Hắn hai người chúng ta đều bị liền cái này thì lực lượng thần bí trói buộc, chỉ có Tôn Dạ Dung một người, thản nhiên như thường, dửng dưng xử chi. Nàng đứng ở vậy muôn vàn biển hoa ngay chính giữa, trói lọi thánh khiết, pháp tướng hiện lên, một đóa to lớn tím bách hợp đang từ từ nở rộ. Tựa như làm cho này phiến tĩnh mịch băng nguyên mang tới vô hạn sức sống. Lạnh như băng vô tình xào xạc tuyết nguyên, giờ phút này lại đổi được ấm áp. Lấy ta máu, hiến tế thần kiếm, triệu hoán thần linh. Tôn Dạ Dung vậy làm khiết gương mặt bên trên, có lau một cái thành kính vẻ, nàng ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Nghe nói như vậy, Diệp Thần thần sắc cuồng biến, hắn hiện tại coi như là rõ ràng, Tôn Dạ Dung rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng là muốn lấy máu tươi làm chất dẫn tử, dùng thân xác làm lò, xuyên phá vạn cổ hư không, từ thời gian sông dài trong đó, ngược dòng lên, đến vậy yên lặng đã lâu viễn cổ thần ma chiến trường. Ở vậy thần bí khó lường thần ma chiến trường trong đó, còn có man hoang thần linh ý chí bất khuất, bọn họ khát vọng đoạt xác sống lại. Mà đây chút hiến tế người, chính là cần lực lượng. Tôn Dạ Dung, người mau chút dừng lại,
những cái kia viễn cổ thần ma cũng không phải là thứ tốt gì, hơi lơ là, người liền sẽ trở thành là bọn chúng thứ hai thân xác. Thần hồn cũng đem hoàn toàn mất đi. Diệp thần ở phía dưới gào thét, muốn ngăn cản Tôn Dạ Dung, nhưng không làm nên chuyện gì. Tôn Dạ Dung chậm rãi mở ra hai tròng mắt, nhìn về phía Diệp thần bên này, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mi mắt như tranh vẽ, lộ ra hai viên răng mèo nhọn. Cảm ơn ngươi, Diệp thần, những năm gần đây ta độc lai độc vãng, chưa bao giờ thể nghiệm qua, cái gì là trong thế gian vui vẻ, là ngươi, dành cho ta cái này một phần không thể so sánh nhớ lại. Tôn Dạ Dung thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, truyền vào Diệp thần trong lòng, cũng để cho hắn lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đem Tôn Dạ Dung làm bằng hữu, cũng không trộn những thứ khác tình cảm. Nhưng mỗi lần hắn đến một chỗ, liền sẽ có cô gái không kềm hãm được yêu hắn. Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ con gái là như vậy, đi tới Huyền Hải cũng là như vậy. Thế gian khó khăn nhất còn, chính là mỹ nhân kia ân. Tôn Dạ Dung hành động này, chính là muốn thay hắn kéo kiêm ra thánh tử, chỉ chốc lát sau, thiên khung nóc phơi bày ra điềm lành dị tượng, hoảng hốt tới giữa, có một tòa thần thánh thiên cung lặng lẽ hạ xuống. Vậy thần thánh cung điện trùng điệp không ngừng, tại mây mù gian như ẩn như hiện, mà bốn phía hàn băng lực, chính là hóa thành từng đạo tinh thuần linh khí, tán lạc tới trên mặt đất. Ở đó cung điện ngay chính giữa, có cả người mặc lộng lẫy quần bào, nghiêng nước nghiêng thành cô gái bước ra, nàng trong mắt có chứa một chút nụ cười thản nhiên, nhìn về chìm nổi không chừng Tôn Dạ Dung, cách hư không, ngón tay đi về trước một chút. Ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Phụ nữ kia môi đỏ mỏng khẽ mở, nhàn nhạt nói, một cổ lực lượng vô hình vần quanh ở nơi này chỗ không gian bên trong. Trong thoáng chốc, nguyên cái thiên địa làm mưa gió biến sắc, trời trăng sao tất cả đều đổi được ảm đạm không sáng, liền liền vậy vũ trụ chỗ sâu hỗn độn, cũng giống như được loại nào đó kinh sợ. Điện tránh tiếng sấm bên tai không dứt. Kiêm gia thánh tử thần sắc dần dần đổi được ngưng trọng, hắn thân làm cho này Huyền Hải bên trong cao cấp thiên tài, từ thuở thiếu thời liền mắt cao hơn đầu, rất ít mới có thể có hắn nhìn được người. Hôm nay, cái này kiêm gia kiếm phái nữ đệ tử, ngược lại để cho hắn phân biệt đối xử. Tu luyện kiêm gia kiếm phái kiếm ý, lại có thể cùng thượng cổ thần linh câu thông, đám kia lão già kia trong đầu đang suy nghĩ gì? Đem bực thiên tài này đưa vào băng nguyên, ha ha. Kiêm gia thánh tử thần sắc trở nên có chút cổ quái, may là từ hắn góc độ tới xem, vậy quả quyết sẽ không đem như vậy kinh tài diễm diễm tông môn đệ tử đưa vào. Vậy thượng cổ thần linh dành cho lực lượng chống đỡ sau đó, liền dần dần không nhìn thấy ở trong biển mây, thần thánh cung điện cũng theo đó biến mất không gặp. Tôn Dạ Dung lúc này các loại hoa phụ thể, thực lực đặc biệt là cường thịnh, vậy cầm bách hoa thần kiếm cũng là huyễn hóa ra tất cả loại màu sắc, đem cái này chung quanh tràng vực toàn bộ phong tỏa. Ngươi mau chút đi, nếu không ta chịu hoán liền uổng phí, không cần lo lắng ta, ta tự có biện pháp bảo vệ tánh mạng. Tôn Dạ Dung huy động bách hoa thần kiếm, ở Diệp thần vùng lân cận chém ra một đạo hư không kẽ hở, từ bên ngoài nhìn qua đen nhánh thâm thúy, đi thông chỗ rất xa. Diệp thần cũng không phải không quả quyết người, hắn thật sâu thấy Tôn Dạ Dung một mắt, sau đó chui vào vậy hư không kẽ hở, biến mất không gặp. Ngươi dám! Kiêm gia thánh tử lúc này giận đùng đùng, hắn ánh mắt đổi được vô cùng là ác liệt, hai tay đẩy ra vô số màu đen cuồng chiều, nhanh chóng qua lại, rất nhanh liền tới Tôn Dạ Dung trước mặt. Hắn muốn mượn này tới phá hủy vậy hư không lối đi, đem Diệp thần từ trong ép trở về. Nhưng Tôn Dạ Dung há lại sẽ để cho hắn như nguyện. Nàng lúc này thực lực đã sánh vai thần minh, gọi tới hoa thần, truyền cho nàng một chút thượng cổ hồng hoang khí, giơ tay lên gian liền có vô số sấm sét ầm ầm rơi xuống. Tình thế cấp bách trong đó kiêm gia thánh tử, thoát khỏi vậy đoàn hắc vụ, hiện ra bản thể. Hắn toàn thân cao thấp, có vô số đen nhánh quỷ khí phun trào, ngưng kết thành một cái cầm lạnh thấu xương phong xương nhận. Mà hắn bản thể nhưng thật ra là người mặc hồng bào, liền tóc cũng là màu đỏ, cả người giống như thị huyết ác ma. Ngươi tự tìm cái chết. Kiêm gia thánh tử nói một câu nói như vậy, sau đó, sát khí ngất trời xông lên vân tiêu. Thiên đạo tới giữa, tự có thăng bằng. Hắn trước một mực khắc chế, liền thì không muốn dính như vậy thiên đạo nhân quả, để cho băng tộc người thay hắn đi giải quyết những chuyện này. Cường giả, tên yếu, đều có đạo của mình. Trong ngày thường là nước giếng không phạm nước sông, nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, thiên đạo liền biết chủ động ngăn được. Nhưng hiện tại,
Tôn Dạ Dung đã vận dụng hoa thần lực lượng, vậy thì không thuộc về người yếu hàng ngũ. Hắc phụ cùng cánh hoa bao phủ ra, đem cái này phiến băng nguyên hoàn toàn bao trùm, mà vòng ngoài người xem cuộc chiến chỉ có thể thấy trong đó dị tượng, không cách nào liếc về thấy để chuyện gì xảy ra. Lại có người có thể cùng Kiêm gia thánh tử chiến đấu đến đây, thực lực vậy quá kinh khủng. Khó mà nói, người nọ tựa hồ là triệu hoán liền viễn cổ thần linh, cưỡng ép tăng lên thực lực, mới có như vậy kết quả. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian giằng co, nhưng cuối cùng thánh tử vẫn là sẽ chiến thắng. Băng tuyết bình nguyên trong đó, một đám người xem cuộc chiến bàn luận sôi nổi, trừ ra băng tộc người ra, còn có những chủng tộc khác cường giả vậy tới chỗ này. Băng tuyết bình nguyên chiến hỏa bị nổ, tạm thời tới giữa không cách nào tắt. Mà một bên khác, Diệp Thần từ vậy hư không kẽ hở trong đó đi vào, chính là gặp chút phiền toái. Vùng lân cận hư không, gió bão thành hình, hư không chảy loạn, giống như sóng thần vậy mãnh liệt không ngừng, hơi lơ là liền sẽ bị cuốn vào trong đó, bầm thây vạn đoạn. Cái này cùng thiên địa oai, không phải người bình thường có thể chống lại. Diệp Thần tiến vào nơi này, cũng phải vạn phần chú ý. Khắp nơi đều là gió bão cuộn sạch, điện thiểm lôi minh, sóng thần sôi trào, cách đó không xa còn có từng ngọn hư ảo đại sơn, tiếp liền sụp đổ, lần này cảnh tượng, giống như ngày tận thế. Chỗ này hư không, ở vào huyền hải cùng đóng băng tuyết nguyên tiếp giáp vùng, trong ngày thường vô cùng thần bí, cơ hồ không người dám xông tới. Mà mênh mông uy áp chất đống thành núi, đáp xuống, đổi được vô cùng là khủng bố. Liên Diệp Thần chống đỡ đứng lên đều có chút cố hết sức. Hắn vận chuyển luân hồi huyết mạch, bồi bổ toàn thân, lúc này mới đổi được tốt hơn chút. Diệp Thần đang suy nghĩ từ đâu chỗ địa phương tiến hành phá vòng vây, nhưng là lúc này, có một đạo thanh âm rất nhỏ truyền lọt vào trong tai. Cứu, cứu ta! Vậy một đạo như có như không thanh âm, ngậm chút chút vẻ thống khổ. Ai? Diệp Thần lập tức cảnh giác, ở nơi này không thấy được cuối trong hư không, lại có ai sẽ tùy ý kêu gọi hắn. Cứu mạng! Như cũ vẫn là đạo thanh âm kia, tựa hồ núp ở vô cùng vô tận sóng thần gió bão trong đó, khó mà nhận nguồn. Lần này Diệp Thần chỉ có một hồi sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì bị kẹt ở hư vô này chi địa? Ngươi là, luân hồi chi chủ, ngươi có thể cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể cho ngươi cái này mạnh nhất trên thế giới lớn bảo tàng. Ngươi cầm ta cứu ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi tất cả truyền thừa ở nơi nào, bao gồm cửu thiên thần thuật. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời ánh mắt rét một cái. Cái này rốt cuộc là ai? Lại còn biết cửu thiên thần thuật. Trọng yếu hơn chính là, hắn nói mình biết tất cả 9 tầng trời thần thụ chỗ ở vị trí là ý gì, phải biết hiện tại vô chủ cửu thiên thần thuật, chỉ còn lại có vạn vật mẫu kiếm quyết mà thôi. Diệp Thần phóng thích linh niệm, đi bên ngoài dò xét, nhưng là lại không tra được kết quả gì. Mà lúc này, hắn xuyên thấu qua thiên nhãn, gặp được sóng thần bên trong. Có một cái bàng bạc hùng vĩ bóng người. Thân ảnh kia quả thực là vô cùng to lớn, chỉ bất qua cả người bị vô hình xiềng xích trói buộc, tống giam ở hư không chỗ sâu, không cách nào chạy khỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải ta cứu ngươi? Hơn nữa chính ta đều khó bảo vệ tánh mạng, lại lấy cái gì tới cứu ngươi? Diệp Thần bị kẹt ở nơi này phiến trong hư không, trong chốc lát, cũng không cách nào tìm được đường đi ra ngoài, dứt khoát thu hồi thần niệm. Bình tĩnh nhìn chỗ kia ngập trời sóng thần. Mà thần bí nhân kia thấy Diệp Thần nói như vậy, tựa hồ vận dụng lực lượng nào đó, dâng trào mãnh liệt sóng thần gặp phải giam cầm, tại ngay tức thì hơi ngừng, bay hơn ngàn mét trời cao nước chảy, giống như là một tòa băng sơn vậy, cố nhiên đứng. Ngay sau đó, sấm sét điện tránh vậy ngưng, trùng điệp không dứt dãy núi, vào thời khắc này ẩn chui hắn chỗ. Toàn bộ hư không đổi được yên lặng lại, thật giống như thoát khỏi thực tế quy luật. Khác thành nhất giới. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên biến đổi, này vậy thủ đoạn, cũng không phải là người bình thường có thể phát ra. Hắn càng phát ra xác nhận, vậy bị kẹt ở hư không sông dài bên trong người, thân phận cùng địa vị tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại ngươi có thể yên tâm chứ? Ta vì ngươi xóa bỏ đi ra chướng ngại, chỉ muốn cầu ngươi cứu ta một mạng. Sóng thần lấp băng, tấc tấc văng tung tóe, nhưng không cách nào hiển hiện ra vậy bị kẹt người cụ thể hình dáng. Diệp Thần chỉ có thể thấy hắn, cho dù bị vô số dây thừng cuốn lấy, vậy vẫn ngẩng đầu đứng thẳng, anh dũng bất khuất. Hắn ăn mặc một bộ đỏ tươi tươi đẹp khôi giáp, cổ xưa khoáng đạt hơi thở, tràn ngập ở chân trời. Mà hắn quanh thân,
dâng lên một hồi cổ xưa hoành uy, chư thiên tinh nguyệt, cũng ở trong đó lưu chuyển. Trừ cái này ra, Diệp Thần còn phát giác một chút khó mà nói rõ quy luật lực, ở trong đó đạo vận lưu chuyển, cực kỳ kín đáo tối tăm. Bốn phía còn có thủy khí, hóa là dị tượng, phóng lên cao, chậm rãi ngưng tụ thành một cái ngất trời súng trường. Diệp Thần rơi vào nhớ lại trong đó, như vậy trận thế, hắn tựa hồ là ở nơi nào gặp qua, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ nổi. Ta bằng tại sao phải cứu ngươi? Diệp Thần chậm rãi hỏi ra những lời này. Vậy bị phong ấn người trầm mặc, qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng nói, ngươi trên mình, có chủ nhân ta lưu lại một phần căn nguyên lực. Ta chủ nhân đã từng nói, hắn ở chết sau đó, sẽ chọn định người thừa kế, người hiện tại, chính là ta chủ nhân người thừa kế. Diệp Thần nghe lời này, nhất thời ngây ngẩn. Người thừa kế? Hắn tại sao không có ấn tượng? Ta chủ nhân, người hẳn có thể nhớ tới, có lẽ người không gặp qua hắn hình dáng, nhưng... Hắn có khí thế, người hẳn còn có ấn tượng. Vừa nói nam tử kia trong con người tựa hồ phun ra điện quang, sắc bén sát ý thoáng qua liền tới. Mênh mông hơi thở lên như diều gặp gió, như kim luân dâng lên, trăng tròn bay lên, lực lượng vô danh, vô cùng là chấn hám nhân tâm. Diệp Thần ánh mắt trong nháy mắt sát đổi. Hắn tựa hồ biết, chọn hắn là người thừa kế người là ai. Là hắn ở vực sâu trong đó nhìn thấy tên kia nam tử, lúc ấy hắn theo vậy cái cổ lộ, tiến vào một nơi vô hình vực sâu, gặp được thần bí kia ngai vàng. Lúc ấy còn diễn hóa ra liền một mảnh tinh không dị tượng. Hắn theo vậy ngai vàng đi đến viễn cổ thần ma chiến trường, trải qua một tràng man hoang giết hại chiến tranh. Một đoạn kia ảo ảnh, làm hắn khó mà quên. Mà vậy ngai vàng nam tử, người khoác chiến bào, uy phong lẫm lẫm, giống như độc đoán vạn cổ vô địch bá chủ. Nhưng lúc đó, nam tử kia từ đầu đến cuối không có xoay đầu lại. Diệp Thần lao thẳng đến chuyện này nhớ, không ngờ tới, hôm nay lại ở gặp ở nơi này liền hắn bộ hạ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Thần không khỏi hỏi. Nam tử kia trầm mặc hồi lâu, yếu ớt thở dài, thời đại kia quá rất xưa, cùng ngươi nói ngươi cũng không biết rõ ràng, ta chủ nhân chọn ngươi là người thừa kế, phải là nhìn chúng trên mình ngươi điểm nào, hắn còn có một chút đồ lưu lại ở ta nơi này, nhưng là phải chờ ngươi tới cứu ta mới được. Diệp Thần cau mày, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Như thế nào mới có thể cứu ngươi đi ra? Diệp Thần hỏi, nam tử kia tại trong mây mù diễn hóa ra một chút dị tượng tới, trôi lơ lửng ở cuồn cuộn thiên địa chiến trường, vào thời khắc này hoảng sợ thành hình. Diệp Thần thấy vậy, thần sắc vậy trở nên có chút rất nhiều ngưng trọng. Bởi vì vậy cùng thiên địa hình ảnh trong đó, có vô cùng cổ xưa dị tượng xuất hiện, sáng bóng lưu chuyển, nhiếp tâm hồn người, vô cùng cường hãn. Đây là ý gì? Diệp Thần không khỏi hỏi. Nam tử kia lắc đầu một cái. Chỉ có tìm được trong bản vẽ dị tượng, mới có thể đem ta cứu ra. Hiện tại nơi giải phóng bất quá là ta một món hồn phách mà thôi. Diệp Thần sắc mặt dần dần đổi được ngưng trọng, là bởi vì là ở dị tượng kia bên trong, lại có cuồng bạo sấm sét, giống như máu tươi vậy hội tụ, cuồn cuộn hạ xuống, không thể tưởng tượng nổi. Tầng mây trong đó, điện thiểm lôi minh, đỏ thẫm máu tươi tràn ngập lóe lên, có thể nói trong đó xen lẫn thiên đạo lửa giận. Diệp Thần nhìn vậy quỳnh vũ xuống mây sấm, xem xét được 10 phần cẩn thận. Những cái kia lôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại là từ vì sao diễn hóa mà đến. Thần bí kia nam tử chỉ là nói để cho hắn xem này cùng lôi kiếp, trong đó rốt cuộc ẩn chứa dạng bí mật gì. Đây là chủ nhân ta kẻ địch lưu lại một món thần niệm, cùng cái này hư không dung hợp với nhau, cũng là đem ta vây ở chỗ này chủ nhân. Nam tử kia chậm rãi mở miệng nói. Diệp Thần coi như là ngay tức thì sáng tỏ, xem ra chỉ phải phá đồ chơi này, là có thể để cho trong hư không nam tử như chút được gánh nặng. Muốn như thế nào mới có thể phá cái này phiến mây sấm? Diệp Thần không khỏi hỏi. Nam tử kia mở miệng nói, ngươi không cần đi tận lực mãnh công, thử một lần hắn thủ đoạn, xem có thể hay không công phá. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn thả ra một món luân hồi hơi thở, đến gần nơi này cũng không có thả ra địch ý. Nhưng cái này phiến mây sấm nhưng hết lần này tới lần khác cảm thấy, nháy mắt tức thì, phù hồng quang mang sôi trào, giống như diệt thế tai ương, sắp hạ xuống nơi đây. Vậy cuồn cuộn không ngừng thiên lôi âm, ở chỗ này quanh quẩn, đem toàn bộ hư không cũng dẫn cho tới đè nén cực điểm. Liền mới vừa rồi vậy một tí, Diệp Thần liền cảm giác được mình luân hồi huyết mạch bên trong,
tựa hồ mang theo lau một cái đặc thù phù văn. Mà vậy đầy trời mây sấm vậy thật giống như có nơi đáp lại, đỏ thẫm lôi kiếp lại ngưng tụ thành một cái ngút trời chiến mâu, bất ngờ nhắm ngay hắn bên này. Mãnh liệt sấm sét tràn ra, điểm điểm ánh sáng, giống như là một tòa trấn áp xuống thiên trận. Diệp Thần chỉ cảm thấy được chung quanh hư không đổi được tan tành, lực lượng vô hình đạp không tới, cực kỳ mạnh mẽ. Ẩn chứa trong đó quy tắc lực lượng, vô cùng là cường hãn, cơ hồ có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Cẩn thận một chút, hắn đã phát giác ngươi vậy một chút hơi thở, phải đem ngươi chu diệt ở chỗ này. Nam tử kia thanh âm truyền tới, nhắc nhở Diệp Thần, lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Mà lúc này Diệp Thần thuộc về trung tâm bão táp, hắn đầu óc bên trong, cũng là phiên vân phúc mưa. Mắt gặp vậy mây sấm thì phải rơi vào hắn trên đầu, lúc này dị biến phát sinh. Diệp Thần ấn đường trong đó, có một món cổ quái ký hiệu từ trong lộ ra, tách thả ra ánh sáng sáng chói. Vậy đoàn bóng dáng mơ hồ không rõ, thậm chí còn có chút ý voi hóa, nhưng là bất luận là phương diện nào, cũng có thể nói độc đoán vạn cổ. Vậy bị khóa lại nam tử thật là lệ nóng doanh tròng, hắn biết đây là chủ nhân mình hồn phách có chút tỉnh lại, trong bất chi bất giác, thân thể run rẩy kịch liệt, hơn nữa lệ nóng doanh tròng. Chủ nhân, ngươi rốt cục thì trở về. Hắn tự lẩm bẩm, lộ vẻ được vô cùng là chấn hám. Một khắc sau, đoàn hư ảnh kia tựa hồ là hướng hắn nhìn bên này một tí. Sau đó liền vô cùng hơi thở bạo dũng ra. Quy luật nghiền nát, hư không biến dạng. Vạn vật chấn động, hỗn độn lại mở. Màu đen kia hư ảnh hóa thành lưu, gắng gượng nghênh hướng lôi kiếp mây. Tung lên vô số gió lớn mau mưa, làm cho cả hư không chảy loạn, cũng thay đổi đi về phía. Mà kinh khủng kia mây sấm, cũng bị cái này cùng hơi thở trực tiếp công phá. Diệp Thần trơ mắt thấy một màn này, chắc lưỡi hít hà không dứt, hắn từ không nghĩ tới, ngày đó nhìn thấy ngai vàng người thần bí, mà lại ở trên người hắn để lại một món hồn phách hạt giống. Cái này một tí, mây sấm không nhúc nhích, tất cả kiếp nạn đều ngưng. Vậy lôi quang giống như là bị thua binh lính, tan rã như vậy bể tan tành theo sát phía sau chính là rắc rắc tiếng vang. Nam tử kia thật giống như từ vạn cổ đi tới, gió ngưng cạo động, liền bụi bẩm cũng mất phân nửa động tĩnh. Diệp Thần có thể thấy những cái kia xiềng xích đều ở đây trong nháy mắt sụp đổ, nam tử lấy được tự do lần nữa, tránh thoát hư không chảy loạn, chạy ra khỏi nơi đây. Quả nhiên là trong sâu thẳm, ý trời tự có an bài, chủ nhân để cho ngươi tới cứu ta, chính là đối người thừa kế một loại khảo nghiệm, mà ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Nam tử kia thần sắc cùng giọng đều hết sức cảm kích khái, lúc này hắn mới dám báo ra họ tên của mình, hắn gọi là Từ Dương. Tiếp theo Từ Dương liền cho một kiểu đồ cho Diệp Thần, đó là một cái lóe lên khó hiểu sáng bóng chìa khóa. Đây là mở bảo tàng truyền thừa chìa khóa, chỉ bất quá vậy một nơi bảo tàng bây giờ không có ở đây, ngươi có thể phải tiêu phí chút thời gian đi tìm, ta có thể cho ngươi cái này tia linh hồn dấu vết, chờ ta làm xong chuyện sau đó, sẽ dọc theo cái này tơ linh hồn dấu vết, quay lại tìm ngươi. Nói xong Từ Dương chậm rãi xòe bàn tay ra, một quả cổ ấn xoay tròn lưu chuyển. Vào giờ khắc này sức sống bừng bừng. Luân hồi chi chủ, người người mang nghịch thiên khí vận, ta chủ nhân coi trọng ngươi, chỉ sợ cũng là bởi vì một điểm này, chỉ bất quá ngươi hiện tại còn chưa hoàn toàn trưởng thành, không cách nào đạt tới nắm trong tay bảo tàng bước. Từ Dương mặc dù thoát khốn, nhưng cuối cùng bị tống giam ở chỗ này quá lâu, thân xác mài mòn nghiêm trọng. Hiện tại hắn muốn đi tìm tự chữa thân thể biện pháp. Ta đem cái này phiến chìa khóa giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp thụ truyền thừa, tương lai một ngày, chân chính vượt qua vũ trụ hư không, đến chủ nhân chỗ ở vậy phiến viễn cổ thần ma chiến trường, cùng hắn sóng vai tác chiến. Từ Dương từng chữ từng câu nghiêm túc nói, tựa như đang làm một kiện vô cùng là thần thánh sự việc. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy Từ Dương thủ bên trong vậy kiểu đồ, chợt Từ Dương bóng người dần dần biến mất. Từ tiền bối, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Diệp Thần không khỏi hỏi. Ta phải đi một địa phương khác, chưa tự chữa bản thể ra, còn cần làm một ít không hoàn thành chuyện. Nói xong, Từ Dương tại chỗ biến mất, trực tiếp cắt ra liền cái này mảnh không gian, đi thông một chỗ khác hư vô địa phương. Mà Diệp Thần vậy hít sâu một hơi, hắn từ nơi này phiến hư không rời đi, trở lại huyền hải trong đó. Cái này Từ Dương rốt cuộc là từ vì sao tới, lại đi nơi nào, hắn chủ nhân là hạng tồn tại. Vậy cái gọi là chiến trường thượng cổ. Từ Dương chắc có nơi nhận thức, hắn đã từng ở đó phiến trong hư không,
cách không gặp được đầy trời thần Phật chiến làm một đoàn, dị tượng cực kỳ khủng bố. Xem ra cái này cùng bí mật, chỉ có đến khi hắn sau khi thực lực cường đại, mới có tư cách đi dò tìm. 4 tiếng sau này, Thiên Kiếm phái hộ sơn đại trận, dâng lên một hồi gợn sóng. Giống như là một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh. Diệp Thần đưa tay mổ ra tầng này không gian cấm chế, trở lại Thiên Kiếm phái bên trong. Lúc này Thiên Kiếm phái, mọi âm thanh yên lặng, rất nhiều tông môn đệ tử vẫn đang tu luyện trong đó, chưa từng ra cửa. Diệp Thần trở về không lâu, liền thấy một chỗ vách đá trên, có phong cách cổ xưa cầu xây dựng lên, nối liền hai đầu vách núi. Chư các tông chủ từ bên kia đạp tới, chắc là biết Diệp Thần trở về, cho nên tới thăm hỏi. Diệp Thần, mệnh lệnh ta toàn bộ tông phái tìm ngươi rơi xuống, nhưng là lại không có một chút tin tức. Chư các tông chủ giọng không khỏi có chút lo âu, sau đó mới biết được, ngươi lại có thể một thân một mình đi cản đường kiêm gia kiếm phái trưởng lão, hành động này thật là nguy hiểm sao? Ở chư các tông chủ trong mắt, Diệp Thần nhưng mà Thiên Kiếm phái tương lai trưởng môn nhân, là phải thừa kế đế vị, tuyệt đối không thể tùy tiện mất mạng. Đối mặt chư các tông chủ ý tốt, Diệp Thần cười một tiếng, biểu thị tâm lĩnh. Chuyện mình hắn, mình một người giải quyết chính là, không cần liên lụy Thiên Kiếm phái. Làm chư các tông chủ hỏi tới lúc đó, Diệp Thần liền đem mình nơi gặp phải sự việc đại khái nói ra, chỉ bất quá giấu trong đó một ít chi tiết. Chư các tông chủ nghe vậy, cũng là trố mắt nghẹn họng, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại gan lớn như vậy, dám một người đi trước uy hiếp kiêm gia kiếm phái hộ tống đội ngũ. Phải biết nơi đó đâu, nhưng mà có kiêm gia kiếm phái trưởng lão dẫn đội, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lần sau hành động trước, nhất định phải cùng chúng ta nói trước, Thiên Kiếm phái mặc dù không phải là hàng đầu thế lực cao cấp, nhưng chúng ta nhưng sẽ không sợ sợ người bất kỳ. Chư các tông chủ đối Diệp Thần nói, diễn cảm nghiêm túc, giọng vang vang. Hắn đích xác là muốn đem Diệp Thần làm tương lai đào tạo, vì vậy cũng xuống liền quyết tâm, vô luận là ai ở trước mặt ngăn trở, đều phải đem đánh sụp. Đa tạ chư các tông chủ yêu mến. Diệp Thần trong lòng cũng có chút cảm động, cùng chư các tông chủ nói chuyện lâu một phen. Đợi hắn rời đi sau đó, Diệp Thần lúc này mới trở lại động phủ, ngồi xếp bằng, kiểm kê những ngày tháng thu hoạch. Lần này đi đóng băng tuyết nguyên, hắn không chỉ có lấy được thiên trạch thần thụ chỉ điểm cùng với quà tặng, còn có vậy trong hư không nam tử mang đến bảo vật. Nhưng là Diệp Thần trong lòng như cố ý khó dằn, bởi vì cuối cùng là Tôn Dạ Dung thiêu đốt máu tươi, triệu hoán hoa thần, trận lại kẻ địch, mới để cho hắn được chạy trốn. Bây giờ Tôn Dạ Dung sống chết không biết trước, rơi xuống không rõ, mà chính hắn nhưng làm một cái đảo binh. Càng muốn, Diệp Thần trong lòng lại càng không cam lòng, quái chỉ có thể tự trách mình thực lực còn chưa đủ, không cách nào ứng đối như vậy kẻ địch cường đại. Nếu như ta thực lực cảnh giới đủ mạnh, kiêm gia thánh tử thì không cách nào ngăn lại chỉ thủy nhất kiếm. Diệp Thần vừa nghĩ đến đây, giống như là bị một chậu nước lạnh đón đầu tưới tới, từ đầu lạnh đến chân. Trải qua lần này thất bại sau đó, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, chỉ thủy nhất kiếm nơi cho gọi ra không không chi đạo, tuy nói là võ đạo cực hạn đỉnh cấp, nhưng là đối mặt thực lực sai biệt quá lớn đối thủ, cũng có thể mất đi tác dụng. Diệp Thần biết mình trước chính là có lòng buông lỏng, cho rằng sử xuất chỉ nước một kiếm sau đó, liền có thể đánh thông tất cả cửa ải khó, bây giờ nghĩ lại, ý tưởng như vậy thật sự là lầm vào đường rẽ. Vậy thật may cái này thất bại lần trước tới kịp thời, mới có cơ hội sửa lại cải tiến. Diệp Thần đem tâm thần chìm vào mình khí hải cùng đan điền, ánh sáng vô tận ở trong đó lưu chuyển sôi trào. Hắn lần lượt đột phá cực hạn sau đó, thực lực lại có tăng lên, hiện tại thân xác cùng thần hồn dung hợp trình độ càng ngày càng cao, trong mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu. Hiện tại hắn cần được đem thần hải ổn định lại, rồi sau đó chủ mưu một phen, đi đóng băng tuyết nguyên tìm Tôn Dạ Dung. Diệp Thần chạy ra khỏi huyền hải sau đó, đóng băng tuyết nguyên chiến đấu kéo dài 2 ngày 2 đêm, đánh trời đất u ám, ban ngày đêm thay nhau, vạn năm qua chưa từng xuất hiện qua đêm tối băng nguyên, rất miễn cưỡng bị xé một mảng lớn hư không, từ đó đổi được hắc ám u tịch. Vô số đóng băng tuyết nguyên dân bản địa, làm bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, bọn họ gặp được cường đại kiêm gia thánh tử, cùng với hoa thần phong thái. Hai người đụng vào nhau, sinh ra dư âm, phá hủy vô số băng sơn tuyết mạch. Cuối cùng, vẫn là kiêm gia thánh tử hơi thắng một nước, hắn điều khiển vô cùng vô tận hắc khí, hóa thân một tòa thật to ma sơn, đem hoa thần hung hăng vỗ xuống, rơi vào lòng đất vực sâu. Chụp một tí,
liền có vô số băng tuyết khối vụn, làm rơi xuống, trời trăng sao vậy đi theo cùng ảm đạm thất sắc. Kết thúc sau khi chiến đấu, Kiêm gia thánh tử trở lại tế đàn ở địa phương đó, cái này phần đáy vực sâu lộ vẻ được vô cùng là hoang vu khủng bố. Còn hắn thì dần dần không nhìn thấy ở một đoàn hắc vụ trong đó, nhắm hai mắt lại, phóng thích tâm thần, định tìm Tôn Dạ Dòng tung tích. Hắn thi triển ra tuyệt kỹ, đem Tôn Dạ Dòng đánh rơi sau đó, nhưng chưa từng tìm được nàng bóng người. Tôn Dạ Dòng giống như tại chỗ biến mất vậy, căn bản không tìm được bất kỳ bóng dáng. Đối với tình huống như vậy, Kiêm gia thánh tử 10 phần nghi hoặc, hắn mở rộng bên trong phạm vi siêu tầm, thần thức cường đại nhất thời thả ra, làm tuyết này vực băng nguyên trong đó không ít người cũng trong lòng giật mình. Bởi vì cái này cổ thần niệm thật sự là quá mạnh mẽ, để cho bọn họ đều có chút không thở nổi. Không lâu, thánh băng nhất tộc tộc trưởng Đông Môn Tham Tuyết, đi tới tế đàn này phần đáy. Ngươi có từng tra thấy người phụ nữ kia bóng người? Đông Môn Tham Tuyết nhíu mày, như vậy hỏi, hắn dẫn hết mấy dưới quyền đem, phụ cận đây cho lục soát cái để hướng lên trời, cũng không từng tìm được Tôn Dạ Dòng. Hắn rơi vào lòng đất sau đó, giống như là nhân gian bốc hơi vậy. Vô ảnh vô tung. Không lâu lắm, một tòa màu đen đống đá tích mà thành núi nhỏ, chậm rãi bay lên không, ở đó đỉnh núi bên trên, Kiêm gia thánh tử bước ra ngoài. Hắn theo vung tay lên, màu đen kia đá tạo thành núi nhỏ, nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành một tấm có thể cung cấp ngồi nằm cái ghế. Mà Kiêm gia thánh tử lúc này ánh mắt như điện, phá lệ âm trầm. Hắn một cái ngồi xuống, sau lưng lóng lánh dậy thần bí đồ đằng, theo ánh sáng cùng lưu động. Ta cũng dùng thần hồn tìm một vòng lớn, nhưng thì không cách nào tìm được, có lẽ nàng là tiến vào cái nào bịt kín chồng lên nhau thời không, trốn bên trong đi. Kiêm gia thánh tử một tay nâng cằm, rơi vào trầm tư. Đông Môn Tham Tuyết cũng là nghi hoặc không thôi, theo lý mà nói, phạm vi này ngàn dặm bên trong, cũng không thể có bọn họ chưa từng phát hiện riêng tư không gian. Có thể vì sao nhưng không tìm được Tôn Dạ Dòng bóng người đâu. Tìm lại. Coi như tìm một long trời lở đất, cũng phải đem tìm đi ra. Kiêm gia thánh tử cắn răng nghiến lợi, tức giận nói. Lần này hắn nhất định phải đem Tôn Dạ Dòng cho cắn thành thịt vụn, sau đó nuốt trọn. Như thế thượng đẳng thức ăn, trong ngày thường có thể không có được, tuyệt không thể để cho hắn tùy tiện chạy trốn. Có Tôn Dạ Dòng trợ lực, hắn thực lực có thể cao hơn một tầng lầu, nói không chừng nửa năm bên trong, liền có thể đột phá vậy cây cổ thụ bày ra cấm kỵ. Đông Môn Tham Tuyết gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, hắn muốn phát động băng tuyết thành trong đó tất cả đắt tiền lực lượng, coi như đem cái này ngàn dặm băng nguyên lật tung lên trời, cũng ở đây không tiếc. Nhưng bọn họ chẳng ai nghĩ tới, băng tuyết thành dưới lòng đất, có một nơi vòng xoáy hắc động đang chậm rãi thành hình, như mực vậy dòng nước chảy, im hơi lặng tiếng. Ngay tại nửa giờ trước, Tôn Dạ Dòng người bị trọng thương, rơi vào đất này để vực sâu, nàng nơi cho đòi kêu hoa thần hồn phách. Ở Kiêm gia thánh tử ngút trời thần uy dưới, bị nghiền ép được tan thành mây khói. Nàng vốn định cháy cuối cùng một món máu tươi trốn ra nơi đây, nhưng bất ngờ phát hiện Diệp thần đưa cho dư nàng vậy cầm thần thụ chìa khóa, nở rộ cực kỳ rực rỡ ánh sáng. Chung quanh cách đó không xa, có một đạo cổ xưa môn hộ phơi bày ở nàng trước mặt, thâm thúy thần bí, không thể dò xét. Tôn Dạ Dòng sửng sốt một cái chớp mắt, chợt mừng rỡ như điên, nàng ngay tức thì hiểu được. Nơi này chính là vậy cửa đồng xanh lối vào, mới biết và thần thụ chìa khóa tới giữa sinh ra phản ứng. Trong này nhưng mà chôn giấu đóng băng tuyết nguyên thánh vật, thiên thanh thần châu, chỉ cần có thể được hạt châu này, liền có thể phòng ấn Kiêm gia thánh tử. Tôn Dạ Dòng nhất niệm đến đây, không do dự nữa, tay cầm chìa khóa, bước vào bên trong. Ở nàng sau khi biến mất, cái này mảnh đất giới lại lâm vào vô cùng vô tận hắc ám, có hai người thực lực cường đại băng tộc trưởng lão. Lặn xuống đất này để vực sâu tra xem tình huống, nhưng khi bọn hắn đi ngang qua cái này phiến vực sâu thời điểm, giống như là bị lực lượng nào đó che ở trong mắt, không cách nào dòm ngó gặp. Cuối cùng bọn họ hướng lên trên báo cáo là cũng không xuất hiện tình huống. Toàn bộ thánh băng nhất tộc, dòng dã tìm mấy ngày, cũng không có phát hiện Tôn Dạ Dòng tung tích. Kiêm gia thánh tử chân mày, nếp nhăn được cũng mau vặn ra nước, tình huống như vậy, lòng hắn bên trong đã có phán đoán. Chắc hẳn Tôn Dạ Dòng là thu được loại nào đó vậy không được kỳ ngộ, tiến vào 10 phần ẩn núp không gian. Cho nên bọn họ mới không tìm được kết quả. Kiêm gia thánh tử nghĩ tới khác một loại có thể, sai người truyền lời cho Kiêm gia kiếm phái, nói là Tôn Dạ Dòng có thể trốn đi huyền hải,
để cho hắn chú ý một phen. Mà Kiêm gia kiếm phái nhận được tin tức sau đó, lập tức bố trí người, chặt nhìn chăm chú Tuyết vực băng nguyên lối vào. Mấy phương đội ngũ thay nhau ra sân, chính là vì trận lại Tôn Dạ Dung, nhưng vào giờ phút này, Tôn Dạ Dung tay cầm một cái màu bạc trắng bảo kiếm, rạch ra một đạo hư không kẽ hở, lập tức trốn vào trong đó, biến mất không gặp. Thậm chí nàng rời đi đóng băng tuyết nguyên thời điểm, cũng không có bất kỳ một người phát hiện. Cái này hết thảy đều phải quy công cho trên tay nàng vậy cầm màu trắng bạc bảo kiếm, là do vạn vật mẫu kiếm quyết biến ảo ra 9 tầng trời thần thuật. Lúc đầu Tôn Dạ Dung khi tiến vào vậy phiến hư ảo không gian sau đó, không chỉ có lấy được rồi thiên thanh thần châu, còn ngoài ý muốn phát hiện 9 tầng trời thần thuật một trong vạn vật mẫu kiếm quyết. Vì vậy, nàng liền đem vậy thân là vật vô chủ vạn vật mẫu kiếm quyết cho mang ra ngoài. Nàng sau khi đi ra, gió mạnh khẩn cấp chạy tới thiên kiếm phái. Mà ở một bên khác, Diệp Thần đã nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì trạng thái thân thể khôi phục được đỉnh cấp, lần này hắn đi ra cửa, chạy tới vậy đóng băng tuyết nguyên. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đi trước cứu Tôn Dạ Dung. Coi như đối phương đã bỏ mạng, hắn cũng phải xác nhận hắn thi thể rơi xuống, hơn nữa tìm được thiên thanh thần châu và vạn vật mẫu kiếm quyết. Mà đang ở hắn bay ra thiên kiếm phái 5 km xa thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một hồi quen thuộc chập chờn, quay đầu vừa thấy, vậy sau lưng hư không bị lực lượng thần bí cho xé ra, ngay sau đó lộ ra một đạo quen thuộc bóng người. Lại là Tôn Dạ Dung. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời làm vui mừng, xoát xoát hai cái. Liền đã tìm đến nàng trước mặt. Ngươi thoát khốn, là như thế nào đi ra ngoài? Diệp Thần mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Hắn còn đang dự định vận dụng thần thông đi trước tìm Tôn Dạ Dung, nhưng không ngờ tới nàng đã trốn ra vậy phiến băng nguyên. Tôn Dạ Dung thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, thấy Diệp Thần, không nhịn được lỗ mũi đau xót, không cách nào áp chế trong cơ thể tình cảm, nhào tới Diệp Thần trong ngực. Nàng vậy gặp được Diệp Thần này vậy động tác, nghĩ đến nhất định là phải đi cứu nàng. Diệp Thần thân thể nhất thời cứng đờ, hắn buông xuống hai tay, nhẹ nhàng vỗ Tôn Dạ Dung sau lưng. Hai người vậy coi là loại nào đó đồng minh, hơn nữa đoạn thời gian này tới, phát sinh quá nhiều chuyện. Có lẽ ở huyền hải, hai người là lẫn nhau duy nhất có thể dựa vào. Không sao, trở về liền tốt. Hắn đem Tôn Dạ Dung mang về thiên kiếm phái, đến trong động phủ nghỉ ngơi lấy sức. Tôn Dạ Dung đây là mới có thể thở dốc, vì vậy đem mình ở đóng băng tuyết nguyên trong đó trải qua, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói cho Diệp Thần nghe. Làm Diệp Thần biết được nàng tiến vào vậy đồng xanh cổ môn phạm vi lúc đó, thần sắc không khỏi được ngưng trọng. Cánh cửa kia không phải nói vào liền có thể vào, bên trong ẩn chứa cực lớn nguy hiểm. Trừ cái này ra một tin tức khác, cũng thiếu chút nữa để cho Diệp Thần kinh điệu cằm. Ngươi nói là ngươi đã lấy được vạn vật mẫu kiếm quyết. Diệp Thần cả người thân thể cũng ngồi thẳng, cứ như vậy ngây ngẩn nhìn Tôn Dạ Dung, đầy mặt không tưởng tượng nổi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Tôn Dạ Dung bằng tự thân lại đồng thời lấy được thiên thanh thần châu cùng vạn vật mẫu kiếm quyết. Tôn Dạ Dung khẽ mỉm cười, nàng cùng Diệp Thần chung hoạn nạn, hai người vượt qua rất nhiều thời khắc nguy hiểm. Từ một điểm này mà nói, bọn họ đã phát triển thành chân chính bạn tốt. Cho nên đem này bí mật nói cho đối phương biết, vậy dễ hiểu. Lúc ấy ta mở ra vậy phiến cửa đồng xanh sau đó, cửa này 9 tầng trời thần thuật liền đập vào mi mắt. Trạng thái vô chủ xuống 9 tầng trời thần thuật, đúng là thiên đại cơ duyên. Đối với lần này, Diệp Thần cũng chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối. Đồng thời hắn lại có chút vui vẻ yên tâm, mặc dù không phải là hắn đạt được 9 tầng trời thần thuật, nhưng cũng là một cái kết quả không tệ, dẫu sao Tôn Dạ Dung lấy được 9 tầng trời thần thuật. Tương kỳ luyện hóa sau đó, liền lại thêm một phần bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Ngươi phải cẩn thận một chút, gần đây rất nhiều tin đồn đều là ghim ngươi mà đến, nghe Kiêm gia kiếm phái đã đối ngươi hạ lệnh truy nã, ngươi hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện hiện thân. Diệp Thần đúng lúc nhắc nhở, hắn gần đây mặc dù ở động phủ bế quan, khá vậy tiếp thu được không thiếu đến từ huyền hải tin tức. Kiếm vẫn không gian sau khi đi ra, toàn bộ huyền hải tình thế, tựa hồ xảy ra chút vi diệu biến hóa. Kiêm gia kiếm phái phát ra thông báo, ai nếu là có thể cung cấp có liên quan Tôn Dạ Dung đầu mối, vậy thì trùng trùng có thưởng. Nghe được tin tức này, Diệp Thần trong lòng cũng có áy náy, dẫu sao Tôn Dạ Dung là ở thay hắn cản thương sau đó, mới bị Kiêm gia kiếm phái xử phạt. Thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, Tôn Dạ Dung thần sắc trở nên có chút ảm đạm.
Nàng từ nhỏ liền ở Kiêm gia kiếm phái sinh hoạt lớn lên, tuy nói cùng đồng môn đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng đối với tông phái cảm tình rất là thâm hậu. Hôm nay như vậy dáng vẻ, cũng là làm người ta thổn thức. Tôn Dạ Dòng âm thầm than thở một hồi, sau đó sửa lại một chút suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại, nàng đem vậy vạn vật mẫu kiếm quyết lấy ra, nhất thời toàn bộ trong động phủ lấp lánh rực rỡ, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Nếu không phải vận dụng trận pháp cho bao lại, sợ rằng tia sáng chói mắt có thể đâm rách thương khung, làm cả huyền hải chấn động. Ánh sáng trắng nhức mắt tiêu tán sau đó, Diệp Thần mới nhìn rõ, trôi lơ lửng ở Tôn Dạ Dòng trong tay, chính là một cái nho nhỏ kiếm quang. Vậy một cây kiếm nhỏ chừng dao động, toàn thân có màu trắng bạc, giống như tinh thần như vậy tinh xảo. Kiếm nhỏ mỗi động một tí, liền tản mát ra khí thức kinh người, ước chừng nhẹ cắt kim loại, liền đem chung quanh không gian cho cắt. Như vậy thứ nhất, liền hình thành mãnh liệt kiếm khí lãnh vực, hơn nữa ở đó kiếm gánh bên trên, còn có phù văn thần bí lưu truyền, liếc nhìn lại, vô cùng thâm thúy. Đây cũng là 9 tầng trời thần thuật một trong, vạn vật mẫu kiếm quyết. Diệp Thần cảm ứng được này cùng thần thuật, liền trong cơ thể luân hồi huyết mạch cũng sinh ra chút sao động, sinh ra cắn nuốt dục vọng. Tôn Dạ Dòng vậy đã nhìn ra, Diệp Thần ẩn chứa chiếm đoạt xung động, nàng cười một tiếng, tâm niệm trong chuyển động, lại để cho vậy vạn vật mẫu kiếm quyết chia làm hai. Linh lung mở ảo nguyên khí vậy tách ra, tất cả thành một thể. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời kinh ngạc không dứt. Cái này một phần vạn vật mẫu kiếm quyết liền cho ngươi, cầm nó. Người ở huyền hải bên trong sẽ không gặp phải vách không gian, có thể tới lui tự nhiên. Thậm chí tùy thời có thể đi hắc ám biển cấm, vậy tùy thời có thể tới huyền hải. Tôn Dạ Dòng đem vậy vạn vật mẫu kiếm quyết chia làm hai, ánh sáng nhu hòa nhất thời khuếch tán ra, bao phủ ở bên cạnh họ, làm hai người đều có loại như sắp tiên cảnh cảm giác hoảng hốt. Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi được có chút thổn thức xúc động, hắn đi tới nơi này huyền hải, chính là vì tìm được 9 tầng trời thần thuật. Hiện tại đã đại công cáo thành, có thể viên mãn trở lại. Diệp Thần, người dự định khi nào thì đi? Tôn Dạ Dòng cũng có thể đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, liền mở miệng hỏi nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút, chần chờ hồi lâu, lúc này mới trả lời nàng nói. Có lẽ ít ngày nữa phải đi, ta tới huyền hải nguyên nhân có hai cái, một cái chính là chu diệt huyền cơ nguyệt, nhưng hiện tại tới xem, huyền cơ nguyệt ở Kiêm gia kiếm phái bên trong. Có rất nhiều cường giả bảo vệ, ta muốn ra tay, rất khó, chỉ có thể lại chờ thời cơ, một cái khác quan trọng hơn chính là vào tay cái này 9 tầng trời thần thuật, trở về cứu ta một người bạn. Là nam hay nữ? Tôn Dạ Dung quỷ thần xui khiến dưới, đột nhiên hỏi như thế một câu. Cái này hỏi một chút, ngược lại để cho Diệp Thần ngây ngẩn. Tôn Dạ Dung tiếp theo lại cảm giác được mình vấn đề, tựa hồ quá trực tiếp, mang tai dính vào lau một cái đỏ ửng. Ta không có ý tứ gì khác, người bỏ qua cho. Tôn Dạ Dung ấp úng, ngập ngừng nói. Nàng mặc dù biết Diệp Thần chỉ bất quá làm nàng bạn tốt, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là muốn biết kết quả. Không sao, đó là ta cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn, là nam. Diệp Thần không có đem này cùng nói để ở trong lòng, hắn cùng Tôn Dạ Dung ở động phủ này, nghỉ ngơi lấy sức, điều chỉnh thân thể. Tôn Dạ Dung trải qua một trận sau đại chiến. Bên trong thân thể xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất vết thương, có trực tiếp thương tổn tới thần hồn cùng căn nguyên, cần cứu chữa mới được. Mà Diệp Thần chính là gánh vác liền trách nhiệm này, hắn lợi dụng luân hồi huyền bi ở giữa linh bia, hơn nữa luân hồi huyết mạch, đi Tôn Dạ Dung trong cơ thể độ nhập luân hồi máu, đổi thành là tinh khiết huyết mạch, đả thông những cái kia bị ma khí nơi khép kín cư trú kinh mạch đường ống. Như vậy phản phục mấy lần sau đó, Tôn Dạ Dung kinh ngạc vui mừng phát hiện. Mình kinh mạch bị nới rộng không thiếu, linh khí như thung lũng con sông lao nhanh qua, cực kỳ nhanh mạnh. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần, cứ như vậy, ta liền có nắm chắc hơn lĩnh ngộ xuống một tầng các loại hoa kiếm ý. Tôn Dạ Dung tràn đầy lòng tin nói. Diệp Thần nhìn nàng, vẻ mặt tươi cười, đáy lòng nhưng thong thả thở dài, có chút lo âu. Vì vậy hắn tạo như nhau luân hồi tín vật, đưa cho nàng, nếu như Tôn Dạ Dung gặp nguy hiểm gì. Là được bóp vỡ phần này tín vật, cùng hắn tới giữa tạo thành độ cao liên kết. Được, ta biết, người yên tâm đi, ta sẽ đi tìm một chỗ kín đáo, trước tránh thoát một trận này đầu ngọn gió, sau đó sẽ đi ra tìm ngươi. Tôn Dạ Dung biết được Kiêm gia kiếm phái thế lực cường đại, ở biển máu này bên trong, cơ hồ không người có thể tương đương,
cho nên nàng sẽ không đi liền loại chuyện ngu đó. Ngươi cũng vậy, nhất định phải bảo trọng. Nàng biết được Diệp Thần còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, không thể nào một mực dây dưa ở chỗ này, vì vậy liền cầm còn dư lại Cửu Thiên Thần Thuật, một mình rời đi. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng cũng không phải mùi vị, nhưng hiện tại Già Thiên Ma Đế sự việc đã khắc không cho chậm, hắn nhất định phải rời đi Huyền Hải, đi Hắc Ám Biển. Mà trước khi rời đi, hắn chính là phải đem cái này khác biệt Cửu Thiên Thần Thuật, Bụi Gai Vương Miện cùng Vạn Vật Mẫu Kiếm quyết luyện hóa, khiến cho hoàn toàn thành là mình thủ đoạn. Đáng tiếc, không phải hoàn chỉnh Vạn Vật Mẫu Kiếm quyết. Bất quá, cố nhiên chỉ có một nửa, nhưng đối với tự mình tới nói, cũng là một cái tốt kết cục. Diệp Thần tiếp tục ở lại Thiên Kiếm phái chỗ sâu, tiến hành tu luyện, hơn nữa còn bày ra trận pháp, để ngừa Cửu Thiên Thần Thuật hơi thở tiết lộ, đưa tới thiên địa hỗn loạn. Từ đó khai ra không cần thiết phiền toái. Màu máu hòa lẫn kiếm ảnh, treo ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, dòng dã xoay 3 ngày 3 đêm, lúc này mới dung nhập vào luân hồi huyết mạch, trở thành Diệp Thần bản thân thần thông bảo thuật. Làm Diệp Thần mở hai mắt ra lúc đó, con người bên trong, đổ ánh ra cái này hai môn thần thuật bóng dáng. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, chuyện cho tới bây giờ, rốt cục thì thành công thu được cái này hai môn vô chủ Cửu Thiên Thần Thuật. Tiếp theo, hắn liền muốn đi Hắc Ám Cấm Hải. Chỉ hy vọng hết thảy vẫn còn kịp. Diệp Thần đi trước cùng Thiên Kiếm phái tất cả trưởng lão tạm biệt, cho tới nay, hắn cũng không có chính thức gia nhập Thiên Kiếm phái, chỉ là an cái đệ tử ký danh danh tiếng mà thôi. Chư các tông chủ các người mặc dù cảm thấy thương tiếc, nhưng không cách nào ép ở lại, chỉ có thể thả Diệp Thần rời đi, để cho hắn có thời gian sẽ tới xem. Diệp Thần bay ra cái này phiến xinh đẹp thung lũng. Hao tốn nửa ngày thời gian, từ Thiên Kiếm phái đi tới cái này Huyền Hải nhất đầu nam. Nơi này là cùng chư thiên vạn giới cách được gần đây địa phương, vắng lặng già dặn, trong ngày thường cơ hồ không người tới đây. Giữa lúc Diệp Thần đi tới bên bờ lúc đó, bỗng nhiên lúc này trong sâu thẳm cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, chặt chẽ nhìn chằm chằm một hướng khác. Ở nơi đó tựa hồ có một cái thanh âm, triệu hoán hắn đi trước, hắn có thể dự cảm đạt được, chuyện gì không tốt tình đang phát sinh. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hắn lựa chọn đường về, đi phía bắc phương hướng, mà nơi đó, chính là Kiêm Gia Kiếm Phái Tông Môn Lưu Chi Địa. Lúc này, Kiêm Gia Kiếm Phái bên trong tường hòa cùng yên lặng đều là bị phá vỡ. Bởi vì đang có người định mệnh xông nơi đây. Kiêm Gia Kiếm Phái Hộ Tông Đại Trận đã tồn tại lâu vạn năm, bền chắc không thể gãy, không gì phá nổi, là từ vậy vũ trụ tinh thần bên trong diễn hóa mà đến, vô cùng là thần bí thâm thúy. Cho nên nói hiện tại uy phong không đạt tới năm đó, nhưng cũng là một cái siêu cấp tông phái trên mặt nổi tượng trưng. Nhưng hôm nay, lại có người giơ một thanh kiếm, ở nơi này ngoài tông môn vây, định đánh vỡ trận pháp này, đưa tới không thiếu đệ tử ánh mắt kinh ngạc. Người khiêu chiến kia không phải người khác, chính là từ đóng băng tuyết nguyên trong đó trốn ra được Tôn Dạ Dung. Một phiến lượn lờ hoa thơm trong đó, dựng dục kinh khủng kiếm ý. Hoa bản là sinh mạng đại biểu. Tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng, cần phải là trên thế giới này nhất là sự vật tốt đẹp một trong. Nhưng hiện tại nơi phơi bày ra hoa, nhưng là biến thành đằng đằng sát khí một thanh kiếm bén, xuyên thấu đi ra ngoài, đủ để cho người kinh hồn bạt vía, khắp cả người phát rét. Mà đưa thân vào rừng hoa ngay chính giữa người, chính là thần sắc trong trẻo lạnh lùng Tôn Dạ Dung. Nàng ánh mắt lạnh lùng thêm xa xưa, xuyên thấu tầng này hộ tông đại trận, thẳng tới chỗ sâu mây mù bao phủ dãy núi. Ở nơi đó, đang có liên tục không ngừng Kiêm Gia Kiếm phái cao tầng, tụ đến. Tôn Dạ Dung, ngươi lại còn có mặt trở về. Có người thấy nàng sau đó, lúc này hét lớn một tiếng, lộ vẻ được tức giận hung hung. Ánh đao kiếm ảnh, bàng bạc ác liệt, xen lẫn tới, giống như là vậy bầu trời đỉnh xây bay xuống, bao lại nơi này, thần bí mênh mông khí thế, lúc này vần quanh ở mảnh núi rừng này trong đó, đem Tôn Dạ Dung bóng người toàn bộ bao vây. Đó là có người ở trong tông môn thúc dục hộ tông đại trận, dẫn động thiên địa dị tượng, phong tỏa Tôn Dạ Dung đường đi, tạo thành vạn cổ thế. Tôn Dạ Dung đối với lần này cũng không phân nửa vẻ sợ hãi, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu ánh sáng kiếm nhỏ nơi phóng thích ra tràng vực, đủ để thay nàng chặn những công kích này. Đây là vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng, cùng huyền hải thiên địa căn nguyên hang động khí dung hợp lẫn nhau mà có được, uy lực cực kỳ kinh người. Mấy tên trưởng lão phù không đứng. Phân biệt chiếm cứ trận pháp không cùng phương vị, các nàng tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm,
sau lưng bộc phát ra vô cùng cường đại thần mang. Giống như là tỉnh lại một đầu ngủ say đã lâu hoang cổ cự thú, cổ xưa man hoang khí thế cuộn sạch ra, làm vùng lân cận vạn dặm núi rừng đều bị liền chấn động. Sơn hà rung động, vạn vật bò lổm ngổm. Tồn tại vạn lâu vạn năm hộ tông đại trận, giờ phút này mở ra một phần nhỏ lực lượng. Chỉ là cái này một phần nhỏ, liền đủ để cho vô số người sợ hãi sinh sợ. Vạn cổ dị tượng, có hiện ra, trời trăng sao ảm đạm thất sắc. Ở nơi này viễn cổ trong đại trận nơi phơi bày ra uy áp, có thể so với đế hoàng hạ xuống, tầm thường lực lượng căn bản không cách nào tương đương. Nhưng là hiện tại vắt ngang ở trước mặt, là cái này thế gian cường đại nhất thần thông một trong, hàm chứa cổ xưa hồng mông lực lượng, cùng cái này huyền hải thiên địa căn nguyên tương liên tiếp, căn bản không phải người bình thường có thể địch nổi. Vậy mấy tên kiêm gia kiếm phái trưởng lão cách hộ tông đại trận, không cách nào nhận ra Tôn Dạ Dung sử dụng bảo vật rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể nhận ra được 10 phần nguy hiểm hơi thở. Cầm đầu người trưởng lão kia, giấu tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phù văn từ nàng lòng bàn tay xông ra, ngưng kết thành cực kỳ sáng chói nhỏ vụn ánh sáng, tụ vào hộ tông đại trận các nơi. Vạn kiếm trận. Theo một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ, ở nơi này mảnh không gian hoảng sợ vang lên, vậy đạo hộ tông đại trận bên trên, hiện ra hàng ngàn hàng vạn cầm cực kỳ lóe lên linh lực thần kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Muôn vạn thanh thần kiếm tạo thành đại trận, vào giờ khắc này hết sức bùng nổ, hết thảy tất cả ở trước mặt, đều đưa trở thành bọt, tan thành mây khói. Oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, hơn nữa đi đôi với trời long đất lở vậy động tĩnh, cảnh tượng như vậy, có thể nói độc đoán vạn cổ. Mà ở nơi này sau đó, cực hạn lực lượng đột nhiên bùng nổ, bất ngờ đưa tới hỗn độn lực lượng. Âm một tiếng vang thật lớn, ngay chớp mắt vậy đạo kim sắc lưu quang chạy trốn xa đi, giống như là rơi xuống đất sao rơi vậy, hung hãn đập ra ngoài, vô số bảo kiếm ẩm ra, thiên biến vạn hóa, làm người ta không che giấu. Ở nơi này chờ minh mông lực lượng trước mặt, Tôn Dạ Dung đỉnh đầu nơi trôi lơ lửng vạn vật mẫu kiếm quyết, vậy huyễn hóa thành như vậy vô cùng cái hư không sắc thái hình dáng. Thương mái vòm hạ, vô số bàng bạc linh lực rối rít xông ra, hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương, bàng bạc to lớn, dường như muốn đem mảnh thiên địa này toàn bộ bao trùm. Mà Tôn Dạ Dung hừ lạnh một tiếng, nguyên bản bình thản thần sắc biến, nàng bắt được vậy bay lên không mà đến bách hoa thần kiếm, lưu loát, vung chém xuống. Vạn vật mẫu kiếm quyết trên ẩn chứa thần thuật lực, chính là đổi được 10 phần thấu triệt, bọc lại vậy một phiến phiến ánh sáng đẹp lung linh cánh hoa. Trong im lặng tách thả ra, cho người lấy vô hạn hà tưởng không gian. Hai người đụng vào nhau, kinh người sức mạnh to lớn bộc phát ra, giống như một viên vẫn thạch ở tầng khí quyển bên trong cháy hết, toàn bộ huyền hải đều có thể thấy, phương bắc trên bầu trời, có lực lượng cuồng bạo bay lên. Vậy mấy tên khống chế hộ tông đại trận trưởng lão, thần sắc rối rít vô cùng khiếp sợ, các nàng không nghĩ tới, Tôn Dạ Dung biến mất sau một khoảng thời gian. Lần nữa trở về, thực lực lại tăng lên tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Vậy phụ trách duy trì trận pháp đầu mối then chốt trưởng lão, ánh mắt lộ ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tôn Dạ Dung đỉnh đầu vậy một món hỗn độn khí. Đó lại là, cửu thiên thần thuật. Nàng thanh âm, chuyện ánh mắt coi là kẻ thù trong tai. Những người khác nhất thời vậy không bình tĩnh, môn phái này phản đồ, lại có thể lấy được trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật. Các nàng mặc dù không gặp qua cái này cùng thái thượng thần vật. Nhưng toàn bộ huyền hải bên trong, lại có mấy thứ bảo vật có thể chống đỡ được hộ tông đại trận công kích. Hoặc là nói như vậy có dạng kia bảo vật, có thể để cho các nàng từ sâu trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có vậy cửu thiên thần thuật. Bọn hắn ý niệm mới vừa đến đây, vậy đại trận bên ngoài, Tôn Dạ Dung đã phát động sát chiêu, một hồi cường đại kiếm ý phóng lên cao. Mà tay nàng ở giữa bách hoa thần kiếm, chính là ném đi dĩ vãng nhu hòa. Cuồn cuộn sát y giống như là một vòng mặt trời gay gắt, bao phủ vô biên vô tận kiêm ra dãy núi. Nàng kiếm còn không có chém ra tới, chung quanh liền xuất hiện kiếm khí cạo đi ra ngoài dấu vết, vô cùng thâm thúy, u ám cực kỳ. Một kiếm kia trong đó, hàm chứa cực kỳ cường đại thái thượng chân ý. Cùng hồng mông hỗn độn khí dung hợp lẫn nhau hòa vào nhau, đổi được vô cùng mạnh mẽ. Quả thật kinh khủng một kiếm. Những người đó cho dù hiện tại thân ở tại hộ tông trong đại trận, cũng có thể cách mông lung trận pháp, thấy vậy mãnh liệt linh khí, và bách hoa thần kiếm nơi ngưng tụ thành một vòng mặt trời gay gắt. Một kiếm này uy lực, từ trình độ nào đó mà nói, đã vượt qua tầm thường đệ tử chân truyền,
uy hiếp trình độ trực bức những cái kia quyền cao chức trọng trưởng lão. Gió cuốn mây tan, thiên địa chấn động, Tôn Giả dung tay cầm Bách Hoa Thần Kiếm, diễn hóa ra liền vạn vật mấu kiếm quyết chân võ chi đạo, mà nàng con người bên trong, tràn đầy hờ hững thần sắc, nhìn về Kiêm Gia kiếm phái lúc đó, không có chút nào cảm tình. Từ nàng biết được sư muội Sở Nhu, bị Kiêm Gia kiếm phái trưởng lão thi lấy cực hình giết sau khi chết, liền mất hết ý chí, nàng vốn là dự định ẩn cư núi rừng, hoàn toàn hiểu cửu thiên thần thuật. Nhưng mà hiện tại trong lòng nàng chỉ có tức giận cùng không cam lòng, còn có một màn kia có thể phá hủy núi sông oán khí. Sở Nhu sư muội, nhưng mà nàng ở toàn bộ Kiêm Gia kiếm phái trong đó, duy nhất có thể đối xử chân thành người. Nàng thậm chí có thể tăng kiến thức ra một bức tranh, Sở Nhu sư muội trước khi chết, tuyệt vọng nhìn về phía đám người, nhưng không có một người có thể đứng ra giúp nàng. Trong này bao gồm sư tôn. Hôm nay xem ra, cái gọi là sư tôn, vậy chẳng qua là đem các nàng làm con cờ tới lợi dụng vô tình thượng vị giả mà thôi, đối với học trò căn bản không có phân nửa thương tiếc cùng bảo vệ. Như vậy một cái nát vụn đến trong xương, không có chút nào nhân tình vị tông phái, lại có thể sống sót đến nay, hơn nữa vững vàng chiếm cứ Huyền Hải rất nhiều tông môn đầu tên ngai vàng, thuần túy là bởi vì Huyền Hải chưa từng những thứ khác thế giới tương liên. Hay hoặc là nói, là dựa vào Kiêm Gia tiên tử cùng Hồng Quân lão tổ lưu lại vốn. Nếu như Huyền Hải cùng toàn bộ chư thiên vạn giới hoàn toàn tương liên, lối đi mở cửa, nhất định là có những tông phái khác hoặc là chủng tộc tới tranh đoạt địa bàn. Đến lúc đó, Kiêm Gia kiếm phái đem thất bại được rối tinh rối mù. Những cái kia Kiêm Gia kiếm phái người dùng suốt toàn lực, đem tất cả lực lượng bơm vào đến hộ tông đại trận bên trên, vậy đầy trời chấn thủ ánh sáng lại sáng một phần, hơn nữa hiến sử dụng một cái sát phạt nhận. Thông thiên triệt địa, thẳng phá vân tiêu. Nhưng là Tôn Dạ Dung nhưng không sợ hãi chút nào, nàng thần niệm cuồng quét ra, trong chốc lát là có thể toát ra chiếm đoạt vạn vật linh hồn lực lượng. Mà vậy quật cường sát ý, vững vàng phong tỏa khống chế trận pháp mấy tên trưởng lão, một khắc sau đột nhiên bùng nổ, đập ở trên trận pháp, mà vậy được gọi là có thể cản đường trăm nghìn yêu binh ma tướng hộ tông đại trận, chính là đổi được lảo đảo lắc lư, vô cùng là không ổn định. Tại sao sẽ như vậy? Những người đó sắc mặt biến, bởi vì bọn họ thấy, chưa bao giờ xuất hiện qua vết rách hộ tông đại trận, lúc này lại có một đạo thật nhỏ kẽ hở lan tràn ra. Kẽ hở kia tốc độ lan tràn khó chịu, lại hết sức nổi bật. Cửu thiên thần thuật lực lượng phụ ở đó ở trên, giống như là từng cái cắn người khác quái thú, muốn từ kẽ hở kia trong đó chui vào. Mấy tên phụ trách duy trì trận pháp trưởng lão trực tiếp gặp phải cắn trả, mặt xanh một hồi trắng một hồi, hiển nhiên, bọn hắn sức đề kháng đạt tới cực hạn. Phải biết cái này cửu thiên thần thuật nhưng mà hấp thu rất nhiều huyền hải khí vận và lực lượng, ở huyền hải bên trong trình độ kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, nếu là ở những địa phương khác, có thể còn không có thứ hiệu quả này. Tôn Dạ Dung ở chỗ này bên trong quán trú toàn bộ linh lực, vậy Bách Hoa Thần Kiếm giống như một đạo thông thiên hư ảnh, trực tiếp chạy về phía Kiêm Gia kiếm phái bên này, ào ào, hủy thiên diệt địa. Mà vậy mấy tên trưởng lão thực lực, đều không ngừng chăm giả cảnh, nhưng vẫn không cách nào chặn Tôn Dạ Dung cái này cuồng bạo tấn công. Càng ngày càng nhiều Kiêm Gia kiếm phái đệ tử xuống lại, hội chiến cuộc, đồng thời trên mặt có kinh ngạc vẻ. Tôn sư tỷ đây là điên rồi sao? Lại có thể và tông môn đối nghịch, nàng vậy còn không có bước vào thiên quân cảnh giới à? Tùy tiện đi ra một tên trưởng lão là có thể đem đánh bại. Có kiếm phái đệ tử nói như vậy. Ngươi xem cái này dáng điệu, các nàng có thể làm được qua Tôn sư tỷ sao? Tôn sư tỷ thật giống như lấy được rồi vậy không được bảo vật à? Như đã nói qua, Tôn sư tỷ có phải hay không bởi vì sợ sư tỷ bị giết, cho nên mới chạy về? Thật là đáng tiếc à? Thật ra thì đều do cái đó Huyền Cơ Nguyệt, nếu như nàng không đến. Được rồi, ngươi tốt nhất là im miệng đi. Vậy Huyền Cơ Nguyệt nhưng mà nắm trong tay vận mệnh chi đạo, chú ý nàng xoán cải vận mệnh ngươi. Để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chúng ta chẳng qua là một ít tiểu đệ tử, tuyệt đối không có tư cách nhúng tay loại chuyện này. Rất nhiều Kiêm Gia kiếm phái đệ tử bàn luận sôi nổi, đối với cái này một tràng sóng gió, các nàng đều là nhân chứng. Từ lần trước Sở Nhu bị ngay trước mọi người phạt treo cổ sau đó, có chút Kiêm Gia kiếm phái đệ tử, liền đối với Kiêm Gia kiếm phái các trưởng lão sinh ra nghi ngờ. Theo tới, còn có một chút không thấy được ánh sáng sự việc, bị một ít đệ tử cửa công bố ra chi tiết. Thí dụ như Sở Nhu nơi nói ra được, Thẩm Mộng Giai chiếm đoạt thiếu nữ thần hồn là một, thì có người tìm được cụ thể sự tích,
thông qua một ít đầu mối, suy đoán ra Trầm Mộng Thần hành tích. Sau đó bọn họ liền phát hiện, những chuyện kia lại có thể có rất cao độ có thể tin. Rất nhiều chi tiết cũng cùng nơi đồn đãi tin nhảm nơi giống in. Như vậy thứ nhất, tin nhảm biến thành sự thật, như vậy sự thật quả thực là kinh hãi đám người. Chỉ theo tức, ngày thứ hai, những cái kia Kiêm Gia kiếm phái đệ tử liền phát hiện trọng yếu nhân chứng lại mất tích. Mà cái gọi là tố cáo chứng cớ, cũng thay đổi được trắng bệch không có sức, căn bản không có nửa điểm chỗ đứng chỗ trống. Trừ cái này ra, cũng không thiếu Kiêm Gia kiếm phái đệ tử, hoặc hơn hoặc thiếu gặp phải sư môn cảnh cáo, để cho các nàng không muốn nhúng tay nữa chuyện này. Nhưng trên có mệnh lệnh rõ ràng, dưới có trao đổi. Như vậy cử động, không chỉ không có để cho những thứ này tâm tò mò bạo bằng Kiêm Gia các đệ tử ngừng công kích, ngược lại nhiệt tình cao tăng, tập thể điều động, hoặc sáng hoặc tối, thu được vậy không thiếu kính bạo tin tức. Bây giờ dư luận gió bão, làm cho cả Kiêm Gia kiếm phái không khí cũng trở nên có chút quỷ dị, trước kia cao cao tại thượng, bị người kính yêu các trưởng lão đi lúc đi ra, thần sắc cũng thay đổi được không đại tự nhiên. Chính là ở dưới tình huống này, Tôn Dạ Dung trở về, nàng người mặc màu tím nhạt quần áo, lúc này uy phong lẫm lẫm, mang theo bọc cuồn cuộn linh lực, ngang nhiên rơi xuống. Nàng một kiếm kia giống như là màu vàng kim thái dương, hàm chứa vô cùng kiếm ý, lực động tới giữa, chính là hướng vậy hộ tông đại trận phát động một kích tối hậu. Mọi người ở đây phía dưới mí mắt, kiếm ý tràn ngập, thần quang cái hiện, vũ trụ tinh thần rối rít dao động, cho dù là thiên địa căn nguyên lực, đều không cách nào ngăn trở cái này kinh thiên một kiếm. Cửu thiên thần thuật lực lượng kinh khủng, không phải tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn, nổ tung ra, vô số cây cối cùng với con sông đều bị bốc hơi hầu như không còn, mặt đất nóng bỏng vô cùng, phơi bày ra dung nham vậy nóng bỏng màu đỏ. Ta muốn các ngươi cho sở sư muội chôn theo. Tôn Dạ Dung trong con ngươi lóe lên điên cuồng thần sắc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tồn tại nhiều năm đã lâu hộ tông thần trận, vào giờ khắc này tan thành mây khói, giống như là bị nướng khét vậy, toát ra tí tí khói đen, phỏng dấu vết khắp nơi phân bố, kinh khủng như vậy sóng nhiệt, cuộn sạch tới vậy mấy tên Kiêm Gia trước mặt trưởng lão, để cho các nàng không che giấu, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng tới kịp phát ra ngoài, liền bị kiếm ý nuốt mất. Chung quanh trăm dặm kiếm phái đệ tử đều rối rít né tránh, sợ bị ảnh hưởng đến. Những trưởng lão kia, từng cái ít nhất là trăm gia cảnh 9 tầng trời cấp bậc, thậm chí còn có hai người đã bước chân vào thiên quân hàng ngũ, thực lực 10 phần kinh người. Có thể may là lấy các nàng như vậy thần uy vô địch, cũng bị cửu thiên thần thuật nuốt mất, rơi vào luân hồi tử kiếp. Kiêm Gia kiếm phái ban đầu, đối với Tôn Dạ Dung tấn công cũng không nặng bực nào coi, vì vậy cũng chỉ phái ra mấy tên nửa bước thiên quân lão tổ trưởng lão trước tới thu thập nàng. Nhưng hiện tại, tình hình tựa hồ trở nên có chút phức tạp. Tôn Dạ Dung lợi dụng vạn vật mẫu kiếm quyết, bổ sung kiếm khí trong cơ thể, rất nhanh lại khôi phục tới đỉnh cấp. Nàng rút kiếm nhìn chung quanh, nhưng không có người nào dám cùng nàng đối lập. Kiêm Gia kiếm phái, bất quá như vậy. Tôn Dạ Dung ngẩng lên đầu cao ngạo, lên tiếng bình luận. Có thể để cho nàng như vậy kiên định vây quanh người đều nói ra như vậy tuyệt tình, có thể gặp đối Kiêm Gia kiếm phái mất nhìn vào trình độ nào. Tôn Dạ Dung cũng không có đối những cái kia vô tội đệ tử ra tay, mà là thúc giục bách hoa thần kiếm lực lượng, một đóa đóa hoa sen đen tách thả ra ra, đi sâu vào mạch chỗ sâu, đem duy trì Kiêm Gia thung lũng linh khí vận chuyển linh mạch cũng cho nổ gãy. Nàng cái này ra tay một cái, những thứ này linh mạch muốn khôi phục lại, ít nhất phải cần 500 năm thời gian. Thiên địa vật bác, vạn vật sinh trưởng, rất nhiều thiên tài địa bảo, linh căn long mạch, đều là thuận theo tự nhiên mà sinh trưởng, hơn nữa không thể nghịch. Rất nhiều Kiêm Gia phái đệ tử lui sau khi đi ra ngoài, cũng không có bị ảnh hưởng đến. Cái này cùng chập chờn, kinh động thân ở Kiêm Gia kiếm phái nội bộ tất cả đại trưởng lão, liền năm tên tôn giả cũng là từ bế quan trong ngủ mê mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra, vì sao tông phái đạo uẩn sẽ phải chịu tổn thương? Một tên bạch phát trưởng lão, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nàng trong mắt phơi bày ra hoàn chỉnh tinh thần liên, từ một hóa ba, mỗi một chỗ cũng đại biểu một phần bổn nguyên lực lượng, mà hiện tại phía ngoài cùng mấy chỗ kia ánh sáng rõ ràng ảm đạm xuống. Vừa mới bắt đầu cái này bạch phát trưởng lão còn chỉ là kỳ quái, lấy là xuất hiện loại gì chập chờn, nhưng là làm tia sáng kia hoàn toàn tiêu tán thời điểm, nàng thần sắc vậy không tránh khỏi thay đổi. Rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể sinh ra như vậy hiệu quả.
Còn lại mấy tên trưởng lão, cũng là không tránh khỏi thần sắc ngưng trọng, các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một tên kiêm gia đệ tử mà thôi, lại có thể sinh ra lớn mạnh như vậy lực tàn phá. Chuyện cho tới bây giờ, các nàng không thể không ra mặt ngăn cản. Mấy người rối rít đứng dậy, coi như các nàng không thể bội nghịch thiên nói, ra tay đánh chết Tôn Dạ Dung, cũng có thể ngăn lại nàng cuồng bạo hành vi, tránh đối kiêm gia kiếm phái tạo thành tổn thương lớn hơn. Lúc này, ở đó kiêm gia kiếm cốc trong đó, Tôn Dạ Dung đi tới một cây vạn năm cổ thụ trước mặt. Gốc cây này cây, tạo ra liền không ít kiếm quả, kiêm gia kiếm phái đệ tử sau khi ăn vào, có thể tăng trưởng tu vi, củng cố căn cơ, thiên phú chắc tuyệt người, lại có thể từ trong ngộ ra một chút thiên địa kiếm lực, từ đó một lần hành động bước lên đỉnh cấp đường. Vì vậy, hồi lâu tới nay, cây này liền được không ít người yêu thích, trong đó liền bao gồm Tôn Dạ Dung. Không có được thường thường cũng sẽ quý trọng, mà lấy được, liền sẽ bỏ tệ lý. Nàng tự lẩm bẩm, tiện tay hươi ra một kiếm. Tôn Dạ Dung giờ phút này đã chiến mù quáng, nàng chỉ cần vung lên kiếm, thì có muôn vàn khí tượng lộ vẻ hiện ra, đem thiên tài địa bảo chi địa lâm vào là cho tàn. Nàng có cửu thiên thần thuật, nắm giữ thông thiên uy năng, muốn hủy diệt cái này cùng là quy luật lực thiên địa linh vật, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Những thứ này thiên tài địa bảo, các ngươi một cái đều không muốn lưu. Tôn Dạ Dung ánh mắt đột nhiên lạnh, tay nàng chỉ thật nhanh niết ấn, mà một cái tay khác cầm giữ bách hoa thần kiếm, thì toát ra nghiền nát phép tắc ánh sáng. Hết thảy các thứ này tới được dễ như trở bàn tay, hủy diệt tốc độ vượt qua xa người khác tưởng tượng. Đủ loại thiên cơ nổi lên, hóa là rực rỡ thần hỏa, mà Tôn Dạ Dung vậy mượn một vòng này ngọn lửa, đốt cháy rất nhiều thiên địa căn nguyên. Nàng trong đan điền, vạn vật mẫu kiếm quyết thần quang điên cuồng lóng lánh, ở nàng trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, những thứ này chính là nàng phải chịu cắn trả. Cửu thiên thần thuật không phải nói hấp thu liền có thể hấp thu, còn được đi qua không ngừng rèn luyện, mới có thể thành công luyện hóa. Hơn nữa còn muốn xem rèn luyện trình độ như thế nào, độ dung hợp càng cao, thì triển ra chính là càng phát ra muốn gì được nấy, uy lực mạnh mẽ. Mà liền sau đó một khắc, nàng phóng ra vạn vật mẫu kiếm quyết ánh sáng, sắp đạt tới nhất là cuồng bạo trạng thái. Chính là ở loại trạng thái này dưới, cắn trả giống như lửa cháy bừng bừng cháy, xuyên qua kinh mạch, dùng thân thể con người nhiệt độ đạt tới cao nhất. Tôn Dạ Dung mang tràn đầy ngút trời tức giận, cắn chặt môi dưới, khổ khổ chống đỡ, nàng cả thân quần áo đều ướt đẫm, nhất thời đổ mồ hôi đầm đìa, lồi lõm thích thú vóc người vậy hiện ra. Đến khi vạn vật mẫu kiếm quyết kiếm ý lưu chuyển đến viên mãn thời khắc, là được tóe ra kinh thiên nhất kích. Nàng từ bước vào kiêm gia kiếm phái bắt đầu, liền không định sống trở về. Nàng cấp cho người mình quan tâm trả thù. Kia sợ chết giá phải trả. Đây chính là nàng trong lòng nói. Nàng vô số lần trăn trở, không xác định có muốn tới hay không trả thù. Cho đến nàng nghĩ đến mình và sư muội qua lại, cùng với sư muội dung nhan, còn có nàng trong lòng nói. Nàng không chùn bước lên kiêm gia kiếm phái. Cái này nhất định là một cái không đường về, nhưng vì trong lòng đạo mà chết, cũng vì để cho kiêm gia kiếm phái trả giá thật lớn, hết thảy đáng. Bành! Mà đang ở này cùng giây phút, một hồi cường đại lực lượng từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh vào Tôn Dạ Dung trên đỉnh đầu, để cho Tôn Dạ Dung nhất thời khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi đột nhiên khạc ra. Đó là vật gì? Nàng đột nhiên bị giật mình, ánh mắt hoảng sợ. Lúc này nàng có thể cảm giác được có một hồi vô cùng khí thức mạnh mẽ đang hướng nàng vào tới, cơ hồ muốn đạt tới hủy diệt bên bờ. Ở đó phiến sắp bị hủy diệt trên mặt hồ, có một cô gái bóng người xuất hiện, hắn tóc trắng tung bay, thanh lãnh tuyệt trần, nhìn không rõ lắm tuổi tác. Tôn Dạ Dung thấy người này, con người nhất thời kịch liệt co rúm một cái. Người này trước mặt tròng mắt như điện, nghiêm nghị lạnh lùng, cơ hồ không thể địch nổi. Chính là kiêm gia kiếm phái năm đại tôn giả trưởng lão đứng đầu, Lãnh Tuyệt Trần. Nàng ở tông môn bên trong thực lực, cũng gần bằng với tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, có thể nói là thập phần cường đại. Lãnh Tuyệt Trần tay cầm một cái màu xanh trường kiếm, không ngừng quơ, mà từng đạo thần bí pháp quyết, giống như là thác nước vậy mở rộng ra tới, ầm ầm hạ xuống. Sáng chói màu xanh ánh sáng từ nàng trước mắt nghiêng rơi xuống, hóa thành một tầng bảo vệ che chở. Vững vàng che ở những cái kia chân quý linh mạch. Tôn Dạ Dung, người trốn tránh tông môn, làm ra tổn thương như vậy lợi ích chuyện, nhưng còn không biết hối cải, tiếp tục làm sằng làm bậy, tội chân thực không thể tha.
hôm nay bổn trưởng lão liền thay sư phụ ngươi thanh trừ tông môn tàn dư. Lãnh Tuyệt Trần lời này vừa nói ra, vậy minh mông linh hồ nhất thời đổi được càng mãnh liệt, giống như nấu sôi vậy, ào ào. Nàng chiêu này tên là Bộ Bộ Sinh Liên, là thanh liên thần kiếm nơi có tuyệt chiêu, lợi hại hết sức, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể làm trời trăng sao làm sử dụng, rời núi lấp biển không gì không thể. Mặc dù nói lấy Lãnh Tuyệt Trần thực lực, còn cũng không đem tu luyện tới chưa từng có ai bước, nhưng vậy đủ tươi đẹp chúng sanh. Rất nhiều thanh liên kiếm phái đệ tử nhanh chóng né tránh, liền tôn giả trưởng lão cũng ra tay, tôn giả dung nhất định phải ở chỗ này vẫn mệnh, các nàng có thể không muốn cùng tôn giả dung chôn theo. Cả dãy núi cũng bao phủ màu xanh ánh sáng, phảng phất có một tầng tuyệt thế cấm chế, đem hết thảy tất cả ngăn cách ra. Mà ở vậy trong dãy núi, vô số cổ mộ hóa là từng cây một lợi kiếm, phóng lên cao, lại là hội tụ đến vậy màu xanh màn hào quang bên trong. Vô biên cây cối vọt lên, sau đó ầm ầm nện xuống, đây là đã biến thành vô số mạt vụn, rối rít xái xái, mỗi một khối mạt vụn cũng hiệp bọc thanh quang hóa thành sát ý. Đầy trời xanh mưa, phiêu tán bay lượn, ở trong không khí hiển hiện ra. Như vậy vừa thấy, đổ còn có vô số mỹ cảm, theo thứ tự đệ vào, đổi được lộng lẫy phân phồn. Tôn Dạ Dung cũng không sẽ cảm thấy cái này đầy trời xanh mưa rất là đẹp, ở nàng nhìn lại, đây là thế gian nhất là mãnh liệt ý định giết người một trong, rất ít có người có thể ngăn cản được. Một cái kiếm xanh, khuấy động chín tầng trời. Dưới một kiếm này, nhật nguyệt chưa chợp mắt, tinh thần ảm đạm. Vạn vật đều là giả huyễn. Tôn Dạ Dung thậm chí cảm giác, nếu như kiếm ý này lại hơn thấm vào một phần, vậy thân thể của nàng vậy sẽ thành được hư không mờ mịt. Thậm chí xu hướng tại tiêu tán, không còn tồn tại. Đối phương thực lực, so nàng mạnh mẽ trăm lần ngàn lần, theo lý mà nói căn bản không cách nào tương đương. Nhưng lúc này Tôn Dạ Dung, căn bản không sợ, nàng đi tới Kiêm Gia kiếm phái, thật ra thì cũng chưa có dự định đi nữa. Coi như phải đi, vậy cũng muốn thu chân lợi tức lại đi, lúc này, còn xa xa không có đạt tới nàng mong muốn. Nàng lạnh lùng nhìn chân trời, giọng có chút khinh miệt. Ngươi có cái gì tư cách tới đối với ta giảng đạo? Bất quá là đạo mạo nghiêm trang dối trá người một trong thôi, bây giờ Kiêm Gia kiếm phái, chỉ tính cái lợi, võng cố đen trắng, đã sớm vứt bỏ năm đó Kiêm Gia tiên tử nơi lưu lại trí thiện tới đẹp nói như vậy. Nghe nàng lời nói này, không ít Kiêm Gia kiếm phái đệ tử trong lòng là chấn động. Cái này Tôn sư tỷ thật sự là quá dám nói. Ít năm như vậy tới, Kiêm Gia kiếm phái đều không ra khỏi như vậy gan lớn bằng trời tồn tại. Hoặc là nói, những năm gần đây, cũng không có một người dám công khai phản kháng Kiêm Gia kiếm phái thống trị tàn bạo. Nhưng hôm nay, thì có người ở bọn họ trước mặt nói lời độc ác, một chút đều không đem Kiêm Gia kiếm phái cao tầng trưởng lão coi vào đâu. Vậy lơ lửng tại bầu trời bên trong Lãnh Tuyệt Trần, cùng với cái khác một đám trưởng lão đều là ngây ngẩn. Các nàng xưa nay quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa, đối người khác hô thì tới, vung thì đi, đối với những đệ tử này. Làm chỉ có mệnh lệnh cùng khiển trách. Nơi nào có thể lưu đạt được, một ngày kia, những đệ tử này lại dám đối với các nàng kêu la om sòm, không tiếc lời. Ngươi nói gì sao, nhưng dám lặp lại lần nữa. Lãnh Tuyệt Trần nhất thời nổi giận, nàng thực lực hoàn toàn áp chế Tôn Dạ Dung, nhưng không cách nào làm đối phương có phân nửa lùi bước. Một cái lưng đeo tội ác đệ tử mà thôi, như con kiến hôi nhỏ bé, lại còn vọng tưởng đối Kiêm Gia kiếm phái tạo thành tổn thương. Đơn giản là nói vớ vẩn. Lãnh Tuyệt Trần hươi ra thanh liên thần kiếm. Chỉ nghe được ông một tiếng, vậy đầy trời dị tượng bắt đầu sôi trào, chỗ đi phương hướng vậy chỉ có một cái. Đó chính là Tôn Dạ Dung chỗ chỗ. Cái này thanh liên thần kiếm lấy tinh thần đúc thành, hái thời kỳ viễn cổ còn sống sót cổ xưa thanh liên, lấy thanh liên tử rèn luyện mà thành, chỉ là nung cái này hạng nhất, liền hao phí sấp xỉ mấy vạn năm thời gian. Nơi ra đời ra thanh liên thần kiếm. Đủ để tương đương cái này thế gian tất cả bảo kiếm, chút nào không rơi hạ phong. Cho nên hiện tại, thanh liên thần kiếm bộc phát ra vô địch kiếm cương, giống như là gió bão vậy, cuộn sạch ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Kiếm khí đi bên ngoài cuộn sạch, ước chừng uy lực còn lại, liền có thể để cho người cảm thấy sợ hãi, nếu thật trở thành này cùng kiếm chiêu công kích đối tượng, vậy được có kinh khủng dường nào. Tôn Dạ Dung mặt đẹp khẽ biến, bàn tay nàng lộn một cái. Vậy cầm bách hoa thần kiếm vậy từ thiên lên. Nhàn nhạt thần thuật căn nguyên, vây quanh ở Tôn Dạ Dung quanh thân vùng lân cận, giống như là một cái thần thánh tường hòa thần linh,
không có nửa điểm khí sát phạt. Chỉ có vậy hung mãnh công kích tới đến vùng lân cận lúc đó, cái này 9 tầng trời thần số căn nguyên, mới biết biến ảo thành một cái uy phong lẫm lẫm trường kiếm, vung chém lúc đó, ánh sáng hiện ra hết. Như vậy ánh sáng kéo dài mấy giây cỡ đó, liền bị vậy màu xanh thần kiếm áp chế xuống. Hai bên cuối cùng vẫn có to lớn thực lực sai biệt, ước chừng bằng vào thần thuật tới chống đỡ là không thực tế. Vô tận dư âm tản ra, chấn động, thậm chí là hóa là một phiến hư ảo. Thiên kiếm hoạt động cũng theo đó lan truyền, hơn nữa hóa là từng tầng một rung động, liền trước thiên địa cũng không cách nào chứa. Vô số mảnh vỡ chướng ngại, giống như là vậy bèo không rể, khắp nơi phiêu động, tràn ngập ở giữa thiên địa, hóa thành một cái cầm sắc bén đao tùy ý cắt kim loại, ở nơi này phiến chân trời lan tràn, giống như tiến vào không người cảnh. Màu xanh bảo kiếm thần quang, xen lẫn vậy vô cùng thần thuật lực lượng, hai người lẫn nhau dây dưa, trong thời gian ngắn, ai cũng không cách nào làm sao ai. Lãnh Tuyệt Trần khống chế thanh liên bảo kiếm, nhìn qua ung dung rừng rưng, cũng không có đụng phải bao lớn áp lực, nhìn lại Tôn Dạ Dung bên này, chung quanh không gian sóng gợn một chút xíu vỡ vụn, đổi được lảo đảo muốn rơi xuống. Mà nàng cũng là cắn chặt hàm răng, mặt đầy là vẻ không cam lòng. Nhưng cánh tay cuối cùng không cưỡng được bắp đùi, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn. Thậm chí còn tất cả ánh sáng rực rỡ ngưng tụ đến trong nháy mắt thời điểm, vô cùng lực lượng ầm ầm nổ tung. Hai bên tương đương với lẫn nhau diệt vong, lấy mạng đổi mạng, nhưng là từ sử dụng người có thể chịu đựng phạm vi tới xem, Tôn Dạ Dung căn bản không cách nào chịu đựng như vậy trọng áp. Nàng thân thể tựa như bị đáng sợ lực lượng cho đè ép đến không thể tự kiềm chế, xương máu nhất thời phún ra ngoài, từ nàng thất khiếu trong đó tuôn ra tới. Ước chừng trong nháy mắt, Tôn Dạ Dung biến thành một cái người máu, máu tươi đầm đìa, kinh khủng dị thường. Hơn nữa còn kèm theo vô số bàng bạc lực, phụ ở ra ngoài mặt, ngăn cản Tôn Dạ Dung tự mình tu bổ. Cái này, tại sao trong cơ thể ta linh khí không thể vận chuyển? Tôn Dạ Dung lúc này rất cảm giác kinh hãi, nhưng vào giờ phút này, nàng đã không có biện pháp nào khác tới hóa giải cái này uy áp ngập trời. Vạn vật mẫu kiếm quyết nơi bố trí ra thần trận, hóa giải thanh liên thần kiếm phần lớn uy áp, nhưng là tràn ra vậy một phần chia, đủ để cho thân thể của nàng gặp phải trước đó chưa từng có tổn thương nặng. Ngươi không cần phản kháng nữa, mặc dù nói ngươi lấy được vạn vật mẫu kiếm quyết, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể chân chính điều khiển nó. Lãnh Tuyệt Trần giọng lạnh như hàn xương, tựa như vậy vạn năm không thay đổi hàn băng thép. Đối với Tôn Dạ Dung, nàng sát ý trong lòng nổi lên bốn phía, hơn nữa trực giác vậy nói cho nàng, người này lưu không được. Nếu như lưu lại, tương lai tất thành họa lớn. Vì vậy nàng vừa lên tới liền thi triển ra mạnh nhất sát chiêu. Mượn do thanh liên tới đưa tới trong thiên địa minh mông sức mạnh to lớn, phai mở vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng, trấn áp Tôn Dạ Dung. Nhưng giờ phút này, nàng nhưng là nhíu mày một cái. Tuy nói Tôn Dạ Dung ở nàng trọng áp công kích dưới bị trọng thương, nhưng là vậy cửu thiên thần thuật mang đến ánh sáng, vẫn như cũ còn sót lại tại ở giữa thiên địa, cũng không có sau đó tiêu tán. Nàng cũng không tin, cái này cửu thiên thần thuật, nàng còn thật cầm hắn không có cách nào. Hơn nữa cái này còn là không lành lặn trạng thái cửu thiên thần thuật, nếu như là hoàn chỉnh thần thuật, uy lực tuyệt sẽ không ước chừng dừng bước nơi này. Hừ, ta đây muốn xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Lần này Lãnh Tuyệt Trần lại nữa nương tay, nàng nơi cầm thanh liên thần kiếm, tựa như tỉnh lại, hóa là một con thần long, lên như diều gặp gió, giải khai vậy vân tiêu giam cầm. Cuồn cuộn thần quang, hạ xuống xuống, giống như xé ra thiên địa, đem Tôn Dạ Dung trùng trùng bao vây. Nhưng Tôn Dạ Dung nhưng giống như là phát điên vậy, chẳng ngó ngàng gì tới, đi về trước mãnh sông lên, nàng cả người đã khắp nơi rạn nứt, huyết quang lan tràn ra. Tuy có ánh sáng hộ thể, nhưng không đủ để che phủ tì vết nào. Vạn vật mẫu kiếm quyết, thu. Tôn Dạ Dung quát khẽ một tiếng, nàng thúc dục linh niệm, vậy đạo cùng cửu thiên thần thuật nơi phù hợp căn nguyên lực, lúc này hóa thành cuồn cuộn cuồng chiều, xé kéo ra trong tinh không mọi thứ nước lũ. Đối mặt cao cao tại thượng thanh liên thần kiếm, Tôn Dạ Dung nơi cấp cho đáp lại chính là đón đầu thống kích, trong một cái chớp mắt này, cả thế giới tựa như đều bị cuốn vào trong đó, hỗn độn mới sinh, hồng mông hiện ra, hai người đụng vào nhau, giống như là hai đại tinh hệ tới giữa trung cực tỷ thí. Cái này cùng tình cảnh dưới, sinh ra tia lửa trùng điệp không ngừng, cuồn cuộn không ngừng, giống như là lần nữa diễn hóa, tự thành một phiến thiên địa.
Lãnh Tuyệt Trần sau lưng mấy tên trưởng lão thấy vậy, chợt cảm thấy sự việc không ổn, rối rít đứng dậy, đi tới chung quanh, thúc giục trong cơ thể linh khí, liên thủ bố trí ra tràng vực trận pháp. Các nàng đều là Kiêm gia kiếm phái cao tầng, bước chân vào thiên quân cấp bậc sau đó, cảm giác đổi được bén nhạy rất nhiều. Vì vậy các nàng ngay tức thì liền cảm thấy, Tôn Dạ Dung có lẽ có những thứ khác dự định, cho nên không thể không đề phòng. May là lấy các nàng phản ứng nhanh chóng, vậy cuối cùng là chậm một bước, Tôn Dạ Dung khóe miệng nhấc lên lau một cái nụ cười như có như không, cùng nàng lần nữa ngẩng đầu lúc đó, vậy lau nụ cười, cháy thành chiến ý điên cuồng. Hơn nữa ở trong nháy mắt, âm lan truyền, vô cùng kiếm quang, đem bên trong phương viên 10 dặm hết thảy nghiền diệt thành trần. Nàng đây là muốn tự bảo. Mà vậy mấy tên trưởng lão thấy vậy, buông tha kết trận ý tưởng, rối rít tìm kiếm tự vệ. Các nàng tuy nói thực lực cường đại, nhưng vạn vật mẫu kiếm quyết, nhưng mà vô số năm trước lưu truyền xuống thần thuật. Từ Hồng Mông ra đời dậy cũng đã tồn tại, bất tử bất diệt, miễn cưỡng không ngừng. Tôn Dạ Dung biết mình đã đến mệt mỏi lực kiệt bước, nếu như còn muốn đi về trước, sẽ thành được cực kỳ khó khăn. Nàng làm hết thảy các thứ này, chẳng qua là muốn dụ bộ phận Kiêm gia kiếm phái cao tầng trưởng lão mà thôi. Đem các nàng đưa ra, mình mượn nữa do vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng hoàn thành tự bảo. Đi U Minh Hoàng Tuyền trên đường, có thể kéo một người là một người. Đây là nàng nói. Ngươi lấy là ta thật sự là muốn cùng ngươi đánh một tràng, sau đó phân ra thắng bại sao? Tôn Dạ Dung giang hai cánh tay ra, một hồi lực lượng vô hình, chấn động thiên địa, có sóng gợn khuếch tán ra. Thuần trắng không tì vết, cực kỳ sáng chói chói mắt. Làm hắn lóng lánh đến mức cực kỳ thời điểm, thì có tí tí kẽ hở, từ bên trong đi bên ngoài lan tràn, vô số do trắng tinh ánh sáng tạo thành kiếm nhỏ, bạo phát ra hạo như khói biển lực lượng. Xung động, khiếp sợ, chấn nhiếp. Đây là rất nhiều Kiêm gia kiếm phái đệ tử trong lòng sinh ra ý tưởng. Tôn Dạ Dung nơi phóng thích ra vậy một phần kiếm ý, đã vượt qua thiên địa phạm vi, nối thẳng cổ kim, chảm phá thương khung. Hình như là không thể địch nổi lực lượng vĩ đại, vào giờ khắc này bay lên. Không chỉ là người xem cuộc chiến, những cái kia Kiêm gia kiếm phái trưởng lão giống vậy kinh sợ như vậy. Này cùng lực lượng, thật sự là quá mức mênh mông bao la, hơn nữa trao đổi thiên địa, để cho cái này thế gian tất cả yêu quái quỷ quái cũng không che giấu. Cho đến lúc này, Lãnh Tuyệt Trần cái này mới nhìn ra Tôn Dạ Dung hẳn phải chết chí. Nàng căn bản cũng chưa có ý phản kháng. Nàng phải làm, là hủy diệt. Cái này, là điên rồi sao? Nàng lại muốn lợi dụng cửu thiên thần thuật lực lượng tới tiến hành từ bộc, chẳng lẽ nàng cảm thấy lấy hắn trước mắt cái này thể xác, có thể chịu được kinh khủng nhất cắn trả sao? Vô cùng kinh khủng nổ vang tiếng ở mảnh địa phương này vang lên, Lãnh Tuyệt Trần không do dự nữa, trực tiếp triệu hoán ra một tầng thiết giáp hàn y, bao trùm ở cơ thể đồng hồ, hơn nữa lấy mạnh nhất linh lực trạng thái tới bảo vệ thân xác. Có giúp lại thần hồn. Nàng thân là trời quân cấp cường giả khác, vốn không cần dùng như vậy lùi bước thủ đoạn tới bảo vệ tự thân, nếu không truyền đi chính là một chuyện cười, người khác còn sẽ nói nàng là bởi vì sợ mới làm như vậy. Nhưng là ở cửu thiên thần thuật vô tận dưới sự uy áp, Lãnh Tuyệt Trần đã nhưng không được cái gì mặt mũi, cùng lúc đó, nàng còn ra tiếng nhắc nhở những người khác. Còn như những người đó có nghe hay không, có thể hay không kịp thời làm ra phản ứng. Cũng không ở nàng bên trong phạm vi cân nhắc. Tôn Dạ Dung trong lòng một phiến thản nhiên, nàng biết bằng vào mình thực lực, coi như tự bạo cũng không cách nào đạt tới hiệu quả. Chỉ có mượn cửu thiên thần thuật lực lượng, nổ tự thân, mới có thể sinh ra hiệu quả. Nàng có thể làm được, vậy chỉ có như vậy. Sở Nhu, sư tỷ hôm nay liền vì ngươi báo một phần chia thù. Tôn Dạ Dung trong lòng nghĩ như vậy nói, mà nàng lúc này thì hình như là một khối sáng lên ngọc thạch. Những cái kia ánh sáng biến ảo thành vô số cầm sắc bén kiếm nhỏ, cuồn cuộn không ngừng, cuồn cuộn thẳng lên, thậm chí đem hư không tới giữa tiếp đón lối đi toàn bộ chặt đứt. Nàng lấy thân xác thành tựu hiến tế, để cho những cái kia hư không kiếm, toát ra không thể địch nổi sắc bén sát ý. Có mấy tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Các nàng liền tự thân đều không cách nào bảo vệ, bị vậy tẩy bầu trời mênh mông kiếm ý. Đem các nàng vội vã tác phẩm xây phòng ngự trận đánh vào được tan tành. Trong đó có hai người trưởng lão, đã bị đánh được thân xác mất đi, thần hồn bể tan tành. Nửa bước thiên quân cường giả, ở vô tận thần uy bao phủ cửu thiên thần thuật quét sạch dưới, kêu cứu cũng không kịp phát ra. Lần này,
tự bạo lực lượng truyền khắp trong xung quanh trăm dặm, vô số Kiêm gia kiếm phái trưởng lão cùng với đệ tử rối rít tan đi, kêu lên cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập ở chân trời trong đó, bên tai không dứt. Mấy tên trưởng lão ở chỗ này tình cảnh trong đó, tan thành mây khói, căn bản không có nửa điểm sức đánh trả, còn dư lại những trưởng lão kia cho dù kết thành pháp trận, vậy ngay tức thì bể tan thành, miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Còn có một phần chia Kiêm gia kiếm phái đệ tử xuống lại xem cuộc chiến, gặp phải ảnh hưởng đến, bất quá cũng không trưởng lão kinh khủng như vậy ảnh hưởng đến. Ở nơi này một chàng tự bạo sóng gió trong đó, tử vong cùng với số người bị thương đã đạt đến hơn 10.000. Người còn lại nếu không phải bởi vì phải đi trước, đứng xa, chỉ sợ cũng được ảnh hưởng đến. Chu vi ngàn dặm trong phạm vi linh mạch, đều ở đây chàng này tự bạo sóng gió trong đó, hoàn toàn vỡ vụn thành trần, không còn tồn tại. Sau trận chiến này, Kiêm gia kiếm phái nơi gặp phải tổn thương không cách nào lường được. Còn có mấy độc lập bồi dưỡng linh thảo linh dược thế giới nhỏ, cũng ở đây cùng sóng gió dưới tiêu diệt thành hư không mảnh vỡ, bị vậy hoang vu trong hư không chảy loạn nuốt mất. Thần thuật oai, khủng bố như vậy. Sau cùng giây phút, vốn là còn một nhóm ngàn người đệ tử sắp diệt vong, bọn họ cảm nhận được liền vậy một hồi tử vong quang ba cuộn sạch rối rít làm hoảng sợ. Tuyệt vọng tâm tình trào hiện ra, cơ hồ phải đem bọn họ nuốt mất. Nhưng vào lúc này tông phái trong đó hai người tôn giả trưởng lão, ra tay vận dụng thủ đoạn thần thông, mấy cầm diệt thế thần kiếm đồng loạt xông ra, ánh sáng chớp động, chặn lại vậy cuồng bạo thần thuật căn nguyên. Kiêm gia huyết trận. Theo nhất thanh thanh hát vang khắp thiên địa, mấy chục tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, bày trận mà đợi, cầm đầu đương nhiên là hôm nay huyền hải đệ nhất cao thủ Kiêm gia tông chủ. Mà đứng hàng hắn tả hữu là Kiêm gia kiếm phái còn lại hai người thái thượng trưởng lão, thực lực vậy vẻn vẹn chỉ so Kiêm gia tông chủ yếu hơn một đường mà thôi, gọi là chân chính nhân vật lớn. Cái này mấy tên nhân vật lớn toàn bộ điều động, như vậy có thể gặp, cái này thần thuật tai nạn gió bão nghiêm trọng tính. Lấy ta máu, hiến tế trời. Tôn giả dùng tiếp tục tiến hành sau cùng điên cuồng, mặt nàng trên lại nổi lên một chút như có như không nụ cười. Nếu như có thể trước khi chết thấy mình đối Kiêm gia kiếm phái hèn hạ cao tầng tạo thành lớn như vậy tổn thương, vậy thì cũng là chết cũng không tiếc. Ngươi dám. Trong đó một tên thái thượng trưởng lão, thấy cảnh này, thốt nhiên giận dữ, nàng lấy tay là kiếm, đón gió chém điên cuồng, vậy kiếm phong sắc bén vượt qua hư không, phát ra như sấm vang lớn. Ngươi thân là Kiêm gia kiếm phái đệ tử, lại dám phạm thượng, mắt không bề trên, ta chờ nhất định đem ngươi đánh vào luân hồi, xương nghiền thanh cho rắc, lấy trừng phạt tội tài trời. Vậy cuồng bạo kiếm phong ngang nhiên rơi xuống, giống như muốn chấn áp chư thiên, càn quét vạn giới, phá hủy ngân hà, vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Vậy cửu thiên thần thuật bộc phát ra hủy diệt ánh sáng, bị thương nặng nhiều người như vậy sau đó, đã là nỏ hết đà. Huống chi tha phương tài sở phóng thích ra một kích tối hậu, lại đem mấy tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão trọng thương. Lấy đổi một lần nhiều, còn hủy diệt rất nhiều linh mạch, trận chiến này coi như là đáng giá. Tôn giả dùng khóe miệng gợi lên lau một cái nụ cười như có như không. Cho dù nhân gian lại tốt đẹp, nhưng có một số việc vẫn là phải làm. Vĩnh biệt, Diệp thần. Vĩnh biệt, cái thế giới này. Sở Nhu sư muội, ta xuống bồi ngươi. Ma quỷ sát ý, bất ngờ hạ xuống. Tôn giả dùng thiêu đốt tâm huyết, đầu đầy tơ đen phiêu tán, mà nàng đôi mắt ngửa mặt lên trời, hơi thất thần. Vậy huyền hải bên trên, rốt cuộc có cái gì? Kiêm gia tiên tử ý chí, có thể hay không lần nữa hạ xuống nhân gian? Tới tẩy hiện giờ Kiêm gia kiếm phái nơi sinh ra hết thảy tội ác. Hết thảy đều đã thành qua lại, trong lòng nàng không có hối hận, chẳng qua là lưu lại một chút tiếc nuối. Tại sao phải nhường nàng ở sinh mạng cuối cùng thời gian gặp phải Diệp thần? Cái gọi là thiên lý tuần hoàn, vạn vật luân hồi, không có gặp phải Diệp thần mà nói, có lẽ nàng có thể sẽ ở Kiêm gia kiếm phái ở lại, sẽ không bởi vì hắn cùng Kiêm gia kiếm phái xích mích. Thế nhưng dạng tới một cái, nàng gặp qua rất không sung sướng. Giống như cái xác biết đi vậy sống tạm nhiều năm, thì có ý nghĩa gì chứ? Rực rỡ nhất pháo bông, có lẽ chỉ có thể ở ngay tức thì tách thả ra, mà không có thể kéo dài đi. Tôn giả dùng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt mười phần bình tĩnh. Nàng rất nhiều xuống trong lòng một cái nguyện vọng cuối cùng, một khắc sau, cuồn cuộn kiếm ý nước lũ nuốt mất tới. Ngay chớp mắt, nàng hình thần câu diệt, liền tiến vào luân hồi tư cách cũng không có.
Chung quanh mọi người chứng kiến hết thảy các thứ này, theo Tôn Dạ Dung bị Thái Thượng Trưởng Lão tại chỗ đánh chết, vạn vật mẫu kiếm quyết mang đến uy áp, vậy dần dần thối lui. Bất quá thật giống như không có ai phát hiện, vậy ánh sáng sáng chói dưới, cất giấu một đoàn ánh sáng ảm đạm chiếu rọi. Thái Thượng Trưởng Lão thu chiêu sau đó, thần sắc nghiêm nghị, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả mọi người đều cảm nhận được liền phần này uy áp mạnh mẽ. Đây mới thật là thượng vị giả mới có thể có uy nghiêm. Kiêm gia kiếm phái các đệ tử, các người vậy làm chứng đến nơi này một màn, ta ở chỗ này thân minh, Tôn Dạ Dung là chúng ta Kiêm gia kiếm phái từ trước tới nay một lớn sỉ nhục, từ nay về sau, tất cả đệ tử đều phải lấy nàng là kiêng, nếu như lại còn tình huống tương tự phát sinh, tại chỗ chém chết, bụi cây liền cửu tộc. Thái Thượng Trưởng Lão thanh âm cuồn cuộn như sấm, nàng ánh mắt rảo qua chỗ, không có một người dám cùng đối với coi. Cái gọi là uy nghiêm, đã là như vậy. Mà cơ hồ cũng là vào lúc này, môn hộ mở lớn Kiêm gia thung lũng trong đó, một đạo thân ảnh lặng lẽ tiến vào, không làm kinh động người bất kỳ. Người nọ chính là Diệp Thần, hắn ngụy trang lối ăn mặc sau này, lẫn vào những đệ tử kia hàng ngũ. Lúc này, chiến đấu cũng đã kết thúc, một số người đang làm kết thúc giải quyết tốt công tác. Làm xen lẫn ở trong đám người Diệp Thần nghe được bọn họ thảo luận lúc đó, không khỏi đổi sắc mặt. Tôn Dạ Dung lại có thể chết, tin tức này đối với Diệp Thần mà nói, không khác nào ngũ lôi oanh, sấm sét giữa trời quang. Nếu như nói cái này huyền hải trong đó còn có ai đáng hắn kết giao một phen, trừ Tôn Dạ Dung ra, cơ hồ đừng không người khác. Nhưng hiện tại Tôn Dạ Dung đã tử vong. Như vậy kết quả kích thích Diệp Thần, trong mắt hắn trong đó, dần dần hiện ra sát khí. Trên thế giới này chính trực chi tâm, chẳng lẽ cũng không phối sống sót sao? Hắn nắm chặt hai quả đấm, trong lòng tức giận bay lên. Mà lúc này, bên cạnh có mấy người đang mở miệng nghị luận nơi lời nói ra, châm biếm lại khó nghe. Nghe nói cái này Tôn Dạ Dung ngoài mặt trang được không ăn nhân gian lửa khói, sau lưng lẳng lơ rất đâu, thường xuyên chạy đi ra bên ngoài dụ dỗ dã nam nhân, cũng không biết cùng ai quan hệ mật thiết. Một tên nam đệ tử ngoài miệng treo không có hảo ý cười, len lén suy đoán nói. Kéo xuống đi. Ngươi có thể tham nàng khi còn sống là thực lực gì, đây chính là đứng sau tên kia thiên chi kiêu nữ à, bị tông phái coi là chân bảo, chỉ tiếc một tay bài tốt, đánh nát. Không biết ngươi có nghe nói hay không, trước cái đó ở kiếm vẫn không gian trong đó thiên kiếm phái đệ tử, là cùng Tôn Dạ Dung từng có một chân. Có thật không? Nếu không đâu, ngươi cảm thấy Tôn Dạ Dung tại sao ở kiếm vẫn bên trong không gian liều mạng bảo vệ hắn? Mà vậy Diệp Thí Thiên lại vì sao không để ý tánh mạng? Nửa đường cứu Tôn Dạ Dung. Không phải là bởi vì đôi cẩu nam nữ này có quấn quýt sao? Ha ha, huynh đài ý kiến hay. Cái này mấy người đang sướng trò chuyện, luôn luôn bộc phát ra một tràng cười, cùng trước kia bọn họ hoảng hốt chạy trốn dáng vẻ, hình thành mãnh liệt so sánh. Ngay tại lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm chen vào. Người nói Sở Nhu bị xử tử. Người nói chuyện là Diệp Thần. Vậy mặt đầy tà ác nụ cười mập mạp. Quay đầu lại thấy là người xa lạ, rất lạnh nhạt địa điểm cái đầu. Lần này Diệp Thần coi như là rõ ràng, Tôn Dạ Dung rõ ràng đáp ứng mình, tự ẩn cư này núi rừng, không hỏi thế sự, cuối cùng nhưng lại tới Kiêm gia kiếm phái, tạo thành lớn như vậy náo động. Hết thảy các thứ này có thể đều là bởi vì Kiêm gia kiếm phái xử tử Sở Nhu, dẫu sao ban đầu Sở Nhu nhưng mà bất chấp nguy hiểm tánh mạng, đi tới thiên kiếm phái hướng mình truyền đạt tin tức. Cuối cùng hắn cũng là theo Sở Nhu đưa cho vị trí, thành công chặn lại Tôn Dạ Dung. Có thể nói Sở Nhu chết, là ép vỡ Tôn Dạ Dung cuối cùng một cây rơm rạ. Diệp Thần thở dài, chợt lộ ra một cái tay, từ vậy lại nhảy không ngừng mập mạp sau lưng mặc đi vào, ở phía trước ngực xuyên ra trong tay hắn, còn nắm một viên chậm rãi đập tim. Mập mạp kia bát quái âm hơi ngừng, hắn cúi đầu xuống nhìn ngực mình vị trí, đầy mắt cũng là không dám tin. Miệng người ác. Giết liền. Diệp Thần thanh âm lãnh đạm vô tình, đột nhiên bóp vỡ trái tim kia. Đỏ màu nâu tâm huyết bắn ra, rơi xuống bên cạnh cả đám trên mình. Bọn họ nhất thời sắc mặt cuồng biến, vội vàng lui về phía sau, thật sự là không nghĩ ra, nguyên vốn không phải còn thật tốt sao. Làm sao bỗng nhiên liền đại khai sát giới. Lại dám ở bên trong tông môn giết người, ngươi là chán sống sao. Một người khác lập tức gầm thét. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền có một đạo ánh sáng bắn nhanh tới, xuyên thấu hắn cổ họng.
lại có một người lúc này toi mạng. Những người khác cũng luống cuống, tên này rốt cuộc vì sao vô cớ giết người? Hắn lại là từ đâu tới? Các ngươi những người này đều đáng chết. Thời khắc này Diệp Thần thật là cực kỳ giận dữ, từ mới bắt đầu Kiêm gia kiếm phái ở gặp thần không gian trong đó làm sằng làm bậy, cậy mạnh vô lý. Đến phía sau Kiêm gia kiếm phái các cao tầng hành động đã thực hiện, cũng để cho hắn cảm thấy đau lòng. Như vậy tông phái, có cái gì cần thiết tồn tại sao? Diệp Thần tức giận trong lòng khó mà dùng ngôn ngữ để tỏ rõ, hắn xách không ra khỏi vỏ Long Uyên Thiên Kiếm, từng bước một đạp đi người nọ nhóm tụ tập địa phương, vẫy tay chém một cái. Một khắc sau thì có trên trăm cái đầu, thật cao nâng lên rơi xuống đến trong mây mù. Cho đến lúc này, đang giải quyết tốt linh mạch chuyện các trưởng lão, cái này mới phản ứng được, sau lưng đệ tử đã chết một mảng lớn. Ai dám ở Kiêm gia kiếm phái càn rỡ? Một tên trưởng lão quắc mắt trừng mắt, nàng nhặt lên bên cạnh bảo kiếm, sát khí ngất trời. Bất quá nàng tiếng giống giận vừa dứt, liền có một đạo kiếm quang xuyên thấu hư không, vắt ngang tới. Tên này trưởng lão vội vàng né tránh, nhưng vẫn chạy không khỏi bị trọng thương vận mệnh. Còn lại trưởng lão kịp phản ứng sau đó, rối rít tức giận, cho gọi ra vũ khí, đi bên này từng giết tới. Nhưng là Diệp Thần lại sao có thể lùi bước, hắn trực tiếp đem Long Uyên Thiên Kiếm hoành trên không trung, thân ảnh khổng lồ quanh quẩn ra, mà ở đó ngút trời huyết kiếm phía dưới, một cái huyết long yên tĩnh bò lổm ngổm, cả người tia máu quanh quẩn, hồng quang phụ thể. Mà vậy song long mâu bên trong hàm chứa lạnh như băng vương giả sát ý, giống như từng đạo máu tanh phù văn pháp quy, đem cái này linh khí của thiên địa cũng thay đổi. Ở nơi này vậy dưới sự uy áp, không ít đệ tử cùng trưởng lão đều rối rít cảm thấy sợ, không chờ bọn họ chạy ra khỏi bao xa, huyết quang kia long phun ra một đạo hơi thở rồng. Trong thoáng chốc, giống như nham thạch nóng chảy núi lửa bộc phát ra, ngập trời hung uy trùng điệp không ngừng, hơn nữa mỗi một giọt dung nham cũng giống như là do 8 vị chân hỏa luyện chế mà thành, nhiệt độ hừng hực, đã vượt qua chỗ này quy luật có thể chịu đựng phạm vi. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có loại vật này trà trộn đi vào? Không ít người rối rít cảm thấy bộ dạng sợ hãi. Mà một tên bên trong điện trưởng lão chính là sắc mặt nghiêm nghị, hắn đã bước chân vào thiên quân hàng ngũ, tuy không có bước lên tại đầu vị trí, nhưng thực lực vậy không thể khinh thường. Hắn xuất lĩnh mấy tên trưởng lão, đi vậy mảnh xứ sở đối lập. Nghịch tặc, người chạy tới đó. Trưởng lão kia lấy là Diệp Thần là muốn thả ra lớn mạnh như vậy võ đạo sau đó, nhân cơ hội chạy trốn, vì vậy nhanh chóng vận dụng linh khí bổn nguyên lực lượng, tác phẩm xây lên một tòa phong tỏa tràng vực. Mà những thứ khác 8 tên trưởng lão nhanh chóng bổ vị, mấy người phân biệt ở vào vị trí bất đồng, cùng Kiêm gia kiếm cốc thiên địa lực tiến hành câu thông. Các nàng cảm thụ máu kia khí lực lượng mãnh liệt, thần sắc không khỏi đổi được ngưng trọng. Tiểu tử trước mắt này thực lực, chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Hồ trưởng lão, tông chủ cùng 2 người thái thượng trưởng lão, đang trong lòng đất thân ở tự chữa linh mạch, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người này vào quấy nhiễu liền nàng.